Các bạn thân mến, do dịch giả trước không đăng tiếp nên mình đổi dịch giả khác, vì vậy lời văn cũng khác, mong mọi người thông cảm, xin cảm ơn. Chí Tôn Chiến Thần, Giang Sách, tập 49. Đem lão giả bắt sau đó, Tạ Mạnh Chí lúc này mới đi vào ghế lô. Cũng không dám tọa, hắn đứng ở Giang Sách bên người nói rằng, người tổng phụ trách, ngài quyết định xử trí như thế nào những người này. Giang Sách cười cười. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là lính hầu, bắt bọn hắn lại không có ích gì. Như vậy, người phóng ra tiếng gió, đã nói Triệu lão gia tử với hắn chính là thủ hạ đều bị bắt được, đem thế lực sau lưng cho kéo ra. Tạ Mạnh Chí nhíu nhíu mày. Người tổng phụ trách, cái này phía sau nhưng là kinh thành Triệu gia. Nếu như kéo nhiều lắm, sợ là sẽ phải rước lấy phiền toái không cần thiết ha. Giang Sách lạnh lùng nhìn hắn một cái, Tạ Mạnh Chí. Ngươi thân là nhân viên cảnh vụ, chả thế nào biết sợ hãi phần tử phạm tội sao? Câu nói đầu tiên sợ đến Tạ Mạnh Chí cả người bốc mồ hôi lạnh. Hắn nhanh lên cúi đầu nói rằng, xin lỗi, thuộc hạ biết lỗi rồi, ta đây liền đi làm theo lời ngươi, từng ấy năm tới nay, Triệu gia ỷ vào kinh thành thế lực, một mực giang nam khu làm sằng làm bậy, không có ai chữa rồi bọn họ. Nếu ngày hôm nay người tổng phụ trách quyết ý muốn trừ bỏ những cỏ dại này, ta đây Tạ Mạnh Chí tuyệt đối sẽ xông lên phía trước nhất, khi ngài làm cỏ liêm đao. Giang Sách lúc này mới hài lòng gật đầu. Lập tức, Tạ Mạnh Chí ly khai ghế lô, dựa theo Giang Sách giao phó đi làm. Một bên khác, ở Triệu gia trong biệt thự xa hoa. Bành Á Linh kéo Đinh Hồng Diệu cánh tay, cho hắn uy quả nho ăn, thực sự giống như là một đôi hạnh phúc ngọt ngào tình lữ, nhìn một bên Đinh Tử Ngọc toàn thân đều là nổi da gà. Nếu như không phải là vì thu thập Giang Sách, Đinh Tử Ngọc đã sớm đứng dậy đi. Đinh Hồng Diệu cũng cực lực chịu nhịn. Tuyệt không một hồi, có một gã thủ hạ chạy trở về, sốt ruột lật đật nói rằng, thiếu nãi nãi, không xong, ra đại sự. Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn sang. Bành Á Linh đang theo Đinh Hồng Diệu đẹp đẽ tình yêu rồi, bị người cho quấy rầy, trong lòng tuyệt không thống khoái. Giọng nói của nàng lạnh như băng hỏi. Ta không phải để cho ngươi theo lão Triệu đi đem Giang Sách áp tải tới sao? Làm sao ngươi chạy trở lại, Giang Sách đâu? Giang Sách sợ là đặt không trở lại. Có ý tứ, lão kia Triệu rồi, làm cho hắn tới gặp ta. Triệu lão gia tử cũng không về được. Bành Á Linh không ngu, vừa nhìn tình thế này cũng biết không đúng, nhanh lên hỏi, nói mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thủ hạ thành thật trả lời. Giang Sách đã thương chúng ta một gã huynh đệ, ngoan cường chống lại, vì vậy Triệu lão gia tử để chúng ta mạnh mẽ động thủ, kiên quyết Giang Sách cho mang đi. Kết quả đột nhiên lao tới nước ngoài cảnh sát, đem lão Triệu cùng các huynh đệ đều bắt. Cái gì? Bành Á Linh vừa kinh ngạc lại sinh ra khí, bọn họ Triệu ra sự tình, cảnh sát cũng dám quản. Những cảnh sát kia biết lão Triệu bọn họ đều là người của Triệu gia. Biết, cảnh sát kia nói, bất kể là ai. Chỉ cần vi pháp loạn kỷ, vậy bắt. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Bành Á Linh hỏi, cảnh sát kia là ai? Tạ Mạnh Chí. Tạ Mạnh Chí. Vừa nghe đến tên này, Bành Á Linh nở nụ cười. Tạ Mạnh Chí nàng biết, chẳng qua là một cái nho nhỏ cảnh đội đội trưởng, quanh năm tới nay đều bị bọn họ Triệu ra khi dễ. Cứ như vậy một nhân vật nhỏ, không biết ngày hôm nay uống lộn thuốc gì, lại dám cùng Triệu ra cứng lại. Hắn vị trí này phải không chuẩn bị muốn. Bên cạnh Đinh Hồng Diệu nhíu nhíu mày chân mày, nói rằng, Á Linh, cái này Tạ Mạnh Chí vẫn luôn tại bang chợ Giang Sách, ta đã sớm hoài nghi hắn cùng Giang Sách trong lúc đó có cái gì quan hệ đặc thù. Có thể, Giang Sách cho Tạ Mạnh Chí rất nhiều chỗ tốt cũng khó nói. Bành Á Linh vui vẻ, hanh, Giang Sách cho rằng một cái nho nhỏ cảnh đội đội trưởng là có thể giữ được hắn. Đơn giản là si tâm vọng tưởng, thân ái người yên tâm. Ta trước giải quyết hết Tạ Mạnh Chí, sau đó sẽ bắt trở về Giang Sách. Nàng rất có tự tin. Lập tức, Bành Á Linh khiến người ta đem ra điện thoại di động, cho Tạ Mạnh Chí lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo Vương Khuông Nghĩa bấm điện thoại. Uy, Vương Cục Phó sao? Bên kia Vương Khuông Nghĩa nhận được Bành Á Linh điện thoại của, khẩn trương vạn phần, đây chính là Triệu gia thiếu nãi nãi điện thoại của, không thể sơ suất. Là ta. Xin hỏi thiếu nãi nãi ngài tìm ta có chuyện gì a? Bành Á Linh cười ha hả nói, cũng không còn đại sự gì, cũng không biết vì sao,
ở dưới tay ngươi có một gọi Tạ Mạnh Chí, đem ta quản gia lão Triệu cùng với một đám Triệu gia gia đình đều bắt đi, cho nên ta muốn hướng ngươi hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Vương Khuông Nghĩa vừa nghe liền nóng nảy. Lòng nói Tạ Mạnh Chí thực sự là ngu xuẩn đến nhà, người nào đều có thể bắt sao. Đây chính là người của Triệu gia, toàn bộ Giang Nam khu cũng không bị người ta để vào mắt, ngươi còn dám di chuyển người của Triệu gia. Điên rồi, nhất định là điên rồi. Vương Khuông Nghĩa vỗ bộ ngực nói rằng, thiếu nãi nãi ngài yên tâm, ta đây để Tạ Mạnh Chí thả người, sau đó ta sẽ cho hắn hung hăng xử phạt. Xử phạt, ha ha, Vương Cục Phó, ta cảm thấy được như vậy không hiểu chuyện người, cũng không cần giữ lại thuộc hạ làm việc đi. Vương Khuông Nghĩa mồ hôi lạnh trên trán thẳng rơi, Tạ Mạnh Chí tại hắn thuộc hạ làm không thiếu niên, năng lực rất mạnh, cũng bởi vì cái này đuổi, thực sự đáng tiếc. Nhưng người nào làm cho hắn đuôi mù, đắc tội Triệu gia thiếu nãi nãi. Tạ Mạnh Chí, coi như người không may. Vương Khuông Nghĩa cam kết, thiếu nãi nãi ngài yên tâm, quay đầu ta liền đem Tạ Mạnh Chí cho mở rơi. Cúp điện thoại. Vương Khuông Nghĩa ngồi bình phục một cái tâm tình, lập tức cho Tạ Mạnh Chí gọi điện thoại. Tút tút tút, điện thoại chuyển được. Uy, Vương Cục Phó, chuyện gì? Vương Khuông Nghĩa đổ ập xuống mắng, còn hỏi ta chuyện gì? Tạ Mạnh Chí, có ngươi làm như vậy chuyện sao? Người của Triệu gia ngươi cũng dám bắt, ngươi thực sự là bị hóa điên rồi. Hiện tại ta lệnh cho ngươi, lập tức đem người đem thả rồi, sau đó dẫn đội trở về, ta còn muốn tính sổ với ngươi. Nghe rõ ràng không? Vốn tưởng rằng hai ba câu có thể hoàn thành, kết quả xảy ra ngoài ý muốn. Bên đầu điện thoại kia Tạ Mạnh Chí không lo ngại gì nói rằng, Vương Cục Phó, ta là theo nếp bắt người, không hề có một chút vấn đề, ngược lại thì ngươi, không phân tốt xấu, đi lên tự yêu cầu ta thả người, ha ha, sẽ không phải là cùng Triệu gia có cái gì cấu kết ha. Vương Khuông Nghĩa suýt chút nữa không tức giận ói ra. Đây là thuộc hạ cùng lãnh đạo nói chuyện thái độ sao? Hắn giận dữ hét, tiểu tử ngươi ngày hôm nay đến cùng tật xấu gì? Không có gì khuyết điểm, chính là người của Triệu gia kẻ khả nghi phạm tội, muốn động dùng tư nhân tin bắt một người, ta theo nếp đem những này phần tử phạm tội tất cả đều dẫn độ, ta không cho là ta làm sai. Nếu như ngài cảm thấy ta không đúng, vậy dẫn người đến hiện trường tới tìm ta, ta chờ ngươi. Nói xong, Tạ Mạnh Chí lập tức cúp điện thoại. Vương Khuông Nghĩa nhìn điện thoại trong tay, thật lâu không thể bình tĩnh, không thể tin được Tạ Mạnh Chí lại dám như thế nói chuyện với chính mình. Mặc dù nói Tạ Mạnh Chí tương đối ngay thẳng, tính khí tương đối nóng nảy, nhưng cũng không có như thế không hiểu chuyện. Một cái thuộc hạ, trực tiếp chống đối lãnh đạo không nói, còn làm cho lãnh đạo đi hiện trường tìm hắn yếu nhân, đây quả thực là mục vô pháp kỷ. Khai trừ, nhất định phải khai trừ. Tạ Mạnh Chí, tiểu tử ngươi thực sự là anh hùng tâm báo tử đảm, dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi để cho ta đi hiện trường yếu nhân, tốt. Ta phải đi một chuyến hiện trường, đến lúc đó ngươi cũng không nên sợ đến tè ra quần. Nói, Vương Khuông Nghĩa lập tức điều tập trên trăm danh cảnh viên, tự mình dẫn đội đi hiện trường yếu nhân. Không riêng yếu nhân, còn muốn đem phản loạn Tạ Mạnh Chí đám người toàn bộ đều cho bắt. Khoảng cách cũng không xa. Không đến 20 min thời gian, Vương Khuông Nghĩa liền mang theo người chạy tới phản điếm, làm cho thuộc hạ nhân tiền tiền hậu hậu giữ cửa đều nhét vào. Cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Sau đó, hắn tự mình dẫn đội tiến nhập phản điếm. Vừa vào cửa, liền thấy lão Triệu đám người hai tay bị còng, ngồi xổm góc nhà, một hàng đều ngồi chồm hổm đầy. Một đống cảnh viên đang xem thủ giả lão Triệu đám người. Mà Tạ Mạnh Chí, an vị ở đại sảnh trên một cái băng, ưu tai du tai uống trà, căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác nguy cơ. Ha ha, còn rất tiêu sái. Vương Khuông Nghĩa đi lên trước, châm chọc khiêu khích nói, Tạ Mạnh Chí, ngươi không phải gọi đến hiện trường tới yếu nhân sao? Đi, ta tới rồi, ta không riêng tới, còn dẫn theo trên trăm danh cảnh viên tới. Ta hôm nay sẽ để cho ngươi biết biết, cuồng vọng đại giới là cái gì? Tạ Mạnh Chí nhấp một ngụm trà, lẳng lặng nhìn Vương Khuông Nghĩa. Vương Cục Phó, ta chỉ khuyên ngươi bốn chữ dừng cương trước bờ vực. Dừng cương trước bờ vực. Ha 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 ha, Vương Khuông Nghĩa cười đau bụng, Tạ Mạnh Chí ngươi thực sự là quá ngông cuồng, ta trước đây tại sao không có phát hiện ngươi như thế điên cuồng.
ngươi còn để cho ta dừng cương trước bờ vực, nên dừng cương trước bờ vực nhân là ngươi mới đúng. Tạ Mạnh Chí thở dài, xem ra Vương Khuông Nghĩa là không có cứu. Đều đã nhắc nhở đến trình độ này, hắn vẫn còn ở tìm đường chết, thật sự là trời làm bậy thì còn sống được, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Vì vậy hắn tự tay chỉ ghế lô. Vương Cục Phó, Lão Triệu bọn họ muốn bắt người đang ở bên trong. Ngươi vào xem một chút. Nếu như ngươi cảm thấy Lão Triệu bọn họ bắt người này hợp tình hợp lý, vậy không cần ngươi động thủ, tự ta đem mình cột lên, giao cho ngươi áp giải trở về, người của Triệu gia không chừa một mống toàn bộ đều đưa trở về. Như thế nào? Vương Khuông Nghĩa nhíu nhíu mày, mấy câu nói đó nghe là lạ, có ý tứ. Hắn trong khoảng thời gian ngắn có điểm không đoán ra. Bất quá, dựa theo Vương Khuông Nghĩa đối với Tạ Mạnh Chí lý giải, biết hắn không có khả năng vô duyên vô cớ nói ra những lời này, làm ra việc này. Ngày hôm nay Tạ Mạnh Chí làm hết thảy đều quá giới hạn rồi. Cái này phía sau nhất định có bên ngoài nguyên nhân. Có thể, túi kia trong mái hiên mặt người cùng Tạ Mạnh Chí có phi thường quan hệ thân mật, làm cho Tạ Mạnh Chí không thể không làm như vậy. Là Tạ Mạnh Chí mẫu thân, vẫn là phụ thân, hay hoặc giả là huynh đệ tỉ muội. Riêng này sao đoán là đoán không được. Vương Khuông Nghĩa gật đầu, tốt, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút người ở bên trong rốt cuộc người nào, vì sao người của Triệu gia muốn bắt người này, người biết bằng mọi cách cản trở, thậm chí vì người này không tiếc cùng Triệu gia trở mặt với ta. Thứ nhất là hiếu kỳ, thứ hai cũng là vì xác nhận chân tướng của sự tình. Vương Khuông Nghĩa hắn phất ống tay áo một cái, từ Tạ Mạnh Chí bên người đi tới, trực tiếp đi hướng ghế lô. Đi tới cửa, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Tạ Mạnh Chí, bất quá nói rõ mất lòng trước được lòng sau, mặc kệ người ở bên trong là người nào, Tạ Mạnh Chí hôm nay ngươi sở tác sở vi đều không thể tha thứ, ngươi sẽ chờ tiếp thu luật pháp chế tài a. Nói xong, Vương Khuông Nghĩa tự tay tương môn đẩy ra, mua vào đi nửa cước bộ, thăm dò hướng phía bên trong bao xương nhìn lại. Ở bên trong bao xương ngồi một người đàn ông. Vóc người kiện to lớn, góc cạnh rõ ràng, một đôi trong suốt con mắt tựa hồ có thể nhìn thấu thế gian vạn vật thông thường. Tổng phụ trách. Chỉ trong nháy mắt, Vương Khuông Nghĩa hóa đá, ầm một tiếng nặng nề ngã ở trên sàn nhà. Bên trong phòng nhân hắn nhận thức, Giang Nam khu người tổng phụ trách Giang Sách. Người đàn ông này, là Giang Nam khu cực điểm nhất nam nhân. Coi như là Triệu gia gia chủ tới. Giang Sách cũng sẽ không buông ở trong mắt, càng không cần phải nói chỉ là Triệu gia một cái phân bộ thế lực. Vương Khuông Nghĩa lúc này mới phản ứng kịp, vì sao ngày hôm nay Tạ Mạnh Chí biết như vậy khác thường, tình nguyện cùng chính mình đối nghịch cũng muốn bảo trụ người trong phòng. Ha ha, Giang Sách cần hắn bảo hộ. Tạ Mạnh Chí cũng không phải là thực sự bảo hộ Giang Sách, mà là tuyển trạch đứng ở Giang Sách bên kia, hắn đứng thành hàng rất đúng lúc. Nhìn lại Vương Khuông Nghĩa chính mình. Ngu xuẩn muốn chết. Kỳ thực hắn đã sớm hẳn là nghĩ tới chỗ này, Tạ Mạnh Chí thông minh như vậy nhân, làm sao có thể vô duyên vô cớ thì làm ra đối phó Triệu gia như thế hoang đường sự tình. Nếu làm, cái này phía sau liền nhất định có không tầm thường lý do. Hiện tại, Vương Khuông Nghĩa xem như là rõ ràng biết tại sao. Hắn ngồi ở địa điểm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Bên kia Lão Triệu còn gân giọng kêu, Vương Cục Phó. Vội vàng đem chúng ta mấy anh em thả nha, còn có bên trong phòng tên khốn kiếp kia, nhanh lên bắt, mang đi. Ngươi cầm miệng cho ta. Vương Khuông Nghĩa trực tiếp giống lên, thái độ của hắn có 180 độ chuyển biến lớn. Trước còn đối với Lão Triệu khách khí, hiện tại hận không thể đem Lão Triệu miệng cho vá trên, miễn cho hắn nói bậy. Lúc này, Tạ Mạnh Chí đi tới vỗ vỗ ngồi dưới đất Vương Khuông Nghĩa, Cục Phó, ngài làm sao không cẩn thận như vậy. Vẫn ngồi ở trên mặt đất nữa nha. Vương Khuông Nghĩa hít sâu mấy hơi thở, từ dưới đất bò dậy. Người là bắt đi, nhưng hai chân như trước run rẩy. Tạ Mạnh Chí vỗ vai hắn một cái bàng, vào đi thôi, người tổng phụ trách có lời muốn nói với ngươi. Nhất định là nói ra suy nghĩ của mình. Vương Khuông Nghĩa chiến căng căng đi vào, quay người đóng cửa lại, đi từ từ đến Giang Sách trước mặt, thực sự không khống chế được. Phù phù một tiếng liền cho quỳ xuống. Người tổng phụ trách, ta sai rồi. Ta không biết là ngài ở chỗ này, cho nên trong chốc lát hồ đồ. Nếu như ta biết là lời của ngài, chắc chắn sẽ không làm cho người của Triệu gia cuồng vọng như vậy,
nhất định sẽ trước tiên bảo hộ ngài. Giang Sách nhấp một ngụm trà, cũng không ngẩng đầu lên nói, ý tứ nói đúng là, nếu như lúc này ngồi ở chỗ này không phải ta, người sẽ trợ giúp Triệu gia làm sằng làm bậy rồi. Những lời này nghe cũng không nặng, nhưng tỉ mỉ một cân nhắc, đủ để sát nhân. Vương Khuông Nghĩa mồ hôi lạnh xuống. Hắn cứng họng, cũng không biết làm như thế nào cho mình giải bày. Giang Sách nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói rằng, người cái này cục phó làm không hợp cách a, rút lui a. Một câu nói, Vương Khuông Nghĩa đã bị cách chức. Hắn tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, chính mình mạc ba cổn đả nhiều năm như vậy mới thật không dễ dàng ngồi trên cái chỗ ngồi này, kết quả Giang Sách câu nói đầu tiên cho triệt bỏ. Quá ác, quá tàn khốc, nhưng đây cũng quái được người nào, còn chưa phải là bởi vì hắn chính mình cho Triệu gia làm nô tài, cho nên mới đi tới bước này. Giang Sách đặt chén trà xuống, nhìn Vương Khuông Nghĩa nói rằng, người vị trí rút lui còn chưa đủ, ta cảm thấy phải trả được quan ngươi mấy năm, mới có thể giết một giết chính là ngươi quan uy. Còn muốn ngồi tù. Vương Khuông Nghĩa nhanh lên dập đầu, đừng, người tổng phụ trách, ta là thực sự biết lỗi rồi, ngài tạm tha rồi ta đây một hồi a. Đều đã rút lui chức vị của ta rồi, cũng không để cho ta ngồi tù có được hay không. Giang Sách từ tốn nói, vậy thì phải xem ngươi biểu hiện. Ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Người tổng phụ trách, ngài để cho ta làm như thế nào cứ làm như vậy, cam đoan nghe theo ngài an bài. Thực sự, đi, vậy ngươi bây giờ phải đi đem người của Triệu gia thả, sau đó mang theo ta đi một chuyến Triệu gia biệt thự. A, à, Vương Khuông Nghĩa lại một lần nữa há hốc mồm, Giang Sách những lời này là ý gì? Cố ý thăm dò chính mình sao? Hắn nhanh lên dập đầu. Người tổng phụ trách, ta là thực sự sai rồi. Thực sự không dám đối với ngài bất kính. Cho nên, cũng xin ngài không muốn lại vì khó nhỏ. Giang Sách nói rằng, ngươi gấp cái gì? Ta đi Triệu gia biệt thự cũng không phải ghim ngươi, ta chỉ là muốn nhìn một cái biệt thự chủ nhân. Ngài muốn xem Triệu gia thiếu nãi nãi Bành Á Linh. Đối với, ta rất muốn nhìn, rốt cuộc là kiểu nữ nhân gì, cư nhiên có thể ngay cả ngươi đều có thể khu xử. Vương Khuông Nghĩa hơi đỏ mặt. Kỳ thực hắn ngược lại không phải là bị Bành Á Linh khu xử, mà là bị Triệu gia khu xử. Giang Sách đứng dậy, cùng Vương Khuông Nghĩa cùng đi ra khỏi ghế lô. Hắn quả thật rất muốn gặp mặt cái kia Bành Á Linh, một mặt là muốn nhìn một chút vị này thiếu nãi nãi ở đâu ra quan uy, thứ hai cũng là muốn biết rõ ràng nguyên do. Chính mình theo gấp gáp làm không dây dưa dễ má, dựa vào cái gì Triệu gia muốn nhắm vào mình. Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng. Nếu như không đem sự tình hiểu rõ, sợ rằng về sau còn muốn bị chỗ tối tiểu nhân tiếp tục công kích. Cho nên, Vương Khuông Nghĩa, lão Triệu những nhân vật nhỏ này cũng không trọng yếu, chân chính trọng yếu, là Triệu gia thiếu nãi nãi Bành Á Linh. Vừa đi ra khỏi cửa phòng, Vương Khuông Nghĩa cũng làm người ta đem lão Triệu bọn họ đều thả, sau đó mang theo Giang Sách chạy đi Triệu gia biệt thự. Trước khi rời đi, Giang Sách dặn Tạ Mạnh Chí, ngươi lưu lại. Như thế này tiệc du khách nhân sau khi đến, nói cho bọn hắn biết ta bị Triệu gia thiếu nãi nãi mời đi ăn cơm, để cho bọn họ cũng đều chạy tới. Tạ Mạnh Chí khom người một cái, minh bạch. Lập tức, Giang Sách cất bước đi liền. Vương Khuông Nghĩa theo thật sát Giang Sách phía sau, nhìn bề ngoài, Vương Khuông Nghĩa giống như là đang bị giam giữ tiễn Giang Sách giống nhau. Nhưng hơi nhỏ tâm một chút người sẽ phát hiện, Vương Khuông Nghĩa trên mặt tất cả đều mồ hôi. Tay chân cũng thường thường không cầm được co quắp, cảm giác kia giống như là chuột thấy mèo giống nhau, sợ chặt. Lão Triệu bị buông ra sau đó, đầu tiên là hướng về phía Tạ Mạnh Chí giơ lên ngón tay giữa, phát tiết nói, tiểu tử, ngươi không phải rất năng lực sao? Hiện tại tại sao lại đem ta đem thả rồi? Nói cho ngươi biết, ngày hôm nay chuyện này không để yên. Đừng tưởng rằng ngươi là cảnh đội đội trưởng ta cũng không dám động tới ngươi. Các nơi lý điệu Giang Sách. Quay đầu ta liền tới tìm ngươi tính sổ. Ngươi chờ ta. Nói xong, lão Triệu đi theo Vương Khuông Nghĩa tiến độ, trước sau ly khai phản điếm. Nhìn lão Triệu rời đi bóng lưng, Tạ Mạnh Chí trong lòng cười nhạt, trên cái thế giới này ngay cả có nhiều như vậy ngu xuẩn, chết đã đến nơi rồi còn không tự biết. Giang Sách là ai? Giang Nam khu người tổng phụ trách, Tây Kỳ Tu La chiến thần, há là một cái Triệu gia có thể đối phó. Huống chi? Nơi này còn là Giang Sách địa bàn, cũng không phải kinh thành.
Tạ Mạnh Chí tà tà cười, lẩm bẩm, lần này, Triệu gia ở lại Giang Nam khu thế lực, sợ là muốn nhổ tận gốc rồi. Cũng tốt, những thứ này hại người rất nặng ra hỏa, đã sớm nên bị dọn dẹp sạch sẽ rồi. Lưu cho tới hôm nay chính là tai họa. Giang Sách ngồi Vương Khuông Nghĩa xe, đang chạy rồi hơn 20 phút sau, liền đi tới Triệu gia biệt thự ngoại vi, thông báo qua đi, bảo an cho đi, cứ đi thẳng một đường đến rồi cửa biệt thự. Sau đó Giang Sách xuống xe, ở Vương Khuông Nghĩa cùng đi dưới đi vào biệt thự. Lão Triệu từ một bên dành trước tiểu bào đi vào, vừa chạy vừa kêu, thiếu nãi nãi, thiếu nãi nãi, ta đem Giang Sách cho ngài áp tải tới. Bên trong phòng nhân nghe được lão Triệu thanh âm, đều sướng đến phát rồ rồi. Đặc biệt Đinh Thị huynh muội, bọn họ đều là chuyện này bóp một cái mồ hôi lạnh, rất sợ Giang Sách lại sẽ xử suất cái gì dơ bẩn xấu xa thủ đoạn. Cũng may Vương Cục Phó cũng đủ ra sức, đem người cho thành công áp giải đã trở về. Đi vào phòng, chứng kiến Đinh Thị huynh muội, cái gì cũng không phải nói Giang Sách liền biết là thế nào chuyện gì xảy ra rồi. Hắn trước đây vẫn không rõ vì sao Triệu gia biết cừu hận chính mình. Bây giờ thấy Đinh Thị huynh muội, trong lòng trong nháy mắt thông suốt. Không cần suy nghĩ, nhất định là Đinh Hồng Diệu, Đinh Tử Ngọc tìm tới Triệu gia thiếu nãi nãi, không biết sử dụng phương pháp gì, làm cho Triệu gia cùng chính mình đối lập đứng lên. Sử dụng phương pháp gì đâu? Giang Sách nhìn về phía Đinh Hồng Diệu, đồng thời thấy được Bành Á Linh cầm Đinh Hồng Diệu tay, dán tại Đinh Hồng Diệu trên người, cảm giác kia giống như là phu thê thông thường. Lần nữa rộng mở trong sáng. Giang Sách khẽ lắc đầu, cười khổ nói, Đinh Hồng Diệu, không nghĩ tới ngươi vì đối phó ta, cư nhiên hy sinh lớn như vậy. Đinh Hồng Diệu mặt của trong nháy mắt đỏ. Hắn là một cái lòng tự trọng mạnh vô cùng người, có thể đi ra bước này đã là rất khó khăn, còn bị người tại chỗ chỉ trỏ, trong đầu càng là khó chịu muốn chết. Đinh Tử Ngọc ở một bên cũng tương đương khó chịu, không nhìn nổi ca ca chịu đến loại này ủy khuất. Ngược lại thì Bành Á Linh, căn bản là không có đem Giang Sách lời nói coi ra gì, ngược lại vui vẻ nói rằng, ngươi chính là Giang Sách. Ân, ở chúng ta Triệu gia còn dám như vậy khẩu suất cuồng ngôn, quả thật có chút sự can đảm, thảo nào Hồng Diệu biết vẫn thua ngươi. Ngươi người này a, tuy là đáng trách, nhưng ta phải cảm tạ ngươi. Nếu như không có ngươi, Hồng Diệu làm sao bằng lòng tới tìm ta? Là ngươi đem chúng ta hai thức đẩy một đôi, cho nên ta còn thực sự rất đúng ngươi nói một tiếng cảm tạ. Giang Sách nhún vai, không cần khách khí. Tiếp lấy, Bành Á Linh vừa nhìn về phía Vương Khuông Nghĩa, Vương Cục Phó, lần này cũng thực sự là đa tạ ngài, nếu như không phải ngài xuất thủ tương trợ, nhà của chúng ta lão Triệu trở về đừng tới, Giang Sách cũng không thể thuận lợi áp giải trở về. Co lại Vương Khuông Nghĩa sợ đến đều nhanh đứng không yên. Tự mình nghĩ tất cả biện pháp cùng Bành Á Linh thoát khỏi quan hệ, kết quả lại la ó, đối phương chủ động lại kéo gần lại quan hệ lẫn nhau. Cái này sợ là lại bị Giang Sách nhớ. Vương Khuông Nghĩa lúng túng tằng hắng một cái, không phải không phải không phải, ta chính là đến hiện trường nhìn chuyện gì xảy ra, cũng không có làm cái gì, chuyện này không liên quan gì tới ta, không cần cảm tạ ta. Bành Á Linh ha 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 nở nụ cười, Vương Cục Phó, ngài thật đúng là khiêm tốn. Vương Khuông Nghĩa trong đầu chửi ầm lên, đây là khiêm tốn chuyện này sao? Lão tử là thực sự không muốn cùng ngươi nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Nếu không phải là bị bức diễn kịch, lão tử đã sớm đường chạy có được hay không? Sau đó, lão Triệu vỗ tay một cái, khiến người ta đem một vài hình cụ cho dọn vào gian nhà. Chứng kiến khắp phòng hình cụ, Giang Sách nhíu nhíu mày, cái này Triệu gia thực sự là thật to gan, lại dám ở nhà vận dụng hình phạt. Thật là không có chút nào đem pháp luật phát ở trong mắt a. Vương Khuông Nghĩa nuốt nước miếng một cái, lòng nói, hảo một cái Bành Á Linh, ngươi thực sự là ngại chết không đủ chào buổi sáng a. Có câu nói là tự mình làm bậy thì không thể sống được, gì cũng không nói, đây đều là ngươi tự tìm. Bành Á Linh nhìn một chút khắp phòng hình cụ, khẽ cười nói, những thứ này, toàn bộ đều là chúng ta Triệu gia chấp hành gia pháp đạo cụ, Giang Sách, ngày hôm nay liền ngoại lệ cho ngươi dùng. Giang Sách cười cười, a hát, ta đây thật đúng là vinh hạnh a. Không cần cảm tạ, Bành Á Linh khoác lên Đinh Hồng Diệu cánh tay, nói rằng, thân ái, nhiều như vậy hình cụ, người nghĩ dùng người nào hay dùng người nào, muốn thế nào nghiêm phạt Giang Sách liền làm sao nghiêm phạt Giang Sách. Ta nghĩ người cam đoan,
mỗi một dạng cũng có thể mang đến đầy đủ kích thích. Nếu như nhiều như vậy cực hình đều thi triển tiếp, Giang Sách nhất định là nhìn không thấy ngày mai mặt trời. Ninh Hồng Diệu trong lòng Mỹ A. Chờ đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến giờ khắc này. Giang Sách, ngươi không phải ý đồ xấu rất nhiều sao? Ha ha, ở quyền lực tuyệt đối trước mặt, người thông minh đi nữa lại đỉnh cái dám dùng. Còn chưa phải là nghĩ thế nào thu thập ngươi liền làm sao thu thập ngươi. Ninh Hồng Diệu mắt lạnh nhìn về phía Giang Sách, những thứ này hình cụ, ta toàn bộ đều muốn thử một lần. Bành Á Linh gật đầu, có thể, ta chỗ này có phi thường thầy thuốc ưu tú, có thể bảo đảm Giang Sách đang tiếp thụ hình phạt thời điểm sẽ không chết, thẳng đến hắn thể nghiệm hoàn toàn bộ hình phạt. Chúng ta mới cho phép hắn đi chết. Đối với, muốn chính là cái này hiệu quả. Ninh Hồng Diệu đã bị cừu hận triệt để chiếm cứ nội tâm, đã cái gì cũng không quản không để ý, một lòng chỉ muốn phát tiết bất mãn trong lòng. Giang Sách, nhất định phải hành hạ đến chết, mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng. Lập tức, một gã bác sĩ đi đến. Bành Á Linh ra lệnh, cho hắn đánh một châm, đừng làm cho hắn đã chết. Là. Bác sĩ làm chuyến đi này đã rất lâu rồi, mỗi một lần hình phạt hắn hầu như đều phải đăng tràng, thỏa mãn Bành Á Linh các loại biến thái nhu cầu. Tương đối mà nói, không cho Giang Sách ở thể nghiệm hết thảy hình phạt trước chết đi, đã coi như là tương đối bình thường yêu cầu. Bác sĩ xuất ra ống kim, phân phối xong thuốc thử, lập tức liền có hai gã thủ hạ qua đây bấm lên Giang Sách bả vai, không cho hắn di chuyển, sau đó bác sĩ cầm ống kim đi tới. Chuẩn bị cho Giang Sách tiêm vào một dược tề. Bên cạnh Vương Khuông Nghĩa cắn răng, nắm quyền, làm xong 10 phần chuẩn bị thay thế Giang Sách tới thừa nhận một lần này thương tổn, nếu như có thể đi qua khổ nhục kế cảm động Giang Sách, cầm lại chỗ của mình, vậy quá thích hợp bất quá. Đáng tiếc, Giang Sách cũng không có cho hắn cơ hội. Ở bác sĩ đi tới Giang Sách bên người 1 mét trong vòng sát na, trong lúc bất chợt, một hồi cương phong toàn bắt đầu. Giang Sách sau lưng hai người bị sự mạnh mẽ lực lượng cho trực tiếp quăng bay đi rồi đi ra ngoài. Theo sát mà, Giang Sách đoạt lấy bác sĩ trong tay ống kim, đem kim tiêm nhổ, sau đó nắm thầy thuốc miệng, đem tất cả tễ thuốc đều đổ đi vào. Toàn bộ động tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động, hành văn liền mạch lưu loát, trước sau không đến 5s thời gian. Mọi người còn chưa phản ứng kịp, cũng chỉ chứng kiến đầy đất lông gà. Bác sĩ uống xong thuốc thử sau đó, hai tay bưng cái cổ thống khổ từ chối, sắc mặt đến mức đỏ bừng, trên mặt đất lật tới lăn đi khó chịu. Giang Sách một cước đem bác sĩ cho đá ra đại môn. Sau đó, hắn nhìn Bành Á Linh, từ tốn nói, xin lỗi, ta người này chán ghét chích. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ninh Hồng Diệu biết Giang Sách lợi hại, nhưng không biết Giang Sách lợi hại như vậy, vừa mới tận mắt chứng kiến qua Giang Sách thân thủ sau đó. Hắn rõ ràng biết, hiện trường những người này cộng lại đều không phải là Giang Sách đối thủ. So, nên làm cái gì bây giờ? Lúc này, Bành Á Linh cười ha ha, chỉ vào Giang Sách nói rằng, ta thật là càng ngày càng thưởng thức ngươi, không riêng gan dạ sáng suốt hơn người, thân thủ cũng phi thường lợi hại. Nếu như ta ở nhận thức Hồng Diệu trước nhận thức ngươi, nói không chừng còn có thể thích ngươi. Đáng tiếc, không có nếu như. Ngươi quả thực rất lợi hại. Người bình thường có thể thật không có biện pháp đối phó ngươi, nhưng ngày hôm nay mặt ngươi đúng là kinh thành Triệu gia, ở ngay từ đầu, ngươi cũng đã là người chết rồi. Bành Á Linh vỗ tay một cái, lập tức liền có mấy chục người từ cửa tràn vào. Bắt hắn cho ta buộc lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mấy chục người đối phó một người, vậy khẳng định là không thành vấn đề. Ninh Hồng Diệu thở phào nhẹ nhõm. Lòng nói Triệu gia chính là Triệu gia, thế lực chính là khổng lồ, không phải bình thường tiểu gia tộc có thể so sánh, nếu đổi lại là Đinh Hồng Diệu, gặp phải Giang Sách cường ngạnh phản kháng ước đoán cũng không có biện pháp. Nhưng Bành Á Linh lại một lần gọi tới mấy chục người, đây chính là phân biệt. Không chỉ có như vậy, na mấy chục người cũng không phải là thông thường gia đình, mà là chức nghiệp tay chân, bọn họ có phi thường khỏe mạnh thân thủ. Thân thể cường tráng, từng cái đều là lấy một địch 10 tồn tại. Coi như Giang Sách lại có thể đánh, một cái đối phó 10 mấy cái, cũng tuyệt đối không thể nào thắng lợi. Huống chi, ngươi cho rằng đây chính là Triệu gia toàn bộ thực lực sao? Sai. Bành Á Linh khinh miệt nói rằng, Giang Sách, ta khuyên ngươi hãy thành thật một điểm,
thúc thủ chịu trói, nếu để cho tay ta người phía dưới mạnh mẽ đem ngươi buộc lại, khả năng này hạ thủ biết nặng hơn nhiều. Ngươi đừng nghĩ đến ngươi thân thủ không tệ là có thể ứng phó nhiều người như vậy, bọn họ từng cái đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Ngươi có thể đối phó một cái, hai cái, ba cái, thế nhưng có thể đối phó mười mấy cái sao? Huống chi, đây mới là trong đó một phần nhỏ, còn có người nhiều hơn ta còn không có la đi ra, Giang Sách, hôm nay ngươi nhất định là phải chết, đừng từ chối. Như ngươi loại này tiểu nhân vật, vĩnh viễn không còn cách nào lĩnh hội Triệu gia cường đại. Triệu gia quả thực cường đại. Vậy tiểu gia tộc nơi nào sẽ nuôi bắt đầu nhiều người như vậy? Cũng đều là nhất bang nghiêm chỉnh huấn luyện tay chân. Coi như là Đinh Hồng Diệu, cũng không biết Bành Á Linh lại lợi hại như thế. Hắn vẫn luôn chỉ là nghe nói Triệu gia rất lợi hại, nhưng bởi vì Triệu gia chiến trường chính là kinh thành duyên cớ, Giang Nam khu Triệu gia vẫn bất hiển sơn bất lậu thủy, cho nên Đinh Hồng Diệu vẫn luôn không có thiết thân cảm nhận được Triệu gia chân chính cường đại. Ngày hôm nay, hắn xem như là kiến thức rộng. Phải biết rằng, đây mới là Triệu gia ở Giang Nam khu phân bộ thế lực mà thôi, nếu thật là kinh thành Triệu gia, thực lực kia sợ là so với cái này muốn cường thịnh gấp 10 gấp trăm lần. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Đinh Hồng Diệu nuốt nước miếng một cái, lập tức cuồng tiếu không ngừng. Giang Sách, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Làm sao, hiện tại thay đổi câm? Ngươi là rất có thể đánh, cũng rất thông minh, nhưng lại có ích lợi gì rồi? Dốc hết sức phá mười xảo, một mình ngươi cường đại trở lại vậy cũng chỉ là cá thể, ở khổng lồ như vậy lực lượng trước mặt, ngươi cũng không sẽ dùng lạp. Giang Sách, ngươi là ta Đinh Hồng Diệu đời này đụng phải đối thủ mạnh mẽ nhất. Đáng tiếc, mạng của ngươi ngày hôm nay sẽ chôn vùi ở chỗ này. Lời còn chưa dứt, này tay chân không nhẫn nại được hướng bên trong sông, thế tất yếu đem Giang Sách cho đánh một trận, buộc lại. Lúc này, bên cạnh Vương Khuông Nghĩa cũng nhìn không được nữa rồi. Hắn hét lớn, chờ một chút. Mọi người dừng bước, dù sao cũng là phó cục trưởng, mặt mũi của hắn hay là muốn hơi chút cho một dưới. Bành Á Linh hiếu kỳ hỏi, Vương cục phó, ngài muốn nói gì a? Vương Khuông Nghĩa lau mồ hôi lạnh, nói rằng, cái kia. Thiếu nãi nãi, người là ta mang tới, mọi người đều biết, ngài nếu như bắt hắn cho giết chết. Ta muốn làm sao lấy chồng dân quần chúng khai báo a? Bành Á Linh hé mắt, như là liếc si giống nhau nhìn Vương Khuông Nghĩa. Ngươi ở đây nói cái gì chê cười? Cút ngay cho ta không rảnh phản ứng ngươi. Vương Khuông Nghĩa sợ đến toàn thân run lẩy bẩy, hắn cũng không có thể đắc tội Giang Sách, cũng không thể đắc tội Bành Á Linh. Đùa gì thế, đây chính là Triệu gia thiếu nãi nãi. Hắn một cái nho nhỏ phó cục trưởng. Nếu như đắc tội Triệu gia, nửa phút bị người ta cho dằn vặt đến chết. Nhưng hắn cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn Giang Sách đi chết đi. Giang Nam khu người tổng phụ trách bị chính mình hại chết, ha ha, chuyện này nếu như phát sinh, hắn nhất định là muốn xử tử hình, không cần nghĩ. Bây giờ thật là qua cầu độc mộc, trước sau lang sau hổ, tiến thối lưỡng nan. Không có biện pháp. Vương Khuông Nghĩa chìm khẩu khí, chuyện cho tới bây giờ. Coi như Giang Sách làm cho hắn giữ yên lặng hắn cũng vô pháp giữ vững, nhất định phải nói ra Giang Sách thân phận. Nếu như Bành Á Linh biết Giang Sách chính là Giang Nam khu người tổng phụ trách, na ước đoán cũng không dám động thủ giết người rồi. Sự tình cũng sẽ có quay lại chỗ trống. Đang ở Vương Khuông Nghĩa vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm, đột nhiên, một gã gia đình tiểu bào tiến đến, sốt ruột lật đật nói rằng, thiếu nãi nãi, có khách đến. Khách nhân. Khách nhân nào? Bành Á Linh chau mày, chính mình ngày hôm nay có thể người nào cũng không có mời, như thế nào lại có khách nhân đến? Đoán chừng là không mời tự đến, có việc cầu đến chính mình. Loại sự tình này rất thông thường. Vì vậy Bành Á Linh khoát tay áo, nói rằng, ngày hôm nay ta khách nhân nào cũng không trông thấy, làm cho hắn đi thôi, về sau trở lại. Gia đình do dự một chút, nhưng này vị khách nhân rất tôn quý. A hát, ai vậy? Thuế vụ cục Trần Cục. A, Bành Á Linh sửng sốt một chút, thuế vụ cục. Chính mình cùng thuế vụ cục một chút giao tình cũng không có, cực kỳ xa, hắn tới làm gì? Gia đình nói rằng, Trần Cục nói, bữa tiệc đổi đến Triệu gia biệt thự, hắn không thể không đến. Bành Á Linh càng hồ đồ rồi. Cái quỷ gì bữa tiệc? Nàng chưa kịp minh bạch chuyện gì xảy ra,
lại một danh gia đình chạy vào, thiếu nãi nãi, tòa án lưu viện trưởng cùng bót cảnh sát mạnh cục trưởng tới. Pháp viện cùng bót cảnh sát. Bọn họ tới làm gì? Bành Á Linh mơ hồ, chính mình gần nhất dường như không có phạm đặc biệt gì nghiêm trọng tội a. Coi như phạm vào, cũng sẽ có người trước giờ thông báo a, nào có như vậy trực tiếp tìm tới cửa. Không bao lâu, tên thứ ba gia đình chạy tới nói rằng, bẩm báo thiếu nãi nãi, thành kiến cục vương cục trưởng, cục thủy lợi hà trưởng cục vệ sinh dương cục trưởng, đều tới. Lần này, Bành Á Linh là triệt để mộng ép. Cái này ba cái ngành lãnh đạo tới làm gì? Cực kỳ xa a. Sau đó mấy phút bên trong, gia đình một tên tiếp theo một tên đã chạy tới, không ngừng cho Bành Á Linh chế tạo kinh hỉ. Ngoại trừ phía trước bộ môn lãnh đạo ở ngoài, ngay cả văn hóa cục, lâm nghiệp cục, thương vụ cục, thiết kế cục, hoàn bảo cục, vật giá cục các loại, hầu như toàn bộ Giang Nam khu các bộ môn một tay đều tới. Mấy chục người, toàn bộ Giang Nam khu thành viên nòng cốt tất cả đều đến rồi. Có thể nói, cái này mấy chục người, chính là toàn bộ Giang Nam khu mạch máu chỗ, đồng thời có hơn 1.000 danh cảnh viên hộ tống, còn có binh sĩ phong tỏa chu vi tất cả nơi. Khí thế dọa người. Cái này không kỳ quái, toàn bộ Giang Nam khu đều nắm giữ ở những người này trong tay, bọn họ có thể đồng thời xuất động, nhất định sẽ chịu đến tối cao cách thức bảo hộ. Vấn đề duy nhất là, bọn họ tại sao lại muốn tới Triệu gia biệt thự? Bành Á Linh cũng không nhận ra tự có như vậy lực hiệu triệu, coi như Triệu gia quyền lực lớn hơn nữa, thế lực cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không thể đem toàn bộ Giang Nam khu thành viên nòng cốt đều gọi qua. Càng chưa nói trong này còn rất nhiều người xem Triệu gia khó chịu, cùng Triệu gia có cửu oán. Ninh Tử Ngọc luống cuống, sợ hỏi, Á Linh tỷ, đây là chuyện gì a? Hơn 10 vị lãnh đạo cùng đi ngươi chỗ này, là vì cái gì nha? Bành Á Linh sắc mặt tối đen. Nàng cũng rất muốn biết là bởi vì cái gì nha. Lúc này, Giang Sách mỉm cười, hời hợt nói, các ngươi không cần quá khẩn trương, bọn họ chỉ là ta mời tới ăn cơm, không biết tìm các ngươi phiền phức. Giang Sách lời nói tựu như cùng một đạo sấm sét, đem Đinh Hồng Diệu, Bành Á Linh đám người cho nổ kinh ngạc. Những người này đều là Giang Sách mời tới. Dựa vào cái gì? Giang Sách chẳng qua là Hằng Tinh Châu báu một cái nho nhỏ mua đồ ăn quản lý, từ đâu tới lớn như vậy quyền lực. Nhiều như vậy đơn vị một tay, dựa vào cái gì cho hắn loại tiểu nhân vật này mặt mũi? Phải biết rằng, hiện tại tới cũng không phải một cái hai cái lãnh đạo, mà là toàn bộ Giang Nam khu ekip lãnh đạo tất cả đều đến đông đủ. Người bình thường căn bản không khả năng sở hữu như vậy địa vị. Hoặc là chính là Giang Sách đang nói láo. Hoặc là Giang Sách địa vị đạt tới làm người ta độ cao khó có thể tưởng tượng được. Ninh Hồng Diệu tình nguyện tin tưởng người trước. Hắn cười nhạt vài tiếng, nói châm chọc Giang Sách ta phát hiện người này ra mặt nhưng thật ra cố gắng dày a. Tuy là ta không biết những thứ này lãnh đạo tại sao tới nơi đây, nhưng ta có thể khẳng định bọn họ không phải hướng về phía ngươi tới. Ngươi nói như vậy, đơn giản chính là muốn lợi dụng những thứ này lãnh đạo quan hệ, để cho mình có thể từ nơi này đào sinh. Ha ha, nói cho ngươi biết, hoàn toàn không có khả năng. Giang Sách cũng là bất đắc dĩ. Đều đến loại trình độ này, hay là có người quyết chống không chịu thừa nhận, phải không bằng lòng thừa nhận vẫn là không muốn thừa nhận. Bành Á Linh đi lên trước một bước, khoát khoát tay nói rằng, Hồng Diệu ngươi trước không muốn với hắn tính toán, hiện tại là tối trọng yếu không phải Giang Sách, mà là nghênh tiếp những lãnh đạo kia. Vung tay lên, nàng làm cho tất cả thủ hạ đều lui xuống. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, hiện tại cũng không phải đối phó Giang Sách thời điểm, nhiều như vậy đại lãnh đạo tới, nếu như thấy nàng ở trong phòng chấp hành gia pháp, ha ha, coi như Triệu gia quyền lực lớn hơn nữa, cũng không khả năng đảm bảo được nàng. Tạm thời vẫn là được nhịn một chút. Bành Á Linh nói rằng, Giang Sách ngươi thực sự là gặp vận may, thế nhưng tiểu tử ngươi đừng quá vui vẻ, các loại những thứ này lãnh đạo sau khi rời khỏi, ta sẽ đối với ngươi chấp hành gia pháp. Ngươi chính là sống lâu một ngày mà thôi. Sống lâu một ngày. Ha ha, khẩu khí quá lớn. Giang Sách còn chưa lên tiếng, một bên Vương Khuông Nghĩa nhanh lên đứng ra thay Giang Sách nói, thiếu nãi nãi, ta câu nói kia, khuyên ngài rộng lượng một điểm, không muốn lại theo Giang tiên sinh đấu nữa rồi, bằng không ngài thật không có quả ngon để ăn. Bành Á Linh cau mày, cái này Vương Khuông Nghĩa là chuyện gì xảy ra?
Trước đây hắn ở trước mặt mình đều là khách khí, ngày hôm nay làm sao trở nên như vậy ngạo mạn vô lễ. Hiện tại không có thời gian xử lý hắn, chờ qua ngày hôm nay lại nói. Không thể trì hoãn nữa, Bành Á Linh mau để cho người đem phòng khách cho thu thập sạch sẽ, Lâm Thời an bài từng cái ghế, đem những lãnh đạo kia từng cái cho mời tiến đến, không dám chút nào sơ suất. Nhưng làm người ta lúng túng là, những thứ này lãnh đạo toàn bộ đều chỉ là đứng ở trong sân, một cái cũng không đi vào phòng. Bành Á Linh khuyên nhủ thế nào, bọn họ chính là không phải hoạt động nửa bước. Các vị lãnh đạo, các ngươi hôm nay tới nơi này là vì cái gì? Có thể cho tiểu nữ tử một lời giải thích sao? Ta bây giờ thật là rất hồ đồ nha. Dưới những người đó con mắt đồng loạt nhìn về phía bên trong phòng khách, không nói được một lời. Khí thế như vậy bức người, Bành Á Linh cảm giác được tình thế không ổn. Lúc này, Vương Khuông Nghĩa nói rằng, thiếu nãi nãi, không phải bọn họ không tiến vào, mà là Giang tiên sinh không nói gì, bọn họ không dám vào tới. À, Bành Á Linh càng không ngữ rồi. Giang sách là thứ gì? Hắn không nói lời nào những thứ này lãnh đạo cũng không dám tiến đến. Ha ha, có dám hay không lại giả một điểm. Bành Á Linh không tin, nhưng Đinh Hồng Diệu bắt đầu tin, bởi vì hắn trong lúc vô ý phát hiện, những lãnh đạo kia ánh mắt tựa hồ toàn bộ đều tập trung ở Giang sách trên người. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng tỉ mỉ quan sát, Giang sách mỗi hoạt động một bước, những lãnh đạo kia ánh mắt cũng liền theo hoạt động. Này rõ ràng chính là đang nhìn chăm chú Giang sách. Đinh Hồng Diệu tâm triệt để lạnh. Tuy là hắn không hiểu tại sao sẽ như vậy, nhưng có một chút có thể khẳng định, Giang sách thân phận địa vị nhất định phải so với hắn trong tưởng tượng cao hơn nhiều lắm. Hắn lúc này mới nhớ tới nhất kiện đã từng ra lệnh hắn không hiểu sự tình. Đinh Hồng Diệu vì đối phó Giang sách, đã từng phái người toàn phương vị điều tra Giang sách, kết quả nhưng cái gì đều không tra được. Ngoại trừ Đinh ra những tin tức kia ở ngoài, còn lại tin tức bất kể thế nào cha đều cha không ra. Đã từng, Đinh Hồng Diệu cho rằng cha không ra nguyên nhân là Giang sách không có những tin tức khác, tiểu nhân vật nha, không có quá nhiều tư liệu cũng rất bình thường. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Khả năng không phải Giang sách không có những tin tức khác, mà là những tin tức này bị lực lượng vô hình cho phong tỏa ngăn cản rồi, muốn cha đều không cha được. Hạng người gì mới có thể sở hữu mạnh mẽ như vậy phong tỏa năng lực? Đáng sợ. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cái gì giờ học giấu giếm. Vương Khuông Nghĩa thay thế Giang sách nói rằng, Đinh lão bản, thiếu nãi nãi, các ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra Giang tiên sinh thân phận chân thật sao? Thân phận chân thật? Cái gì thân phận chân thật? Bành Á Linh nhíu nhíu mày, hắn không phải là một mua đồ ăn quản lý sao? Vương Khuông Nghĩa nở nụ cười, thiếu nãi nãi, ngài làm sao nói hết hồ nói. Một cái nho nhỏ mua đồ ăn quản lý, có thể mời nhiều lãnh đạo như vậy tới dùng cơm sao? Vậy khẳng định là không được. Bành Á Linh loáng thoáng cũng bắt đầu cảm thấy không được bình thường, nàng dò hỏi, bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ, Giang sách, ngươi rốt cuộc là người nào? Một bên Vương Khuông Nghĩa nở nụ cười, chủ động đứng ở Giang sách phía sau. Dùng giọng vô cùng cung kính nói rằng, trợn to ánh mắt của các ngươi thấy rõ ràng, cái này một vị, chính là Giang Nam Khu người tổng phụ trách, Giang sách Giang tiên sinh. Giang Nam Khu, người tổng phụ trách, hiện trường rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Không có bất kỳ một người còn có thể nói tới ra lời, Đinh Hồng Diệu, Đinh Tử Ngọc, Bành Á Linh ba người nghẹn họng nhìn chân chối, cái loại này to lớn khiếp sợ để cho bọn họ trong nháy mắt đánh mất năng lực suy tư. Bọn họ nghĩ đến vô số khả năng, nhưng chính là sẽ không nghĩ tới loại khả năng này. Dưới cái nhìn của bọn họ, Giang sách chính là một vị bất túc đạo tiểu nhân vật, muốn khi dễ thế nào thì khi dễ thế đó, sở dĩ Giang sách biết vẫn vận tốt như vậy, vậy cũng là có người ở phía sau yên lặng trợ giúp hắn mà thôi. Cho nên Bành Á Linh vừa mới đang ở suy nghĩ, đến tột cùng Giang sách người sau lưng là ai. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Giang sách phía sau căn bản không có người, Giang sách mình chính là cái kia người mạnh mẽ nhất. Giang Nam Khu người tổng phụ trách, Giang Nam Khu địa vị cao quý nhất nhân, coi như là Triệu gia gia chủ tới, cũng phải lễ nhượng ba phần. Bành Á Linh chết cũng sẽ không nghĩ đến, nàng cư nhiên biết đá phải một khối trên miếng sắt. Ngẫm lại vừa mới nàng đối với Giang sách nói, làm sự tình, quả thực nực cười,
nàng đối với Giang Sách phạm vào tội cũng đủ chết nhiều lần rồi. Đương nhiên, kinh hãi nhất vẫn là Đinh Thị huynh muội. Đinh Hồng Diệu hai mắt trống rỗng nhìn Giang Sách, đầu lưỡi đến cứng cả lại, ba lần bốn lượt muốn nói điều gì, lại nửa chữ đều bật không được. Hắn như thế nào khả năng tưởng tượng ra được, Đinh gia phế vật con rể tới nhà, cư nhiên sẽ là Đường Đường Giang Nam khu người tổng phụ trách. Bất quá kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, bởi vậy, rất nhiều chuyện nhưng thật ra nói xuôi được. Đinh Hồng Diệu đã từng không chỉ một lần đi tìm nhân viên nội bộ hỗ trợ, muốn diệt trừ Giang Sách, thế nhưng mỗi một lần đều sẽ bị Giang Sách chuyển nguy thành an. Chỉ là vận khí tốt. Hiển nhiên không phải. Trước đây Đinh Hồng Diệu không hiểu, hiện tại hắn hiểu, hắn sở tìm những người đó toàn bộ đều là Giang Sách thuộc hạ. Ha ha, ngươi làm cho những thuộc hạ kia đi đối phó lãnh đạo của bọn họ. Khả năng thành công sao? Giang Sách, ngươi giấu thật sâu à? Đinh Hồng Diệu là thật ăn xong. Một thân phận tôn quý như thế nhân, lại có thể ẩn núp sâu như thế, một mực Đinh gia lão lão thật thật làm cái con rể tới nhà. Ha ha, cái này căn bản không là người bình thường có thể làm được. Đinh Hồng Diệu ngửa mặt lên trời cười dài. Hắn, thua không phải oan. Sau lưng Đinh Tử Ngọc càng là toàn thân run, làm sao cũng không ngờ được chuyện tiến triển sẽ là cái dạng này. Vốn cho là tìm được Bành Á Linh, dựa vào Triệu gia thế lực có thể cường ngạnh ăn tươi Giang Sách, ai có thể nghĩ, coi như là cường đại Triệu gia, ở Giang Sách trước mặt như trước không đáng chú ý. Thua có điểm thảm a. Chẳng biết tại sao, Đinh Tử Ngọc nhớ lại lần đầu tiên chứng kiến Giang Sách thời điểm tràng cảnh. Vào đó là Giang Sách mới vừa về nhà, Đinh Tử Ngọc với hắn lão công Đường Văn Mạt cùng nhau tham gia gia tộc yến hội, nhớ kỹ ở trong yến hội Đường Văn Mạt đã từng hỏi thăm qua Giang Sách ở Tây Cảnh chức vị. Nàng nhớ rõ, Giang Sách nói bốn chữ Tu La Chiến Thần. Ngay lúc đó Đinh Tử Ngọc cười điên rồi. Dưới cái nhìn của nàng, Giang Sách chính là đang nói phét, chính là đang nói hưu nói vượt, ngay cả Đường Văn Mạt đều chưa từng nghe nói qua chức vị này, vừa nghe chính là bịa chuyện. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, Đinh Tử Ngọc đều cho rằng Giang Sách là một miệng đầy chạy xe lửa phế vật, cho rằng Giang Sách ở Tây Kỳ khẳng định cái gì chưa từng đi ra hỗn. Nhưng nhìn ngày hôm nay cái này tư thế, nàng bỗng nhiên cảm giác mình khả năng sai rồi. Không chỉ có là nàng, ngay cả Đường Văn Mạt cùng với toàn bộ Đinh gia khả năng đều hiểu lầm Giang Sách. Á Linh tỷ, ta muốn hỏi ngươi một việc. Ân, căn cứ ngươi ở đây Triệu gia nhiều năm như vậy nghe nói, biết Tây Cảnh Tu La Chiến Thần là một dạng gì tồn tại? Bành Á Linh nhíu nhíu mày, lúc này là lúc nào rồi rồi, ngươi còn có tâm tư hỏi cái này chút có không có? Xin trả lời ta. Xem Đinh Tử Ngọc như vậy chăm chú, Bành Á Linh không thể làm gì khác hơn là nói rằng, cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe Triệu gia đại công tử đề cập tới. Tu La Chiến Thần, đó là Tây Kỳ cấp bậc cao nhất thống suất, là vì ngợi khen một vị cái thế anh hùng mà chuyên môn thiết lập chức vị, từ cổ chí kim chỉ này một người, là vinh dự vô thượng. Oanh, 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 liên tục mấy đạo sấm sét ở Đinh Tử Ngọc trong đầu nổ vang. Thân thể nàng run rẩy lợi hại hơn. Tu La Chiến Thần, nguyên lai là địa vị như vậy cao quý tồn tại sao? Ha ha, thì ra cho tới nay không phải Giang Sách nói bậy, mà là bọn họ những người này tầm nhìn hạn hẹp. Ha 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 ha, ha 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 ha. Đinh Tử Ngọc triệt để điên rồi, ý vị ở na cười ngây ngô. Bành Á Linh càng thêm hồ đồ, người tật xấu gì a? Hảo đoan đoan hỏi Tu La Chiến Thần làm cái gì? Hỏi xong còn cười ngây ngô, Tử Ngọc, người điên rồi sao? Lúc này, Vương Khuông Nghĩa cười lạnh một tiếng. Nói rằng, thiếu nãi nãi, ta quên cùng ngài nói một chuyện Giang tiên sinh ngoại trừ là Giang Nam khu người tổng phụ trách ở ngoài, còn có mặt khác một tầng thân phận. Bành Á Linh hỏi, thân phận gì? Bởi vì Giang tiên sinh ở Tây Kỳ làm lính thời điểm, chiến tích nổi bật, vinh quang vô số, hiện hữu chức vị đã không có xứng đôi hắn, cho nên mặt trên lâm thời họp dự tính một cái mới chức vị, tới ngợi khen Giang tiên sinh, khẳng định Giang tiên sinh đột xuất cống hiến. Nên chức vị chính là Tu La Chiến Thần. Vốn cho là trùng kích đã đầy đủ lớn, kết quả hiện thực lại cho Bành Á Linh hung hăng lên bài học. Tu La Chiến Thần. Giang Sách chính là Tu La Chiến Thần. Loại sự thật này để cho nàng khó có thể tiếp thu, nếu như sớm biết chuyện này nói, nàng 101 vạn cái sẽ không đối với Giang Sách hạ thủ. Đối với Giang Sách động thủ,
vậy cùng muốn chết không có khác nhau chút nào. Kỳ thực chỉ là Giang Nam khu người tổng phụ trách thân phận, cũng đã đầy đủ làm cho Bành Á Linh tuyệt vọng, hơn nữa tu la chiến thần tầng này thân phận, ha ha, coi như là Triệu gia cũng căn bản không phải là người ta đối thủ. Buồn cười là, Bành Á Linh vẫn còn mình cảm giác hài lòng, thực sự cho rằng ở Giang Nam khu không ai có thể động được nàng. Nàng hoảng sợ nhìn Giang Sách, sau đó vừa nhìn về phía Đinh Hồng Diệu, người rốt cuộc làm sao đắc tội như vậy một vị đại nhân vật. Đinh Hồng Diệu, người hại chết ta. Đến lúc này, nàng đối với Đinh Hồng Diệu yêu cũng sẽ không phục tồn tại. Mạng của mình đều phải không giữ được, nơi nào còn có cái gì có yêu hay không. Bành Á Linh nhào tới, hướng về phía Đinh Hồng Diệu chính là một trận đấm đá, chính mình quá yên lành thời gian, đáng chết này nam nhân lại xông vào, ngắn ngủi không tới một ngày liền đem nàng làm hỏng. Hủy triệt triệt để để. Chuyện cho tới bây giờ đã không còn gì để nói, Đinh Hồng Diệu một bả đã đem Bành Á Linh cho đẩy ngã trên mặt đất. Chết bà tám, ngươi cút cho ta xa một chút. Lão tử nghĩ đến người bán mình cho Triệu gia, có thể có điểm dùng, ha ha, kết quả là còn là một người ngu ngốc. Biết ta vì sao từng ấy năm tới nay chính là không thích ngươi sao? Bởi vì ngươi chính là đã ngu xuẩn lại tự luyến rác rưởi. Đinh Hồng Diệu cũng không để ý, không để ý, đem trong đầu lời nói tất cả đều phun tới. Lúc đầu hắn chính là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cho rằng hy sinh một cái, là có thể thu hoạch Triệu gia thế lực giải quyết hết Giang Sách. Hiện tại biết được Giang Sách đích thực thật thân phận, Đinh Hồng Diệu cũng không có bất kỳ ý tưởng gì rồi. Lẽ nào người tổng phụ trách, Tu La Chiến Thần, sẽ bỏ qua Đinh Hồng Diệu? Một cái nho nhỏ Đinh gia gia chủ, như thế nào cùng Giang Sách loại cấp bậc này đại nhân vật đối kháng? Ba người, một cái điên rồi, một cái khóc, một cái nổi giận. Giống nhau là, bọn họ đều tuyệt vọng. Ở tuyệt đối lực lượng cường đại trước mặt, bọn họ đều có vẻ quá tầm thường, giống như là ba con kiến nhỏ đứng ở voi trước mặt, vô luận bọn họ làm như thế nào, cũng không khả năng là voi đối thủ. Kiến càng lay cây, xác thực nực cười. Chỉ là, Đinh Hồng Diệu cuối cùng nhìn về phía Giang Sách, hỏi, Giang Sách, thân phận ngươi địa vị tôn quý như thế, tại sao phải giấu đang ở một cái nho nhỏ Đinh gia, làm cái gì con rể tới nhà? Mỗi ngày bị người chỉ vào mũi mắng kẻ bất lực, người cảm giác rất vui vẻ sao? Giang Sách từ tốn nói, ta nói rồi, ta không thích này lễ nghi phiền phức gì đó. Nếu như ta công khai thân phận của mình, sợ là tại gia đều sẽ chứng kiến từng cái rối trá mặt, Đinh gia là của ta gia, ta không hy vọng về đến nhà còn chứng kiến mặt nạ, hiểu chưa? Đinh Hồng Diệu còn không phục. Chỉ là vì cái này, ngươi là có thể như vậy nén giận. Vẻn vẹn vì cái này, còn chưa đủ sao? Thật đơn giản vài câu đối thoại, đủ để nhìn ra hai người bọn họ hoàn toàn bất đồng giá trị quan. Nếu như đổi thành Đinh Hồng Diệu, hắn sở hữu tôn quý như thế thân phận, tuyệt đối sẽ làm cho cả gia tộc, toàn bộ Giang Nam khu nhân biết tất cả, mỗi ngày lên TV, mỗi ngày tiếp thu vạn người sùng bái. Nhưng Giang Sách lại tuyển trạch cuộc sống khiêm tốn. Khiêm tốn đến ngay cả người nhà của hắn cũng không biết thân phận chân thật của hắn. Hai người bọn họ đối với sinh hoạt tuyển trạch, tuyệt nhiên bất đồng, có thể, đây cũng là vì sao Giang Sách có thể trở thành là người trên người một trong những nguyên nhân. Không phải cạnh tranh, ngược lại là cạnh tranh. Mang đi. Giang Sách vung tay lên, lập khắc liền có người đi lên đem Đinh Hồng Diệu cùng Đinh Tử Ngọc còng lại mang đi, lấy hai người bọn họ phạm vào các loại tội lớn. Đời này cần phải ở tù dục xương không thể. Kế tiếp chính là Bành Á Linh. Đang ở cảnh viên chuẩn bị đem Bành Á Linh cũng còng lại mang đi thời điểm, Triệu gia lão quản gia Chiến Chiến căng căng đi đến, dùng niên mại thanh âm nói rằng, Giang tiên sinh, nơi này có ngài một trận điện thoại. A hát, ai đánh tới? Triệu gia đại công tử. Giang Sách hé mắt, Triệu gia đại công tử tuyển trạch ở nơi này thời gian điểm gọi điện thoại tới. Chắc là người của Triệu gia cho hắn mật báo. Nơi đây dù sao cũng là Triệu gia, Bành Á Linh dù sao cũng là Triệu gia đại công chết thái thái. Người của Triệu gia chắc là sẽ không dễ dàng như vậy bị người khi dễ. Cầm điện thoại, Giang Sách từ tốn nói, uy, ta là Giang Sách. Bên đầu điện thoại kia truyền tới một yếu ớt lại có chút thanh âm khàn khàn, Giang tiên sinh chào ngươi, ta là Triệu gia đại công tử Triệu Hải Nhân. Triệu công tử chào ngươi, xin hỏi tìm ta có chuyện gì? Giang tiên sinh,
người bên kia chuyện đã xảy ra ta đều nghe nói. Đầu tiên, ta vì Á Linh đối với ngài chuyện làm cảm thấy xin lỗi, hướng ngài nói một tiếng xin lỗi. Giang Sách cười cười, không cần, chuyện này cùng Triệu công tử không quan hệ. Khái khái, nàng dù sao cũng là người của ta đắc tội Giang tiên sinh, ta lý nên xin lỗi. Dừng một chút, Triệu Hải Nhân tiếp tục nói, bất quá nói đi nói lại, kỳ thực Á Linh cũng là bị người gây xích mích mới có thể như vậy xung động, trách nhiệm chủ yếu không ở nàng. Còn nữa nói, dù sao không có tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn nha, cho nên. Giang Sách cười lạnh một tiếng, cho nên ngươi hy vọng ta đối với Bành Á Linh mở một mặt lưới. Triệu Hải Nhân hồi đáp, đúng vậy, Giang tiên sinh, ta hy vọng ngài có thể xem ở Triệu gia mặt mũi bỏ qua cho Á Linh lần này. Đại ân đại đức, ta Triệu Hải Nhân sau này sẽ làm thâm tạ. Đây là một cái cùng Triệu gia gần hơn quan hệ tuyệt hảo cơ hội. Thế nhưng, Giang Sách khẽ cười một tiếng, trực tiếp cự tuyệt. Xin lỗi, làm việc thiên tư trái pháp luật sự tình, ta không làm được. Tựa như ngươi nói, Bành Á Linh chỉ là thu người xúi dục, cũng không có tạo thành tính thực chất thương tổn, cho nên coi như mang đi nàng cũng sẽ không như thế nào, hai ngày nữa thì sẽ thả trở về, Triệu công tử lại có cái gì tốt lo lắng. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc. Đối với chuyện này, Bành Á Linh quả thực không có quá lớn tội. Thế nhưng, người nữ nhân này đã từng phạm vào tội cũng không ít, cũng phải lỗi không ít Giang Nam khu lãnh đạo, nếu quả như thật bị mang đi, nhất định sẽ bị nhảy ra nợ cũ, đến lúc đó cũng đừng nghĩ đi ra. Cái này còn không là then chốt. Để cho Triệu Hải Nhân tâm tồn kiêng kỵ là, Bành Á Linh biết không thiếu Triệu gia cơ mật, nếu như bị Giang Nam khu ekip lãnh đạo tra ra rồi, vậy coi như. Vì thế, Triệu Hải Nhân cố nén tức giận, cười làm lành nói rằng, Giang tiên sinh, ta xem cũng không cần phiền phức như vậy a. Ngài liền đem Á Linh thả, cho nàng một cái miệng cảnh cáo là được rồi. Muốn bao nhiêu tiền ký quỹ, ta đều nguyện ý cho. Càng như vậy, càng là có mở ám. Giang Sách từ tốn nói, ta xem thì không cần, Bành Á Linh nên xử lý như thế nào, liền giao cho pháp luật tới thi hành. Triệu công tử, ta còn có việc, không nhiều lắm hàn huyên. Nói xong, Giang Sách chủ động cúp điện thoại. Mọi người tại đây không khỏi bội phục. Đây là Giang Nam khu lần đầu tiên có người dám cự tuyệt Triệu gia thỉnh cầu, dám chủ động treo Triệu Hải Nhân điện thoại của. Giang Sách cái này người tổng phụ trách, kháo phổ. Kinh thành, Triệu gia biệt thự. Triệu Hải Nhân ngồi ở gỗ lim trên gia cụ, híp mắt nhìn điện thoại trong tay. Lần đầu tiên, hắn bị người quả quyết như vậy cự tuyệt. Quá khứ người khác coi như muốn cự tuyệt hắn, cũng sẽ vô cùng khách khí, hơn nữa dám cự tuyệt hắn đều là kinh thành đại gia tộc gia chủ cấp bậc đích nhân vật. Vạn vạn không nghĩ tới, nho nhỏ một cái Giang Nam khu người tổng phụ trách, cũng dám không nể mặt hắn. Tuy là Giang Sách là tu la chiến thần, sở hữu địa vị cao quý, nhưng người lợi hại hơn nữa, cũng là người bên ngoài, không phải kinh thành người. Ở kinh thành, quan nhỏ nữa, cũng không phải phía ngoài giác quan so. Triệu Hải Nhân quá khứ chưa từng có gặp được không cho mặt mũi như vậy nhân. Hắn đều tự mình gọi điện thoại, Giang Sách còn không nể tình, ha ha, thực sự là cho thể diện mà không cần. Bên cạnh quản gia đi tới nói rằng, đại công tử, cần ta đứng ra đi xem đi Giang Nam khu sao. Triệu Hải Nhân khoát tay áo, không cần, đến khi ngươi qua, Bành Á Linh Na bà nương sớm đã bị thẩm vấn xong. Quên đi. Nàng biết đến những chuyện kia cũng không tính là gì, đối với Triệu gia không tạo thành bao nhiêu thương tổn. Chỉ là làm thành như vậy, Triệu gia ở Giang Nam khu thế lực, sợ là cũng bị nhổ tận gốc rồi. Hảo một cái Giang Sách, cư nhiên ở Triệu gia xúc phạm người có quyền thế, có đảm lượng. Ngoài miệng chưa nói bất luận cái gì trả thù nói, thế nhưng ở trong lòng, Triệu Hải Nhân đã sớm yên lặng đem Giang Sách tính vào đến địch nhân hàng ngũ, về sau chỉ cần có cơ hội. Nhất định sẽ đem Giang Sách hướng tử lộ trên bức. Hắn để điện thoại xuống. Giang Nam khu sự tình bất kể, hiện tại chúng ta có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Ngô lão gia bên đó như thế nào rồi? Quản gia trả lời, hắn hy vọng chúng ta có thể cung cấp càng nhiều hơn trợ giúp, thậm chí hy vọng chúng ta đứng ở thai diện thượng tới. Ha ha, Triệu Hải Nhân cười nhạt, si tâm vọng tưởng. Chúng ta có thể ở âm thầm làm viện thủ đã rất cho mặt mũi, phải biết rằng, ngoại trừ chúng ta Triệu gia,
người khác cũng đều không dám giúp hắn Ngô lão gia vội vàng. Hắn lần này đối mặt, cũng không phải là vậy đối thủ. Quản gia nói rằng, Ngô lão gia đối thủ, lúc đó chẳng phải đối thủ của chúng ta sao? Kỳ thực ta cảm thấy được, không bằng đem Ngô lão gia cho bồi dưỡng lớn mạnh, làm cho Ngô lão gia giúp chúng ta diệt trừ đối thủ, tới một người mượn đao giết người. Triệu Hải Nhân lắc đầu. Chớ đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, đối thủ của chúng ta cũng không phải là Ngô lão gia loại này mặt hàng có thể đối phó. Hơn nữa, ngươi cho rằng Ngô lão gia chính là cái đó người tốt sao? Chúng ta Triệu gia phải làm, chính là giúp đỡ Ngô lão gia cùng đối thủ chết dập đầu, không cần giải quyết đối thủ, vẫn như thế hao tổn, dây dưa đối thủ tinh lực, tiêu hao thực lực của đối thủ. Đến khi thời cơ thích hợp, chúng ta Triệu gia có thể tiêu diệt đối thủ, chiếm đoạt Ngô lão gia. Cái này kêu là làm ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Quản gia nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, vẫn là đại công tử suy nghĩ chu đáo, ta nghĩ đến quá đơn giản. Được rồi, người có thể đi xuống. Là, đang ở quản gia vừa đi đến cửa miệng thời điểm, Triệu Hải Nhân kêu hắn lại, chờ một chút. Đại công tử còn có cái gì phân phó? Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì giúp ta điều tra một cái giang sách, xem hắn cái này Tu La chiến thần rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, thuộc hạ lại có bao nhiêu người, trong tương lai một ngày nào đó, nói không chừng ta sẽ với hắn giao phong. Trước giờ dò thám biết lai lịch của đối thủ, sẽ đối với ta có lợi. Quản gia gật đầu, ta hiểu được, quay đầu ta sẽ khiến người ta đi điều tra, Tây Kỳ bên kia ta cũng sẽ phái người đi thăm dò. Tốt, người đi đi. Tuân mệnh. Giang Nam Khu, Triệu gia biệt thự. Bành Á Linh, Đinh Hồng Diệu, Đinh Tử Ngọc toàn bộ đều đã bị bắt quy án. Triệu gia biệt thự bị lâm thời trưng dụng, Giang Sách ngồi ở trên ghế salon, một đoàn một tay ngồi ở từng cái trên ghế nhỏ. Tình cảnh kia tuyệt không như là Giang Nam Khu toàn bộ thành viên nòng cốt họp, ngược lại càng giống như là tiểu trường học trưởng cho một quần tiểu các họp, nhìn qua vô cùng khôi hài nực cười. Thế nhưng không có ai cười được. Tràng diện tuy là khôi hài, thế nhưng nội dung một điểm không phải khôi hài. Giang Sách cũng không vòng quanh, đi lên liền tung một cái tạc đạn nặng ký, ở trước mặt tất cả mọi người tuyên bố, ngày hôm nay ta đem bọn ngươi toàn bộ triệu tập qua đây, không phải là vì khác, chính là vì hướng các ngươi tuyên bố một việc ta muốn rời chức rồi. Mọi người nhao nhao thán phục. Làm tốt tốt làm sao đột nhiên sẽ rời chức. Dựa theo đạo lý mà nói, chỉ có người ngại quan làm không đủ lâu, nào có chủ động rời chức. Huống chi vẫn là người tổng phụ trách cao như vậy vị trí, cho tới bây giờ sẽ không có chủ động rời chức hiện trường phát sinh. Giang Sách, thực sự là dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn. Hiện trường này một tay đều nhéo một cái mồ hôi lạnh, kỳ thực trong khoảng thời gian này ở Giang Sách thống trị phía dưới, Giang Nam Khu có thể dùng thịnh vượng phồn vinh bốn chữ để hình dung. Chẳng những kinh tế chiếm được nhảy vọt phát triển, còn sáng lập nhiều nhà thế giới cấp xí nghiệp, tăng lên cực lớn rồi Giang Nam Khu hạch tâm sức cạnh tranh. Đặc biệt thành Bắc Đại Hoang hạng mục, càng là đem Giang Nam Khu chế tạo thành nhất lưu toàn quốc thành phố du lịch. Tất cả mọi người đối với Giang Sách tràn ngập lòng tin. Vào hôm nay chứng kiến Giang Sách thực lực cự tuyệt Triệu Hải Nhân sau đó, đại gia càng đối với cái này một vị người tổng phụ trách sinh lòng bội phục. Đang lúc mọi người đều chuẩn bị đi theo hắn buông tay chân ra làm một trận lớn thời điểm, hắn nhưng phải rời chức. Đây rốt cuộc là vì sao? Người tổng phụ trách, ngài tại sao muốn rời chức a? Là muốn rời đến khu khác sao? Vẫn là ngài phải trở về Tây Kỳ, bảo vệ quốc gia. Hay hoặc giả là nhà của ngài người xảy ra chuyện gì thế, nhất định phải ngài rời chức về nhà chiếu cố. Đại gia nghị luận ầm ĩ. Giang Sách khoát tay áo, các ngươi cũng không muốn đoán bậy, cho nên ta rời chức, cũng là bởi vì ta mệt mỏi. Ta nghĩ muốn buông đầu vai gánh nặng, nghỉ ngơi cho khỏe một cái, hưởng thụ một chút cùng gia nhân ở cùng nhau thời gian, không hơn. Nói là nói như vậy. Thế nhưng tất cả mọi người không quá tin tưởng. Giang Sách cũng không để ý bọn họ có tin hay không, nói theo, ngày hôm nay ta đem mọi người triệu tập lại, đồng thời cũng phải cần cho đại gia an bài nhiệm vụ sau cùng, cho ta rời chức chuẩn bị sẵn sàng. 3 ngày sau, ta sẽ mở một hồi ký giả buổi họp báo, ngay trước toàn bộ Giang Nam Khu hết thảy dân chúng mặt tuyên bố rời chức. Dưới lúc, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Xem Giang Sách bộ dạng. Là không thể giữ lại. 3 ngày,
Giang Sách khoảng cách giao ra người tổng phụ trách vị trí, chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Mọi người mặc dù là có nỡ không nỡ, đến lúc này đã không còn gì để nói, chỉ có thể hy vọng nhiệm kỳ kế người tổng phụ trách cũng có thể giống như Giang Sách như vậy ưu tú a. Có thể nói đi nói lại thì, giống như Giang Sách ưu tú như vậy người, thật đúng là không có vài cái a. Trận này hội nghị mở 3 giờ. Giang Sách đem hết thảy phải đóng thay mặt lời nói cũng giao thay mặt xong, sau đó đứng dậy rời đi Triệu gia biệt thự, nơi đó để ý vấn đề đều xử lý xong rồi, không có xử lý vấn đề cũng giao cho người đặc biệt đi xử lý. Chính hắn cơ bản không có bất cứ vấn đề gì nếu xử lý, chỉ cần làm xong giao tiếp có thể. Vậy kế tiếp, Giang Sách chuyện cần làm chính là chính thức trợ giúp Đinh Phong Thành leo lên chức gia chủ. Hơn 8 giờ tối, Đinh gia đại lâu văn phòng, phòng họp. Mặc dù sắc trời đã hoàn toàn đen, Đinh gia trong phòng hội nghị đầu như trước ngồi đầy người, đồng thời trên mặt mỗi người thần sắc đều không đúng tinh thần. Không vì cái gì khác, đơn giản là một việc Đinh gia gia chủ Đinh Hồng Diệu bị bắt. Đồng dạng bị bắt, còn có Đinh Tử Ngọc. Hai vị này nhưng là hiện nay Đinh gia trụ cột, hai người bọn họ đồng thời bị bắt, Đinh Nấu Chảy chế tạo có thể sẽ đối mặt tai họa ngập đầu. Cho nên không thể không lớn buổi tối mọi người tập hợp thương thảo nên làm cái gì bây giờ. Tại chỗ toàn bộ đều là Đinh Hồng Diệu bộ hạ, bọn họ đều ở đây xáo lộ nên như thế nào đem Đinh Hồng Diệu cấp cứu đi ra. Vấn đề là, bọn họ hiện nay ngay cả Đinh Hồng Diệu phạm vào tội gì cũng không rõ ràng. Thảo luận tới thảo luận lui cũng không có một kết quả. Đang lúc bọn hắn thảo luận đến một nửa thời điểm, phòng họp đại môn đẩy ra, đoàn người đi đến. Đều là người quen cũ. Đinh Trọng, Đinh Phong Thành, Đinh Mộng Nghiên cùng với Giang Sách. Đinh Trọng cũng không khách khí, đặt mông ngồi ở nguyên bản gia chủ chỗ ngồi, mắt lạnh nhìn quét mọi người tại đây một vòng, lạnh lùng nói, lớn buổi tối, các ngươi ở nơi này mở họp gì rồi? Một gã phó đồng nói rằng, lão gia tử ngài nghĩ đến cũng biết, gia chủ hắn không biết vì sao bị bắt, chúng ta đang ở thảo luận phải như thế nào bắt hắn cho cứu ra. Nếu như chuyện này làm lớn lên, biết tổn thương cực lớn chúng ta Đinh gia lợi ích. Đinh Trọng cười lạnh một tiếng, không cần thảo luận, Đinh Hồng Diệu cứu không được. Lão gia tử ngài lời này có ý tứ, hắn chính là cháu trai ruột của ngài, ngài cũng không thể ở vào thời điểm này bỏ đá xuống giếng a. Hiện trường tuyệt đại đa số đều là Đinh Hồng Diệu bạn bè. Bọn họ biết, Đinh Hồng Diệu bị bắt, Đinh Trọng nhất định sẽ người thứ nhất nhảy ra tranh đoạt gia chủ vị trí. Làm bạn bè, bọn họ nhất định phải trợ giúp Đinh Hồng Diệu bảo trụ cái chỗ ngồi này, thẳng đến Đinh Hồng Diệu trở về mới thôi, dù sao ích lợi của bọn họ đều cùng Đinh Hồng Diệu buộc chung một chỗ, kiên quyết không cho phép Đinh Hồng Diệu xuống đài. Đinh Trọng nhìn mọi người tại đây, làm sao? Các ngươi cứ như vậy giữ gìn Đinh Hồng Diệu sao? Phó đồng nói rằng, đó là tự nhiên, gia chủ ở trong lòng chúng ta có không thể thay thế được địa vị, không riêng gì ta, chỉnh thể hội đồng quản trị người toàn bộ đều tán thành Đinh Hồng Diệu gia chủ vị. Mặc dù lúc này bị bắt, những người khác cũng không cần muốn thừa lúc vắng mà vào. Đinh Trọng nhìn hội đồng quản trị người, hỏi các ngươi còn chống đỡ Đinh Hồng Diệu. Một vị hội đồng quản trị đại biểu nói rằng, đương nhiên, chúng ta sẽ vì gia chủ quyền lợi mà chiến đấu, xin khuyên này dụng tâm kín đáo người, sớm làm dẹp ý niệm này. Phó đồng mừng thầm trong lòng. Chỉ cần hội đồng quản trị người không phải gật đầu, Đinh Trọng liền đoạt không trở về nhà chủ vị trí. Bất kể nói thế nào, hiện tại Đinh Hồng Diệu gia tộc công ty cổ phần tối đa, lại được đến ban giám đốc thừa nhận, kia gia chủ vị trí cũng sẽ không thay đổi. Nhưng là... Đinh Trọng cười nhạt 3 tiếng. Dò hỏi, các ngươi như thế chống đỡ Đinh Hồng Diệu, vậy các ngươi biết hắn là vì sao bị bắt sao? Hội đồng quản trị người nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Sự tình quá gấp gáp rồi, bọn họ còn chưa không biết nội tình, hơn nữa, lấy cấp bậc của bọn họ cũng rất khó thám thính ra tình hình thực tế. Đinh Trọng ý vị thâm trường nhìn bọn họ, tự tiếu phi tiếu nói rằng, Đinh Hồng Diệu là phạm vào sát nhân chưa tỏa tội, bị cảnh sát cho bắt quy án. Mà hắn tính toán giết đối tượng, chính là bây giờ Giang Nam khu người tổng phụ trách. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Hội đồng quản trị người, cùng với này Đinh Hồng Diệu chó săn tất cả đều sợ choáng váng. Không phải đâu, đùa gì thế? Gia chủ làm sao có thể mưu sát người tổng phụ trách?
hắn đầu óc phá hủy mới có thể làm như vậy. Lão gia tử, người bớt ở chỗ này tà thuyết mê hoặc người khác. Quả thực, tin tức này dường như khó lấy khiến người ta tin tưởng. Làm Giang Sách đưa cái này tin tức nói cho Đinh Phong Thành, Đinh Mộng Nghiên thời điểm, bọn hắn cũng đều không thể tin được Đinh Hồng Diệu sẽ như vậy làm, bởi vì hoàn toàn không có động cơ giết người a. Cho dù có động cơ giết người, chỉ bằng Đinh Hồng Diệu na vi bất túc đạo địa vị, lại dám đối với người tổng phụ trách động thủ, không phải nhất định thất bại sao? Lúc này hiện trường mọi người cũng giống như nhau ý tưởng. Đinh Trọng biết bọn họ không tin, tiếp tục nói, các ngươi tin tưởng cũng tốt, không tin cũng được, đây chính là sự thực. Mặt khác nói cho các ngươi biết một câu, chuyện này huyên vô cùng nghiêm trọng, hiện tại cảnh sát cao độ coi trọng, đang ở toàn lực điều tra Đinh Hồng Diệu đồng đảng. Lúc nói lời này, Đinh Trọng ánh mắt quét một vòng, từng cái bị Đinh Trọng thấy người sợ đến chết khiếp. Bọn họ cùng Đinh Hồng Diệu quan hệ không cạn, vẫn bang Đinh Hồng Diệu làm việc, nếu như cảnh sát đem bọn họ nhận định là đồng mưu lời nói, vậy bọn họ nửa đời sau cũng đừng nghĩ từ bên trong ngục giam đi ra. Mưu sát người tổng phụ trách, cái này lỗi lớn đi. Lúc đầu mọi người còn chưa tin, nhưng bây giờ quan hệ đến an toàn tánh mạng, bọn họ là thà tin rằng là có còn hơn là không. Cái kia, lão gia tử, ta theo Đinh Hồng Diệu không hề có một chút quan hệ. Ngài không nên dùng loại ánh mắt đó xem ta. Ta chính là một cái nhân viên quen, cùng gia chủ không quen, không quen. Ta vẫn luôn kiên định đứng ở lão gia tử ngài bên này, cho tới bây giờ đều là phản đối Đinh Hồng Diệu, điểm này lão gia tử ngài là rõ ràng nhất bất quá. Này cỏ đầu tường nhao nhao nhảy tới Đinh Trọng một bên. Ở vào thời điểm này, nếu như còn dám đứng ở Đinh Hồng Diệu bên kia, một phần vạn bị cảnh sát nhận định là đồng mưu. Hạ chàng có thể tưởng tượng được, càng sớm phủi sạch quan hệ càng tốt. Bởi vì quyền lợi tiến tới với nhau người, cuối cùng cũng sẽ bởi vì quyền lợi mỗi người đi một ngả. Đinh Mộng Nghiên ở một bên chẳng đáng cười nhạt, đám này cỏ đầu tường, nhìn cũng làm người ta cảm thấy ác tâm. Đinh Trọng lại một lần nữa nhìn về phía hội đồng quản trị người. Những người khác ta bất kể, hội đồng quản trị người thật giống như cùng Đinh Hồng Diệu quan hệ không cạn a. Cũng là các ngươi như thế chống đỡ Đinh Hồng Diệu, nhất định với hắn trong lúc đó có phi thường sâu quan hệ. Nói không chừng mưu sát người tổng phụ trách chuyện này, các ngươi ở sau lưng cũng có tham dự. Bịch một cái, ban giám đốc đại biểu đứng lên, nói lắp bắp lão gia tử ngươi không phải, không nên nói bậy, nói tám đạo. Chúng ta cùng Đinh Hồng Diệu tuy là quan hệ không phải, không sai, nhưng mưu sát người tổng phụ trách, kiên quyết theo chúng ta không có bất kỳ, quan hệ như thế nào. Đinh Trọng nở nụ cười, có quan hệ hay không không phải ngươi nói coi là, ta hiện tại liền báo nguy, làm cho cảnh sát hiền lành điều tra ngươi một chút sẽ biết. Ban giám đốc đại biểu sợ đến trắng bệch cả mặt. Hắn mặc dù không có tham dự mưu sát, thế nhưng cùng Đinh Hồng Diệu nói lý ra làm chuyện xấu cũng không ít, không chịu nổi cha. Lúc này, những thứ khác đồng sự toàn bộ đều đứng dậy. Lão gia tử kia, ban giám đốc kỳ thực cũng không chống đỡ Đinh Hồng Diệu. Không sai, đều là một mình hắn đại biểu mọi người chúng ta kỳ thực rất phản đối Đinh Hồng Diệu. Chúng ta vẫn là rất hoài niệm lão gia tử đương gia chủ thời điểm cảm giác nha. Đám người này vì bảo toàn tự thân, không chút do dự đem ban giám đốc đại biểu cho ra bán, đám người này căn bản cũng không có một lòng thuyết pháp, mỗi một người đều chỉ muốn chính mình. Vì bảo toàn tự thân, vừa mới vẫn còn ở cùng nhau bằng hữu, nói ra bán là có thể bán đứng. Na đại biểu khuôn mặt đều tái rồi. Bình thường mọi người đều là trên một sợi thừng châu chấu, hết thảy trả cầm Đinh Hồng Diệu, sao bây giờ đem hắn bị ném đi ra? Thật không có lương tâm a. Đại biểu đều phải khóc. Cái kia, lão gia tử, ta vừa mới là trong chốc lát hồ đồ. Ngài không muốn báo cảnh sát, ta bây giờ muốn thông, cái này Đinh Hồng Diệu lộng quyền ương ngạnh, bảo thủ, ta cũng đã sớm cảm thấy hắn không thích hợp đương gia chủ. Theo ta thấy, vẫn là lão gia tử ngài lai đương gia chủ tương đối thích hợp. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Đinh Trọng nghe xong cười ha ha, hắn để điện thoại di động xuống, cũng không báo cảnh sát, chỉ vào hội đồng quản trị một đám người nói rằng, các ngươi a, thật là gió chiều nào theo chiều nấy, rất sợ chết, trước đây ta sao lại không nhìn ra các ngươi bẩn thỉu rồi. Thật sự là nhất bang tiểu nhân. Những lời này nói ra trước mặt mọi người tới.
không khỏi quá tổn thương người. Nhưng Đinh Trọng Na tính khí, hắn sẽ không quan tâm những thứ này. Hội đồng quản trị người cũng không dám nói cái gì, bọn họ quả thực rất sợ chết, huống chi hiện tại có nhược điểm bóp ở đối phương trong tay, một phần vạn Đinh Trọng tuyển trạch báo nguy, vậy bọn họ mỗi một người đều chịu không nổi. Cũng được. Đinh Trọng tiếp tục nói, Đinh Hồng Diệu phạm vào lớn như vậy tội, là không có khả năng đi ra, thế nhưng Đinh gia không thể rắn mất đầu, cái này nhà mới chủ vẫn là phải có người đến làm. Các ngươi đều chọn ta, ta có thể lão liễu, không còn dùng được, không muốn làm người gia chủ này rồi. Mọi người nhao nhao ghé mắt. Cái nàng là ý gì? Đinh Hồng Diệu bị bắt, Đinh Trọng bỏ gánh không làm, lẽ nào mắt mở trừng trừng nhìn Đinh gia xong đời sao? Lập tức, Đinh Trọng bỏ đi mọi người phỏng đoán. Hắn nói rằng, ở chỗ này, ta đề cử một người tới tiếp nhận chức vụ gia chủ vị trí. Người này tuổi còn trẻ lực cường, thông minh có khả năng, là tiếp nhận chức vụ gia chủ người chọn lựa thích hợp nhất. Các ngươi cũng không cần đoán, người này chính là ta tôn tử Đinh Phong Thành. Một lời đã ra, toàn trường náo động. Hắn, không phải đâu, làm cho Đinh Phong Thành lai đương gia chủ, Na Đinh gia không phải xong chưa? Huống chi, hôm nay Đinh Phong Thành một điểm cổ quyền cũng không có, làm sao cũng không tới phiên hắn lai đương gia chủ a. Nếu ta nói, làm cho Giang Sách cháu gái này tế lai đương gia chủ, đều so với Đinh Phong Thành cường. Tất cả mọi người không coi trọng Đinh Phong Thành. Kỳ thực Đinh Phong Thành cũng không có xem trọng chính mình, hắn thấy, vô luận là Đinh Mộng Nghiên vẫn là Giang Sách, đều càng có tư cách hơn hắn tiếp nhận chức vụ gia chủ vị trí. Hắn đã từng cho Đinh gia mang đến qua không ít tai nạn, không bị tín nhiệm, không có năng lực. Hắn, không xứng. Tự ti mặc cảm Đinh Phong Thành, đang lúc mọi người tiếng chất vấn chung cúi đầu. Đinh Trọng cau mày, tình thế này có điểm không ổn a. Một vị không chiếm được mọi người tín nhiệm gia chủ, vậy còn có thể làm. Lúc này, Giang Sách đứng dậy, lấy tay ở Đinh Phong Thành vỗ vỗ lên bả vai, hướng về phía mọi người mỉm cười. Dùng âm thanh vang dội nói rằng, các vị mời hãy nghe ta nói hai câu. Ta biết các ngươi đối với Phong Thành rất bất mãn, dù sao hắn đã từng đối với gia tộc làm ra quá to lớn thương tổn, cũng mắc phải qua vô số lệch lạc. Năng lực của hắn cũng vẫn bị mọi người hoài nghi. Các ngươi có các loại các dạng lý do phản đối hắn, điểm này ta tỏ ra là đã hiểu. Thế nhưng, thoại phong nhất chuyển, Giang Sách lời lẽ nghiêm khắc nói rằng, cách ngôn nói cho cùng. Sĩ biệt tam nhật chia tay 3 ngày, làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Bây giờ Đinh Phong Thành đã sớm không phải trước đây cái kia cả nhũng hoa hoa công tử. Hắn hiện tại, thành thục, ổn trọng, có trách nhiệm tâm. Thành Bắc Đại Hoang hạng mục, không phải là chứng minh tốt nhất sao? Những lời này nói ra, mọi người tại đây đều trầm mặc. Quả thực, Đinh Phong Thành ở gần nhất làm ra một phen sự nghiệp, ngay cả phía chính phủ đều tán thành Đinh Phong Thành công trạng. Đặc biệt Thành Bắc đất hoang đồng thời công trình làm xong, cho Giang Nam khu mang đến to lớn tích hiệu. Hôm nay Đinh Phong Thành, đã là Giang Nam khu danh nhân. Sĩ biệt tam nhật chia tay 3 ngày, làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Đại gia quả thực không nên lại dùng mắt lão quang đối đãi Đinh Phong Thành, hắn đã trưởng thành. Bất quá đại gia vẫn là rất bội phục Giang Sách. Nói thật ra, nếu như bây giờ Giang Sách chính mình nhảy ra cướp đoạt gia chủ vị trí, cũng rất có thể giành lại tới, nhưng Giang Sách chẳng những không có cướp đoạt, còn giúp trợ Đinh Phong Thành nói tốt. Phần này lòng dạ không phải người bình thường có thể có. Đinh Phong Thành tràn đầy cảm kích nhìn Giang Sách, kỳ thực hắn đều không hiểu, chính mình đã từng đối với Giang Sách làm bao nhiêu việc không thể lộ ra ngoài nhi, nhưng Giang Sách bất kể hiềm khích lúc trước, nhất nhi tái trợ giúp chính mình. Đây mới là thật nam nhân. Theo sát mà. Giang Sách tiếp tục nói, hiện tại đại gia nhấc tay tỏ thái độ, đồng ý Đinh Phong Thành tiếp nhâm gia chủ vị, xin giơ tay. Giang Sách người thứ nhất giơ tay đồng ý. Theo sát mà, Đinh Mộng Nghiên, Đinh Trọng mấy người cũng đều giơ tay đồng ý. Những người khác ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng đều giơ tay lên, cuối cùng hội đồng quản trị người bị tình thế ép buộc cũng không khỏi không giơ tay đồng ý. Cuối cùng, toàn trường mọi người đều không ngoại lệ toàn bộ đều giơ tay đồng ý rồi. Mới một nhâm gia chủ, chính thức xác định là Đinh Phong Thành. Tiếng vỗ tay như sấm động. Đinh Phong Thành kích động lệ nóng doanh tròng. Đã từng gia chủ vị trí nhất định là hắn,
Đinh Trọng chỉ nguyện ý cho hắn, kết quả hắn cũng không tranh khí đem vị trí mất tích, bị Đinh Hồng Diệu đoạt đi. Khi đó Đinh Phong Thành nản lòng thoái chí, cho rằng cũng nữa đoạt không trở lại. Vật đổi sao rời, chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Đinh Hồng Diệu đã đi xuống đài rồi, gia chủ vị trí về tới Đinh Phong Thành trong tay. Mất mà được lại, mới biết chân quý. Đinh Phong Thành đứng lên, các vị, ta biết các ngươi tất cả mọi người đối với ta có chút hoài nghi, xin cứ các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn mọi người trọng trấn Đinh gia, đem Đinh gia phát dương quang đại. Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên. Đinh Trọng nói rằng, Phong Thành, vì ăn mừng ngươi tiếp nhâm gia chủ vị, ta cho ngươi một phần lễ vật. Ta Lão Liễu, cũng không muốn xen vào chuyện người khác, trên tay ta hết thảy gia tộc công ty cổ phần, hiện tại toàn bộ đều chuyển cho ngươi. Đinh Phong Thành mục trừng khẩu ngốc. Đinh Trọng trên tay công ty cổ phần cũng không ít a, toàn bộ đều chuyển cho Đinh Phong Thành, na Đinh Phong Thành gia chủ chi vị sẽ thấy cũng không có người có thể lay động. Cảm tạ gia gia. Một bên kia Đinh Mộng Nhiên cũng nói, nhị ca, ta cũng cho ngươi một phần hạ lễ, ở ngươi tiếp nhâm gia chủ sau đó, chúng ta Hằng Tinh Châu Bảo sẽ cho Đinh gia rót vào một số lớn tài chính, dùng cho thành Bắc Đại Hoang hạng mục mở rộng, cùng với Đinh gia trùng kiến công tác. Đinh Phong Thành càng cao hứng hơn. Hắn hiện tại thiếu chính là tiền. Đinh Mộng Nhiên là Hằng Tinh Châu Bảo Giang Nam khu tổng giám đốc, trong tay đầu có thể điều động tài chính phi thường hùng hậu. Về sau Đinh gia cùng Hằng Tinh Châu Bảo hợp tác, hơn nữa Ngâm Mộng khoa học kỹ thuật, Ước Mạch vui chơi giải trí đứng thẳng tương trợ, toàn bộ Giang Nam khu sẽ không còn địch thủ. Một cái cự vô phách, đang ở yên lặng sinh ra. Hội nghị duy trì liên tục tiến hành, tối nay nhân vật chính, là Đinh Phong Thành. Ở hội nghị sau khi kết thúc, tất cả mọi người đi qua cho Đinh Phong Thành chúc mừng, Giang Sách mỉm cười yên lặng đi ra. Phía sau. Đinh Trọng chậm rãi bước đi tới nói rằng, Giang Sách, có rảnh không? Theo ta xuống phía dưới hút điếu thuốc. Vô cùng vinh hạnh. Lập tức, Đinh Trọng cùng Giang Sách hai người ly khai, đi tới văn phòng cao ốc bên ngoài. Một người một điếu thuốc, đứng trong gió rét nhìn ánh trăng. Đinh Trọng cảm khái nói, nhớ kỹ ngươi vừa trở về thời điểm, chúng ta Đinh gia vẫn là một cái nhị lưu thế gia, loạn trong giặc ngoài. Nhà vãn bối cái đỉnh cái không có ý chí tiến thủ. Bên ngoài nhất bang xí nghiệp lớn muốn chiếm đoạt chúng ta. Đã hơn một năm quá khứ, ở khổ tâm của ngươi kinh doanh dưới, Đinh gia xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Phong Thành có bước tiến dài, có năng lực đảm nhiệm Đinh gia gia chủ chi vị, Mộng Nhiên địa vị hiển quý, trở thành Hằng Tinh Châu Bảo Giang Nam khu tổng giám đốc, mấu chốt nhất là, ngươi thành công đem Đinh gia vỡ tan quan hệ chữa trị đứng lên. Hôm nay Đinh gia, chưa từng có cường thịnh. Tin tưởng Giang Nam khu không còn có bất luận cái gì địch thủ, ngày khác ta đi Âm Tào địa phủ, thấy liệt tổ liệt tông coi như là có thông báo. Đinh Trọng nhìn về phía Giang Sách, đây hết thảy đều là ngươi công lao, Giang Sách, ta thật cảm ơn ngươi. Đây là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Đinh Trọng suốt đời tâm nguyện, rốt cục ở Giang Sách trong tay chiếm được thực hiện. Có thể ở khi còn sống nhìn thấy người nhà sự hòa thuận, gia tộc thịnh vượng, làm một lão nhân mà nói. Là bực nào hạnh phúc. Dừng một chút, Đinh Trọng dò hỏi, chỉ là có một chút, Giang Sách, người dự định từ lúc nào hướng Mộng Nhiên công khai thân phận của người a? Như vậy vẫn ẩn giấu đi cũng không phải sự tình. Giang Sách mỉm cười, ba ngày sau, ta sẽ ngay trước toàn bộ Giang Nam khu nhân dân mặt, tuyên bố chuyện này. A hát, Đinh Trọng có chút giật mình, thật là không có nghĩ đến ngươi sẽ có quyết định như vậy, đến lúc đó Mộng Nhiên. Khải núi bọn họ ước đoán đều phải nhạc khai liễu hoa. Không nhất định. Vì sao? Bởi vì, Giang Sách cười khổ lắc đầu, bởi vì ở ta công khai thân phận một khắc kia, cũng là ta từ thôi chức vị một khắc kia. Ngươi muốn thoái vị? Là. Đinh Trọng sắc mặt thay đổi liên tục, trên đời lại có mấy người có thể hướng Giang Sách đám này, ở nhân sinh thời điểm huy hoàng nhất dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Giang Sách. Ngươi thực sự quá không tầm thường. Đinh Trọng nói rằng, đến lúc đó Mộng Nhiên biết thân phận chân thực của ngươi, rồi lại không thể không tiếp thu ngươi ẩn lui chuyện thật. Ngươi phải nhiều thay nàng suy nghĩ một chút, ta sợ nàng biết khó có thể tiếp thu. Giang Sách hít một hơi thuốc lá, cho nên ta mới có thể gấp như vậy đem Đinh Phong Thành dâng lên gia chủ chi vị, làm cho Mộng Nhiên trở thành Hằng Tinh Châu Bảo tổng kinh lý của. Ta chính là muốn cho bọn họ đều trở nên mạnh mẽ, mới có thể bình yên ẩn lui. Kể từ đó,
bọn họ cũng sẽ không quá khó khăn qua. Ninh Trọng gật đầu, không sai, Giang Sách đường lui của ngươi đã cửa hàng cũng đủ ổn thỏa rồi. Hai người ngươi một ngụm ta một ngụm hút thuốc. Nhìn trên bầu trời sáng trong ánh trăng, mỗi người rơi vào trầm tư. Đinh linh linh, đinh linh linh. Cảnh đội đội trưởng Tạ Ơn Mạnh Chí gọi điện thoại tới. Giang Sách lập tức chuyển được, uy, chuyện gì? Người tổng phụ trách, ta biết ngài sẽ thoái ẩn, lúc này chớ nên trở lại phiền ngài. Thế nhưng có một việc ta không thể không đến tìm ngài, không có ngài sợ là không làm được. Không có việc gì, người nói. Ngay cả có quan Thạch gia phụ tử sự tình, nhận được tin tức, kinh thành bên kia cho Thạch Thư thả định rồi kỳ hạn chót, buộc Thạch Triều Rộng giao hàng. Thạch Triều Rộng chó cùng dứt dậu, chuẩn bị đối với sinh viên Trịnh Bác Dương động thủ. Thời gian, đang ở đêm nay, 3 giờ sáng. Cúp điện thoại, Giang Sách thuốc lá đầu vứt trên mặt đất, dùng chân đạp tắt. Ở thoái ẩn trước, ta phải đem cái mông lau sạch, có một việc không thể không giải quyết hết. Lão gia tử, ta đi trước một bước. Quay đầu Mộng Nghiên hỏi tới, giúp ta tìm cái cớ từ chối một cái. Ninh Trọng cười cười, đi thôi người bận rộn, cái thành phố này cần ngươi. Đêm khuya, cảnh đội. Tạ Mạnh Chí đem tin tức mới nhất nhất ngũ nhất thập toàn bộ đều nói cho Giang Sách, cũng thỉnh cầu chế định bắt kế hoạch. Ở đêm nay hừng đông 3 điểm, Thạch gia phụ tử sẽ đối với sinh viên Trịnh Bác Dương động thủ, hơn nữa còn là sử dụng thủ đoạn cường ngạnh. Nếu như không nhanh chóng nghĩ ra ứng đối biện pháp, Trịnh Bác Dương sợ rằng sẽ tao ngộ bất trắc. Người tổng phụ trách, đối với Thạch gia phụ tử thực thi bắt hành động A. Tạ Mạnh Chí xin nói. Giang Sách trầm ngâm chốc lát, nói rằng, có thể, bất quá chúng ta không cần chủ động xuất kích, mà là bắt rùa trong hũ, đợi Thạch gia phụ tử chủ động chui vào. Tạ Mạnh Chí nghi hoặc hỏi, người tổng phụ trách, ta không phải quá rõ ngài nói. Giang Sách cười lạnh một tiếng, nói rằng, người bây giờ liền sắp xếp người, chiếu ta nói đi làm. Hắn đem hành động cụ thể phương án nói cho Tạ Mạnh Chí, sau đó Tạ Mạnh Chí tìm người dựa theo Giang Sách nói đi làm, ở nơi này nhìn như bình tĩnh trong đêm tối, một hồi kinh thiên động địa bắt hành động chính thức triển khai. Tấm võng này bầy mấy tháng, rốt cục có thể thu lưới rồi. Thạch Khoan ở yên lặng lâu như vậy sau đó, rốt cục nhìn không được muốn động thủ. Hắn cho rằng cảnh sát đã không chú ý tới hắn nữa. Ha ha, hắn quá coi thường cảnh sát kiên nhẫn. Trận này thợ săn cùng hồ ly trò chơi, tương hội tại đêm nay tính ra kết quả. Đêm, đen kịt, Giang Nam khu một cái nhà không tầm thường chút nào căn phòng nhỏ cửa, lảo đảo lái tới một chiếc diện bao xa, liền dừng ở cửa phòng. Diện bao xa dừng lại sau đó không có bất kỳ hành động, cứ như vậy đậu. 20 min sau. Diện bao xa mới đánh mở rộng cửa. Hai gã nam tử vóc người khôi ngô cầm trong tay công cụ từ diện bao xa trên chạy xuống tới, như một làn khói đi tới cửa phòng. Sau đó bọn họ thừa dịp bóng đêm, lợi dụng trong tay công cụ đem cửa phòng đóng cửa cho cậy ra. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bọn họ bóp tay niết chân chui vào bên trong phòng, đi tới Trịnh Bác Dương căn phòng. Bởi trước đó liền thải tốt một chút. Bọn họ phòng đối diện từ tình huống bên trong hiểu rõ nhất thanh nhị sở, mặc dù là ở trong đêm đen nhánh, bọn họ cũng có thể chính xác phân biệt phương vị. Hai ba bước liền đi tới trước giường. Một danh tráng hán tiến lên liền bấm người trên giường, mặt khác một danh tráng hán lập tức dùng khăn trùm đầu đem trên giường người kia đầu cho bao lại. Theo sát mà, hai danh tráng hán đem trên giường người vác ở trên vai, tiểu bào ra gian nhà. Trên vai nam nhân liều mạng dùng rằng. Nhưng là vô ích, hai tay của hắn bị trói chặt rồi, đầu cũng bị bao lại, căn bản là không chạy thoát. Đi tới diện bao xa bên cạnh, trên xe Thạch Văn Bình ngoắc tay, đem Trịnh Bác Dương đem thả ở tại chỗ ngồi phía sau, vững vàng bấm lên, cũng bắt chuyện đồng bạn lên xe. Nhanh, đi. Một cước chân ga, diện bao xa nghênh ngang mà đi. Chỗ ngồi phía sau Trịnh Bác Dương liều mạng giãy giụa, ô ô ô hô cái gì? Thạch Văn Bình tiến lên thì cho hắn một quyền, tiểu tử, cho ta thành thật một chút. Thời khắc này Thạch Văn Bình đã hưng phấn vừa khẩn trương, nếu như hôm nay buổi tối hành động có thể tiến hành thuận lợi, hắn sẽ trở thành ức vạn phú ông, nửa đời sau cũng không lo. Nhưng nếu như thất bại, vậy hắn đời này cũng đừng nghĩ từ ngục giam đi ra. Thắng bại nhất cử ở chỗ này. Như thế này trước đem người mang đi thương khố,
ở bên trong kho hàng đem Trịnh Bác Dương cho mở ngực bể bụng, muốn lấy khí quan toàn bộ đều lấy đi, sẽ đem hắn cho ném xuống. Theo sát mà, Thạch Văn Bình mang theo khí quan chạy đi sân bay, cùng phụ thân ngồi chung máy bay ra ngoại quốc. Chỉ cần ra nước ngoài, nên cái gì vấn đề cũng không có. Đến lúc đó làm cho kinh thành vị đại nhân vật kia ra ngoại quốc tiến hành cấy ghép giải phẫu, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của bọn họ tiến hành, hoàn mỹ không kẽ hở. Suy nghĩ một chút, Thạch Văn Bình trên mặt của lộ ra nụ cười sáng lạn. Không đến 10 min võ thuật, diện bao xa đi tới thương khố. Hai danh tráng hán khiêng Trịnh Bác Dương xuống xe, theo Thạch Văn Bình cùng nhau vào thương khố, mở đèn, đem Trịnh Bác Dương ném ở trên bàn mổ, tay chân đều cột chắc, cả người chuyển lớn chữ trạng. Thạch Văn Bình giơ tay lên thuật đao, thở ra một hơi dài, các người đi giữ cửa. Là, hai danh tráng hán đi tới cửa chờ, nhìn chằm chằm ngoài cửa, tuyệt không dám sơ suất. Trong kho hàng, Thạch Văn Bình cười nhạt ba tiếng, nói rằng, Trịnh Bác Dương, cái này tất cả đều là ngươi tự tìm. Trước đây nếu như ngươi theo chúng ta ký hiệp nghị, cũng không cần chết thảm như vậy, mẹ ngươi chúng ta cũng sẽ tìm người chăm sóc. Hiện tại, ngươi sẽ chết, mẹ ngươi không có ai chiếu cố cũng là một chết. Ngươi a, thực sự là thực tội nghiệt không thể sống. Vừa nói, hắn vừa dùng đao giải phẫu phá vỡ hắc sắc khăn trùm đầu, tựa đầu bộ cho kéo. Vừa mới kéo khăn trùm đầu, Thạch Văn Bình liền ngây ngẩn cả người. Này sao lại thế này? Ngươi, ai vậy? Thạch Văn Bình triệt để ngây ngẩn cả người, bởi vì trên bàn mổ nằm căn bản cũng không phải là Trịnh Bác Dương, mà là một cái cùng Trịnh Bác Dương vóc người tương cận nam tử. Hơn nữa nhìn đi tới có vài phần nhìn quen mắt. Bưu tử. Thạch Văn Bình nhận ra, trên bàn mổ nằm người này chính là mình, chính là thủ hạ một trong, Bưu tử. Bưu tử nước mắt uông uông nhìn Thạch Văn Bình, đại ca. Người đây là muốn làm cái gì a? Ta không làm sai cái gì a? Người làm sao lại muốn giết ta a? Người muốn nội tạng, ta giúp người đi tìm người thích hợp hơn có được hay không? Người không nên đối với ta động thủ a. Thạch Văn Bình triệt để mộng ép, dựa theo bụng của hắn chính là một quyền. Người thì em giải thích cho ta rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao lão tử đi Trịnh Bác Dương trong nhà bắt người, chộp tới là ngươi thằng ngu này? Lúc đầu tối nay hành động liền tràn đầy phiêu lưu, bây giờ còn làm ra một cái như vậy lớn quả đen, Thạch Văn Bình đều nhanh muốn tuyệt vọng. Bưu tử cũng là vẻ mặt mộng bức, vẻ mặt đau khổ nói rằng, ta cũng không biết a, ta hôm nay buổi chiều cùng một mỹ nữ ở quán ba uống rượu, uống nhiều mấy chén, trong lúc mơ mơ màng màng đã bị người mang đi đặt lên giường. Ta vừa mệt lại khốn lại uống nhiều rồi, không suy nghĩ nhiều, liền dứt khoát ở trên giường đang ngủ. Ai biết? Ta ngủ thẳng phân nửa, lão đại ngươi liền dẫn người tới đem ta cho trói lại đi ra. Nghe xong bưu tử lời nói, Thạch Văn Bình sau lưng lạnh cả người. Đây là vừa khớp sao? Nếu như là trùng hợp nói, na không khỏi cũng quá trùng hợp một điểm a. Nhưng nếu như không phải vừa khớp, vậy có phải hay không nói rõ? Hành động của bọn họ kế hoạch sớm đã bị người cho biết, đồng thời trước giờ bày bày dập. Thạch Văn Bình không tin trên cái thế giới này tồn tại cái gì vừa khớp. Vậy cũng chỉ có thể là loại tình huống thứ hai. Không tốt. Thạch Văn Bình ý thức được không thích hợp, đao giải phẫu trực tiếp vứt bỏ, giạt ra chân liền hướng phía cửa kho hàng chạy đi, chuẩn bị chuồn mất. Đáng tiếc, trở nên đã chậm. Trong kho hàng đèn lập tức toàn bộ đều sáng lên, thương khố bên ngoài cũng lập tức ra 7-8 chiếc xe cảnh sát. Lý Lý ngoại ngoại hơn 10 tên cảnh sát cầm súng lục, đưa bọn họ mấy người bao vây đứng lên. Thạch Văn Bình, các ngươi đã bị bao vây, hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống. Xong, hết thảy đều xong. Nhìn chu vi tràng cảnh, Thạch Văn Bình biết đã không có cơ hội trốn. Hắn cho rằng hết thảy kế hoạch đều rất hoàn mỹ, trên thực tế, bọn họ mỗi tiếng nói cử động, mọi cử động ở cảnh sát dưới mí mắt. Bọn họ tiến hành này người không nhận ra hoạt động, cũng đã sớm bại lộ. Thạch Văn Bình là không có khả năng trốn. Thế nhưng, Thạch Khoan còn có cơ hội đào tẩu. Hắn yên lặng đưa tay bỏ vào túi tiền, sau đó nhấn thông tấn khí cái nút, cho ở phi trường phụ thân mật báo. Cảnh sát ngay lập tức sẽ phát giác không đúng. Thạch Văn Bình, tay nắm cửa từ trong túi tiền lấy ra. Thạch Văn Bình căn bản không nghe. Trên.
Cảnh sát lập tức áp dụng hành động, vài tên cảnh viên xông tới, lập tức liền đem Thạch Văn Bình cho ấn ngã xuống đất, đưa hắn tay đem ra đồng thời lấy tay còng cho còng lại. Thạch Văn Bình, thành công bắt được. Vào giờ phút này sân bay, Thạch Khoan ngồi ở chờ phi cơ sảnh, cầm trong tay hai tờ vé máy bay, trong lòng bàn tay đầu toàn bộ đều là mồ hôi. Hắn không ngừng hướng phía chờ phi cơ sảnh vào bàn cửa nhìn lại. Chờ mong chứng kiến con trai thân ảnh. Tối nay hành động quá mấu chốt, có thể trở thành ức vạn phú ông, thì nhìn đêm nay Thạch Văn Bình biểu hiện. Kỳ thực Thạch Khoan chưa bao giờ nguyện ý áp dụng loại này đơn giản thô bạo hành động, cái này không phù hợp hắn tác phong trước sau như một, nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không kịp nhiều như vậy. Muốn uy hiếp Trịnh Bác Dương là không làm được. Cảnh sát rồi hướng chính mình sản sinh hoài nghi. Kinh thành bên kia đại nhân vật trả lại cho ra kỳ hạn chót, nếu như không thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, tờ đơn này coi như là thất bại. Thạch Khoan không phục. Thật vất vả nhận được lớn như vậy ra, mục tiêu cũng xác định, nếu như cứ như vậy thất bại, vậy quá không cam lòng. Cho nên, hắn chỉ có nguyện ý buông tha tác phong trước sau như một, nghe theo con trai an bài, quyết định bí quá hóa liều tới một lần cứng rắn. Thạch Khoan không ngừng hít sâu, tim đập thủy chung rất nhanh. Không an tĩnh được. Tích tích tích, tích tích tích. Trong lúc bất chợt, Thạch Khoan trong túi áo thông tấn khí vang lên, tuy là thanh âm cũng không lớn, nhưng truyền vào Thạch Khoan trong tai, vậy đơn giản nếu so với sấm sét còn muốn kịch liệt. Cái này thông tấn khí là hắn cùng con trai trước đó định xong. Một ngày Thạch Văn Bình bên kia xảy ra chuyện, liền lập tức lợi dụng thông tấn khí thông chi Thạch Khoan đào tẩu. Lưu được núi xanh có ở đây không buồn không có củi đốt. Chỉ cần Thạch Khoan có thể đào tẩu, thì có cơ hội đi qua một loạt hoạt động, đem Thạch Văn Bình từ trong lao ngục cứu ra. Lúc này thông tấn khí vang lên, vậy đã nói rõ Thạch Văn Bình đã gặp chuyện không may, hơn nữa còn là rất nghiêm trọng chuyện, cực đại xác suất là bị cảnh sát dẫn độ. Đi! Thạch Khoan trong đầu căn bản không có đệ nhị ý tưởng, lập tức đứng dậy đi liền. 10 phút sau, cửa lên phi cơ. Đeo kính mát, cái mũ Thạch Khoan bước nhanh hơn đi tới. Song khi hắn mới vừa đi qua, vài tên cảnh sát liền ngăn cản con đường của hắn. Dẫn đầu không là người khác, thực sự là Tạ Mạnh Chí. Thạch tiên sinh, bây giờ muốn đi nơi nào a? Tạ Mạnh Chí cười lạnh nhìn trước mắt Thạch Khoan, chờ đợi lâu như vậy, rốt cục có thể đem tên hỗn đản này cho bắt quy án rồi. Nhưng là... Trước mắt tên nam tử này lấy xuống kính râm, trợn mắt nhìn Tạ Mạnh Chí, hỏi cảnh sát tiên sinh, ngài là không phải nhận lầm người. Tạ Mạnh Chí trong nháy mắt choáng váng. Trước mắt người đàn ông này thân hình, đường nét đều cùng Thạch Khoan chữ bát phân tương tự, thậm chí mặc quần áo đều giống nhau như đúc. Nhưng hắn cũng không phải là Thạch Khoan. Kỳ quái! Tạ Mạnh Chí an bài thủ hạ ở chỗ này nhìn chòng chọc Thạch Khoan hơn 2 giờ, cuối cùng còn bị theo mất rồi. Thạch Khoan quá giảo hoạt rồi, đến nơi này trùng thời điểm lại còn hiểu được chơi kim thiền thoát xác một chiêu này, tuyệt. Tạ Mạnh Chí gấp hét lớn một tiếng, phong tỏa hiện trường, cấm bất luận kẻ nào xuất nhập, đào ba thước đất cũng phải cấp ta đem Thạch Khoan tìm ra. Toàn bộ sân bay đều bị phong tỏa, đại lượng cảnh sát tràn vào, điên cuồng tiến hành lục soát, đem phi trường lý lý ngoại ngoại mỗi một góc đều lật một lần, cũng không có tìm được Thạch Khoan bóng người. Làm sao có thể? Hảo đoan đoan một người lớn sống sờ sờ, cứ như vậy biến mất ở trước mắt mọi người. Một chiêu này kim thiền thoát xác đùa không khỏi cũng quá lợi hại một điểm a. Tạ Mạnh Chí quả thực đều phải sắp điên, miệng đầy bằng lòng giang sách sẽ đem Thạch Khoan cho mang về, cũng đều an bài thuộc hạ nhân nhìn chòng chọc được rồi, vừa có bất kỳ gió thổi cỏ lay sẽ thực thi bắt. Có thể kết quả lại làm thành cái dạng này, hắn sai lầm quá. Tạ Mạnh Chí đem cái kia ngụy trang thành Thạch Khoan nhân hô qua đây, chất vấn, người thành thật khai báo cho ta, đến cùng Thạch Khoan tên khốn kia đi nơi nào. Người nọ vẻ mặt mộng bức, cái gì Thạch Khoan, hắn là ai vậy a? Ta không biết a. Cảnh sát đồng chí, ta máy bay sẽ bay lên, người không thể làm lỡ ta lên máy bay a. Ta có việc gấp. Đây chính là điển hình chết không thừa nhận. Ngươi thật đúng là không có chứng cứ nói rõ hắn cùng Thạch Khoan trong lúc đó có quan hệ gì. Thả. Không có khả năng. Nhưng không thả, vừa không có chứng cứ, làm thế nào mới tốt. Tạ Mạnh Chí gấp sẽ là kiến bò trên chảo nóng, xoay quanh,
cũng nhanh muốn đem chính mình bức cho điên rồi. 10 min sau, vẫn là Hào Vô Sở Hoạch. Trên 100 danh cảnh viên đối với sân bay tiến hành rồi toàn phương vị lớn lùng bắt, chính là không có kết quả. Thạch Khoan giống như là học xong độn địa thuật giống nhau, thần kỳ biến mất không thấy. Vào giờ phút này ngoài phi trường mặt, một gã phi thường không dễ thấy công nhân làm vệ sinh cầm trong tay chổi cùng thùng nước đều để xuống, sau đó cúi đầu đi bê một tầng, trực tiếp ngồi lên một chiếc xe taxi. Đi đâu? Hồng núi thành phố. Cái này lớn buổi tối, phải ly khai Giang Nam khu đi sát vách thành phố. Là, na giá có thể. Cho ngươi 2.000 khối, chứ cùng ta lời nói nhảm, đi mau. Đắc Lạc, tài xế đạp cần ga một cái, trực tiếp rời đi sân bay trong lòng đất xe đỗ nói, căn cứ công nhân làm vệ sinh chỉ thị, hướng phía sát vách hồng núi thành phố xuất phát. Xe hành xử ở rộng rãi nhựa đường lối đi bộ. Công nhân làm vệ sinh lấy xuống mũ, hơi chút mở ra một điểm cửa sổ, làm cho gió thổi tại hắn tang thương trên khuôn mặt. Người này không là người khác. Chính là làm cho Tạ Mạnh Chí tìm nửa ngày cũng không tìm tới Thạch Khoan. Hắn khi nhận được con trai tín hiệu sau đó ngay lập tức sẽ chuẩn bị ly khai, thế nhưng sanh tính cẩn thận Thạch Khoan ở lâu một cái đầu óc, phát hiện tại hắn đứng dậy thời điểm có mấy người đột nhiên hướng phía hắn nhìn lại, ánh mắt kia vô cùng sắc bén. Thạch Khoan khi đó cũng biết, hắn đã bị cảnh sát theo dõi. Thế nhưng hắn không có hoang mang. Cẩn thận một chút hắn. Ở ngay từ đầu liền chuẩn bị rồi chuẩn bị ở sau. Thạch Khoan không có trực tiếp đi an kiểm, mà là đi WC, trong nhà cầu cùng mình thế thân thấy, đem chính mình y phục trả lại cho thế thân, chính mình xuyên sơn công nhân làm vệ sinh y phục. Thế thân rời đi trước, tiếp lấy Thạch Khoan mới rời khỏi. Ở thế thân đi trước an kiểm cửa bị cảnh sát ngăn lại thời điểm, Thạch Khoan cứ như vậy đường hoàng từ cảnh sát dưới mí mắt chạy trốn. Đến khi Tạ Mạnh Chí phát hiện rút lui, phong tỏa hiện trường thời điểm, Thạch Khoan đã sớm chuồn mất. Thạch Khoan, so với hồ ly còn muốn giảo hoạt. Mặc dù đến rồi trình độ sơn cùng thủy tận, vẫn có thể giữ được tính táo, lợi dụng trước giờ an bài tốt thế thân cứu mình một mạng. Chỉ cần đêm nay thuận lợi ra Giang Nam khu, có thể đi qua sát vách hồng núi thành phố sân bay ly khai quốc nội. Dưới lúc cảnh sát còn muốn tưởng đối với hắn thực thi bắt liền độ khó khá lớn rồi. Đặc biệt Thạch Khoan loại này cáo già, nếu như ngươi làm cho hắn chạy trốn tới nước ngoài, ha ha, đời này cũng đừng nghĩ bắt nữa đến hắn. Xe tiếp tục hành xử. Thạch Khoan thở ra một hơi dài, làm cho gió lạnh thổi phất hai gò má của mình, lãnh tĩnh suy nghĩ sau đó phải làm như thế nào. Chính mình tuy là chạy thoát, nhưng con trai lại bị bắt. Hắn là một cái như vậy con trai, không có khả năng buông tha mặc kệ, càng làm cho hắn khổ sở là, đến từ kinh thành đơn đặt hàng lớn cũng thất bại. Vị đại nhân vật kia ước đoán cũng sẽ không sẽ liên lạc lại mình. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có dựa vào tự ta đem con trai cứu ra. Thạch Khoan lẩm bẩm. Lúc này, xe mở ra, chu vi trở nên dần dần phồn hoa, người từ từ nhiều hơn. Thạch Khoan nhướng mày, cảm giác không đúng. Tài xế, người đường này tuyến không phải chứ? Tại sao không đúng rồi? Ta muốn đi hồng núi thành phố, ngươi nên thường thường trong trung tâm chợ phương hướng mở, chắc là càng lái càng vắng vẻ, càng mở người càng thiếu mới đúng. Sao bây giờ người còn nhiều hơn đứng lên? Ngươi đang cho ta đường vòng. Tài xế phốc suy vui vẻ, Thạch tiên sinh, ta không có cho ngươi đường vòng, ta ngược lại là tự cấp ngươi siêu đường tắt. Ngươi bớt nói chuyện vớ vẩn. Ngươi nghĩ rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Đột nhiên, Thạch Khoan lại càng hoảng sợ, hướng về phía tài xế quát, ngươi vừa mới gọi ta là cái gì? Thạch tiên sinh a, làm sao ngươi biết ta họ Thạch? Tài xế không nói chuyện, chỉ là ở cười đếu. Thạch Khoan tâm lạnh nửa đoạn, cảm giác tình huống không đúng, người tài xế này vấn đề rất lớn. Xe đỗ, ngừng cho ta xe. Ok, vừa vặn cũng đến rồi. Xe ngừng lại. Thạch Khoan vừa mới chuẩn bị xuống xe, kết quả vừa nhìn ngoài cửa sổ kiến trúc, cả người trực tiếp bối rối. Tài xế dĩ nhiên trực tiếp đem hắn cho dẫn tới cửa cảnh cục. Giờ này khắc này, một đống lớn cảnh sát đứng cửa bót cảnh sát, nhìn bên trong xe Thạch Khoan, cảm giác kia giống như là một đám liệp ưng đang ngó chừng vẫn chuột nhỏ. Không thể trốn đi đâu được. Tài xế xoay người đối với Thạch Khoan nói rằng, ngươi không phải cứu con trai sao? Hắn đã bị nhốt vào rồi,
ta đem ngươi mang tới, cho các ngươi phụ tử đoàn tụ, ngươi nói ta là không phải giúp ngươi sao gần nói. Thạch Khoan toàn thân đều run rẩy. Hắn không rõ sự tình tại sao lại đi tới bước này, chính mình tính kế tính tới tính lui, kết quả là vẫn bị cảnh sát tính toán. Tại sao sẽ như vậy? Thạch Khoan là thật không hiểu. Lúc này, cảnh sát nhao nhao tránh ra, một người đàn ông từ đoàn người phía sau đi ra. Hắn nằm ở xe taxi cửa sổ, hướng về phía bên trong Thạch Khoan mỉm cười nói, Thạch tiên sinh, tới đều tới, đi vào uống chén trà a. Làm sao, ngươi chẳng lẽ còn xấu hổ sao? Âm thanh rất quen thuộc. Thạch Khoan chiến chiến căng căng quay đầu, hai mắt trừng rất lớn, một cái liền nhìn chăm chú vào nam tử trước mắt. Ngươi là, Giang Sách. Cái này dường như ác mộng vậy nam tử, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, mỗi một lần Giang Sách xuất hiện thời điểm, Thạch Khoan cũng sẽ ngã xui xẻo. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Chỉ là hắn không rõ, vì sao Giang Sách sẽ cùng cảnh sát đứng chung một chỗ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Giang Sách cười ha ha, Thạch tiên sinh, ta là Giang Sách a, ngươi làm sao ngay cả ta cũng không nhận ra. Ta biết ngươi là Giang Sách, ta là hỏi ngươi, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Còn có, ta bị mang tới nơi đây, đến cùng là đúng hay không ngươi thủ đoạn nham hiểm? Giang Sách nhún vai, việc này lại nói tiếp liền nói dài quá, Thạch tiên sinh, ta đã ở trong bót cảnh sát chuẩn bị cho ngươi được rồi thượng hạng trà Long Tỉnh, đi thôi, phía chúng ta uống vừa trò chuyện. Thạch Khoan bây giờ là không muốn đi cũng phải đi, hắn không phải chính mình đi. Như vậy nhất định đều do cảnh sát đem hắn mang đi. Hắn lạnh rên một tiếng, nặng nề tương môn bị đá văng, liệt rồi Giang Sách liếc mắt. Ở cảnh sát chặt chẽ dưới sự theo dõi, Thạch Khoan đi vào bót cảnh sát. Nhưng thật ra không có bị trực tiếp mang vào phòng thẩm vấn, mà là bị dẫn vào đến rồi một gian phòng nghỉ, tựa như Giang Sách nói như vậy, đang nghỉ ngơi trong phòng đầu để đã xông tốt thượng đẳng trà Long Tỉnh. Hắn ngồi xuống ghế. Thuận tay bưng lên một ly liền uống, cũng không để ý trà này có phải hay không có chuyện. Đương nhiên, hắn đều chạy tới bước này tình cảnh, quản hắn trong trà đầu có phải hay không có chuyện, đều đã không cần thiết. Giang Sách sau đó đi theo vào, trở tay tương môn đóng lại. Hắn ngồi ở Thạch Khoan đối diện. Thạch Khoan nhìn cũng không nhìn hắn, một bên vuốt vuốt chén trà trong tay, vừa hỏi nói, Giang Sách, nói đi, ngươi là làm sao biết ta kế hoạch chạy trốn? Lại là làm sao đem ta từ sân bay mang tới. Giang Sách cũng bưng lên một ly trà, nhẹ nhàng mà nhấp một miếng. Cái này rất dễ dàng a, ta xuất hiện ở taxi tiến vào cửa thông đạo thiết trí một khối cảnh cáo bài, mặt trên có hình của ngươi, rất bắt mắt. Chỉ cần từ na trải qua, liền nhất định xem tới được. Cho nên, từng cái tài xế xe taxi đều sẽ đối với ngươi tướng mạo nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, ngươi lớn buổi tối ngồi xe ly khai. Dĩ nhiên là sẽ bị tài xế xe taxi cho đưa đến bót cảnh sát tới. Không cần chúng ta xuất thủ, ngươi liền tự chui đầu vào lưới rồi. Thạch Khoan cau mày. Không thể không nói, Giang Sách một chiêu này thực sự là ngoan, cắm xào chờ nước, căn bản không phí thổi bụi liền đem Thạch Khoan cho dẫn độ. Mặc kệ Thạch Khoan ngồi trên cái nào một xe taxi, đều nhất định sẽ bị tài xế xe taxi cho đưa đến bót cảnh sát. Lại giảo hoạt hồ ly. Cũng đấu không lại thợ săn giỏi. Giang Sách chính là Thạch Khoan khắc tinh, nhưng nếu không có Giang Sách tồn tại, Thạch Khoan cũng sớm đã thành công, căn bản cũng sẽ không đi tới ngày hôm nay bước này. Cũng là bởi vì Giang Sách lặp đi lặp lại nhiều lần làm phá hư, chỉ có làm hại Thạch Khoan bỏ tù. Hắn phẫn hận nhìn Giang Sách, cắn răng nghiến lợi hỏi, Giang Sách, ta đến cùng thiếu ngươi cái gì, ngươi muốn như thế theo ta đối nghịch. Ta biết ngươi là nhân trị y quán người. Nhưng ta y học lắp với ngươi nhân trị y quán cửu hận cũng không có sâu như vậy a. Giang Sách nhún vai, ngươi là tội phạm, ta ngăn cản ngươi phạm tội, đưa ngươi bắt được quy án, đây không phải là chuyện đương nhiên sự tình sao. Từng cái công dân tốt đều hẳn là làm như vậy, có chuyện. Hanh, Thạch Khoan phi thường tự giác lại rót một ly trà, hỏi, những thứ này đều không nhắc rồi, ngược lại ta đã bị bắt, sự tình cũng bại lộ, ước đoán nửa đời sau đều phải ở ngục giam vượt qua. Thế nhưng ta không rõ, Giang Sách, ngươi dựa vào cái gì ngồi ở chỗ này? Ngươi là đội trưởng vẫn là cục trưởng a? Dựa vào cái gì ngồi ở đây cái vị trí? Còn có này cảnh viên, vì sao đối với ngươi khách khí như vậy?
đi qua vừa mới cảnh viên đối với Giang Sách thái độ, Thạch Khoan liền nhìn ra đầu mối. Cùng người khác bất đồng, Thạch Khoan vô cùng cẩn thận, mặc dù bị bắt, loại này thói quen cũng là sửa không được. Hắn tỉ mỉ phát hiện, cảnh viên đối đãi Giang Sách thái độ, giống như là hạ cấp đối đãi thượng cấp thái độ. Cho nên hắn không hiểu. Giang Sách chỉ là một phổ thông thương nhân, nhiều lắm còn có thể một điểm y thuật, làm sao lại có thể chỉ sẽ nhiều như thế cảnh viên rồi. Cái này quá không phù hợp lẽ thường. Dựa theo đạo lý mà nói, Giang Sách căn bản cũng không hẳn là xuất hiện ở này. Thạch Khoan là muốn chết minh bạch một điểm, hắn không thể hồ lý hồ đồ thì xong rồi. Giang Sách gật đầu, người đã muốn biết, ta đây cũng không cần lừa gạt nữa lấy ngươi. Kỳ thực ta ngoại trừ thương nhân cùng bác sĩ cái này lượng nặng thân phận ở ngoài, còn có một thân phận. Thạch Khoan cười cười, a hát, thân phận gì, ngươi là Tạ Mạnh Chí cậu em vợ. Bởi vì Giang Sách bình thường cùng Tạ Mạnh Chí rất thân cận, cho nên Thạch Khoan mới có câu hỏi này. Giang Sách lắc đầu, không phải, Tạ Mạnh Chí là của ta thuộc hạ. Thuộc hạ, ha 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 ha. Thạch Khoan cười gượng vài tiếng, cái này cười cũng không phải là cười nhạo, mà là vì che giấu sợ hãi trong lòng mình mà cười. Hắn rất thông minh, biết Giang Sách đến nơi này trùng thời điểm tuyệt đối sẽ không nói đùa. Giang Sách nói là sự thật, Tạ Mạnh Chí là của hắn thuộc hạ, na Giang Sách thân phận chí ít cũng phải là phó cục trưởng, thậm chí càng cao. Nếu như ngay từ đầu cũng biết Giang Sách thân phận cao quý, Thạch Khoan vậy sẽ không sợ. Người sợ là sợ, rõ ràng thân phận đối phương rất tôn quý, ngươi còn không biết chết sống đi lên đụng, nếu như Giang Sách thân phận thực sự rất tôn quý, như vậy, Thạch Khoan cho tới nay hành vi quả thực có thể dùng ngu xuẩn hai chữ để hình dung. Nghĩ mà sợ, mới là thật sợ. Giang Sách ngươi không muốn theo ta thừa nước đục thả câu, ngươi nói Tạ Mạnh Chí là của ngươi thuộc hạ. Vậy là ngươi cục phó vẫn là cục trưởng a? Đều không phải là. Vậy là ngươi cái gì? Giang Nam Khu, ngươi tổng phụ trách. Thạch Khoan chén trà trong tay rơi trên mặt đất, té thành hai nửa. Không khí như là ngưng động thông thường. Thạch Khoan đã vừa mới đã nếm thử các loại huyễn tưởng, đối với Giang Sách thân phận từng có rất nhiều suy đoán, nhưng chính là không có đoán được Giang Sách dĩ nhiên là Giang Nam Khu người tổng phụ trách. Thực sự là không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Nếu như Giang Sách là cục phó cho dù là đăng cục, cũng còn có nói, nhưng bây giờ Giang Sách thân phận là người tổng phụ trách, vậy căn bản không được nói chuyện. Ngẫm lại trong khoảng thời gian này Thạch Khoan sở tác sở vi, ha ha, cùng tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào sao? Người tổng phụ trách, tốt, Giang Sách, người thực sự là rất có thể lắp ráp. Người thì em thân phận đều cao hơn ngày, còn cả ngày lẫn đêm ở trước mặt ta giả bộ đáng thương, ta thực sự là xem thường ngươi nha. Giang Sách lắc đầu, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Thạch Khoan, giống như ngươi vậy thông minh hồ ly, nếu như ta không phải che giấu tung tích lời nói, như thế nào lại để cho ngươi lơ là bất cẩn, lộ ra cái đuôi hồ ly. Đúng vậy, nếu như ngay từ đầu Thạch Khoan cũng biết Giang Sách thân phận, vậy tuyệt đối sẽ không có tối nay hành động. Đối đãi bất đồng đối thủ, đương nhiên biết áp dụng bất đồng thủ đoạn, đây là Thạch Khoan trước sau như một tác phong làm việc. Giang Sách đem Thạch Khoan đều nghiên cứu triệt để rồi. Thảm bại. Thạch Khoan cúi đầu, hắn là hoàn toàn bại bởi Giang Sách rồi. Vô luận là y thuật, vẫn là y đức, hay hoặc giả là trí mưu, vô luận từ đâu cùng lúc xem, Thạch Khoan đều bại rối tinh rối mù. Người nam nhân trước mắt này có không có gì sánh kịp thực lực. Lúc này đây cùng Giang Sách PK, Thạch Khoan thua rất triệt để, cả đời này đều không bỏ dậy nổi. Lúc này, cửa phòng nghỉ ngơi bị người trùng điệp đẩy ra. Tạ Mạnh Chí vọt vào, vội vàng cùng Giang Sách nói rằng, người tổng phụ trách, xin lỗi, ta mất chức, làm cho Thạch Khoan tên khốn kiếp kia từ sân bay cho chạy trốn, làm sao tìm được cũng tìm không được, xin ngài xử phạt ta đi. Giang Sách nghe xong cười cười, nhẹ nhàng nâng chung trà lên nhấp một miếng, cười không nói. Tạ Mạnh Chí nghi ngờ vừa định hỏi lại nói hai câu, kết quả quay đầu nhìn lại, ngồi ở Giang Sách đối diện tên nam tử kia làm sao như vậy nhìn quen mắt. A hát, đó không phải là... Thạch Khoan. Tạ Mạnh Chí giống như là đói lâu lang thấy được béo khỏe cừu con giống nhau, trực tiếp liền nhào tới. Người thì em nhưng thật ra rất có thể chạy a. Ta xem ngươi nhà bây giờ còn hướng chỗ chạy,
hắn giơ tay liền đem còng tay lấy ra, chuẩn bị đem thạch khoan cho còng lại. Giang Sách nhẹ nhàng tằng hắng một cái, không cần. Tạ Mạnh Chí lúc này mới tỉnh táo lại. Cũng là, nơi này là bót cảnh sát, thạch khoan nếu vào được vậy không có khả năng chạy thoát rồi, như vậy một cái tao lão đầu tử, tùy tiện một cái cảnh viên là có thể chế phục. Hơn nữa Giang Sách cũng ở nơi đây, còn chưa tới phiên Tạ Mạnh Chí tới bão nổi. Hắn cảm thấy sự thất thố của mình, thật ngoài ý muốn gãi đầu một cái, lui về phía sau mở mấy bước. Người tổng phụ trách, cái này thạch khoan tại sao lại ở chỗ này? Giang Sách khoát tay áo, chuyện này quay đầu sẽ có người cho ngươi chuyên môn hồi báo, ta sẽ không ở chỗ này nói thêm cái gì. Được rồi, tội phạm cũng chộp được, chứng cứ cũng sung túc, nơi đây đã không có chuyện của ta. Chuyện kế tiếp, tất cả đều giao cho Tạ đội trưởng ngươi. Tạ Mạnh Chí lập tức cúi chào, tuân mệnh. Giang Sách đứng dậy đi liền, vừa đi đến cửa cửa hắn lại nhìn không được quay đầu lại nhìn về phía thạch khoan. Có lẽ là bởi vì tò mò, có lẽ là bởi vì chỗ chức trách, Giang Sách trước lúc ly khai nhìn không được hỏi nhiều một câu, được rồi, có chuyện ta muốn làm rõ ràng. Thạch khoan, cho tới nay cho ngươi dưới đơn đặt hàng vị kia kinh thành đại nhân vật, là ai a? Người đại nhân này vật là yếu tố mấu chốt. Nếu như không phải người đại nhân này vật sinh bệnh dưới đơn đặt hàng, thạch khoan dã cũng sẽ không đi tới bước này. Chuyện cho tới bây giờ, thạch khoan dã không có bất kỳ tốt giấu giếm. Hắn thở dài một hơi, nói rằng, vị đại nhân vật kia, là kinh thành Thịnh Vui khoa học kỹ thuật tổng bộ chủ tịch Giang Hàn Phi. Đối với thạch khoan mà nói, đây là một cái cực kỳ tên gọi bình thường. Hắn nói cũng liền nói, không có gì lớn. Thế nhưng đối với Giang Sách, vào giờ khắc này, Giang Sách đầu óc như là đột nhiên nứt ra rồi thông thường, đau đầu khó nhịn. Tu La chiến thần, cũng sẽ có sợ run rẩy nhất khắc. Giang Sách toàn thân đều run rẩy, thậm chí ngay cả đứng khí lực cũng không có, tay vịn cửa một bên miễn cưỡng chống đỡ. Hắn chết nhìn chòng chọc thạch khoan, ý đồ từ thạch khoan ánh mắt trong nhìn ra sơ hở gì. Nhưng mà, thạch khoan cứ như vậy cúi đầu ngồi. Không có bất kỳ dị thường. Vô liêm sỉ. Giang Sách như là phát điên, đột nhiên vọt tới, một cái liền níu lấy thạch khoan cần cổ, giận dữ hét, ngươi dám trêu chọc ta. Thạch khoan vẻ mặt mộng bức. Làm sao chính mình khai báo lệch lạc cũng có sai. Ngươi ở đây làm cái gì? Đều lúc này, ta làm sao có thể biết đùa giỡn ngươi? Thạch khoan rất là bất đắc dĩ. Giang Sách dùng giọng lạnh như băng nói rằng, thạch khoan, ngươi cũng biết lúc này. Vậy ngươi còn theo ta đùa giỡn cái gì tâm cơ, là ngại sống được quá lâu sao? Nhìn ra được Giang Sách rất tức giận. Cũng nhìn ra được, Giang Sách rất kích động đến mất đi lãnh tính. Một bên Tạ Mạnh Chí có chút giật mình, trước mắt Giang Sách với hắn bình thường trong ấn tượng Giang Sách căn bản không giống nhau, giống như là biến thành người khác thông thường. Kích động, táo bạo, thất thố. Trong nơi này vẫn là Tu La chiến thần. Thông thường chỉ có Tạ Mạnh Chí chính mình sẽ biến thành bộ dáng này. Người tổng phụ trách, ngài đây là thế nào? Tạ Mạnh Chí hiếu kỳ dò hỏi. Giang Sách cắn răng, nói không ra lời. Sau một lát, hắn lần nữa hỏi thạch khoan, thành thật khai báo ngươi cùng kinh thành vị đại nhân vật kia tất cả vãng lai phương thức, đem các ngươi công cụ truyền tin cũng giao đi ra. Chứng kiến Giang Sách hung ác kia nhãn thần, thạch khoan dã là bị dọa cho sợ rồi. Hắn thở hổn hển. Chúng ta không có công cụ truyền tin, Giang Hàn Phi mỗi một lần đều là phái người qua đây theo ta khai báo, có đôi khi biết mang giấy viết thư, mặt trên có ghi chép một ít nội dung. Giấy viết thư rồi, Giang Sách quát. Ở ta y học xã phòng làm việc vỗ trong ngăn kéo, chìa khóa ở ta tủ sắt ngân hàng chung. Giang Sách cuối cùng trừng mắt liếc hắn một cái, một bà đã đem thạch khoan vứt đi ra ngoài. Xoay người. Hắn ra lệnh Tạ Mạnh Chí, đem thạch khoan xem ra, sau đó phái người đi tủ sắt ngân hàng lấy chìa khóa, lại theo ta đi y học lắp. Là, Tạ Mạnh Chí lập tức sắp xếp người từng cái đi làm. Thạch khoan bị một gã cảnh viên còng lại, mang đi, tạm thời nhốt lại. Dọc theo đường đi, thạch khoan đều rất hồ đồ, mình rốt cuộc nói cái gì làm cho Giang Sách kích động như vậy. Vì sao Giang Sách sẽ ở đột nhiên như là biến thành một người khác? Rất kỳ quái. Bất quá, đây hết thảy dường như cũng không trọng yếu, ngược lại thạch khoan đã là tù nhân, đời này ước đoán đều không ra được,
Giang Sách trên người chuyện gì xảy ra với hắn lại có quan hệ thế nào. Không bao lâu sau, hắn bị nhốt. Trùng hợp là, Thạch Khoan cùng con trai Thạch Văn Bình nhốt ở một cái phòng. Thạch Văn Bình ngây ngẩn cả người, ngây ngốc hỏi, ba, ngươi làm sao sẽ bị bắt lại? Ta không phải cho ngươi phát tin tức, để cho ngươi đi nhanh lên sao? Thạch Khoan hít thở dài, ta là muốn đi, thế nhưng bị Giang Sách xiêm áo một đạo, bị bắt trở về. Bắt trở về, ngươi bị bắt trở về. Thạch Văn Bình đều nhanh muốn tuyệt vọng, hắn mang theo tiếng khóc nức nở hét lớn, ngươi bị bắt trở về, ta đây làm sao bây giờ? Ai tới đem ta kiếm đi ra ngoài? Thạch Khoan trầm mặc. Kiếm đi ra ngoài. Ha ha, đừng suy nghĩ, cha con bọn họ đời này đều phải ở trong tù ngồi. Chứng kiến cha trầm mặc không nói, Thạch Văn Bình càng thêm điên cuồng, hắn trực tiếp đánh về phía Thạch Khoan, một bên ấu đả một bên điên cuồng hét lên, ngươi một cái phế vật, có như ngươi vậy coi lão tử sao? Khó trách ta mụ năm đó coi thường ngươi, tình nguyện theo kinh thành như vậy lão lại xấu xí rộng rãi ra chạy, cũng không nguyện ý tiếp tục cùng ngươi cùng nhau qua. Ngươi chính là cái phế vật, rác rưởi, kẻ bất lực. Một người nam nhân, một người cha, bị con trai của mình vừa đánh vừa mắng. Mặt Hà Tồn. Đáng giận nhất là, Thạch Văn Bình mỗi một câu đều đâm ở Thạch Khoan ống thở trên. Lão bà hắn năm đó chính là nhìn không quen Thạch Khoan na từng bước tính toán, mềm yếu thối nhượng tính khí, chỉ có theo kinh thành rộng rãi ra chạy. Đó là Thạch Khoan cả đời đau nhức. Lúc này bị đề cập, Thạch Khoan kiềm nén nhiều năm lửa giận rốt cục bạo phát. Người thì em kêu la cái gì? Có năng lực chịu, người theo người cái kia đồ đê tiện mụ mụ chạy đi kinh thành A. Ta Thạch Khoan cả đời khôn khéo tính toán, cuối cùng liền hủy ở ngươi cái này tiểu vương bát đản trên tay, không có đầu óc biểu diễn, ta thì em cũng hoài nghi ngươi có phải hay không ta ruột thịt. Ngươi, khả năng chính là ngươi na đồ đê tiện mụ mụ ở bên ngoài cùng dã nam nhân xanh. Thạch Khoan dã chẳng ngó ngàng gì tới, mắng được kêu là một cái khó nghe. Cái này một đôi phụ tử ở trong tù dùm beng, chỉ là ầm ĩ vẫn không tính là hết, càng là đánh đập tàn nhẫn, tay, chân, miệng đều đem ra hết, chàng diện lại bạo lực lại xấu xí. Phụ tử một hồi, đến tai bây giờ nông nỗi này, thật là khiến người dở khóc dở cười. Bên kia, Tạ Mạnh Chí để cho thủ hạ nhân đi tủ sắt ngân hàng lấy chìa khóa. Sau đó liền lái xe mang theo Giang Sách chạy đi Thạch Khoan y học club. 20 min, đến cửa. Giang Sách không kịp chờ đợi đẩy cửa đi ra ngoài, một đường không ngừng đi tới y học club phòng làm việc, mệnh lệnh tất cả mọi người ở bên ngoài coi chừng, cấm bất luận kẻ nào xuất nhập. Sau đó, Giang Sách tự tay móc ra chìa khóa, đem bàn làm việc ngăn kéo mở ra. Cùng cục một tiếng, khóa mở ra. Giang Sách nhẹ nhàng lôi kéo. Đem ngăn kéo kéo ra ngoài, ở bên trong quả thực thấy được mấy phong thư. Hắn run rẩy tự tay lấy ra một phong. Mở ra, quan sát. Nội dung trong thư cũng không nhiều, nhưng đúng là kinh thành vị đại nhân vật kia đối với Thạch Khoan nói lên yêu cầu, cụ thể đến bệnh trạng, thời gian, chọn người, địa điểm các loại, đầy đủ mọi thứ. Tất cả tin đều nhìn xong, Giang Sách tâm dường như đao vắt thông thường đau đớn. Những thứ này tin khẳng định không phải làm bộ. Thạch Khoan quá khứ căn bản không biết Giang Sách đích thực thật thân phận, không có khả năng trước giờ làm ra những thứ này ngụy tạo thư tín đi đối phó Giang Sách. Hơn nữa, Thạch Khoan dã không thể nào biết Giang Hàn Phi cùng Giang Sách quan hệ giữa. Đây hết thảy, đều là thiên ý. Tu La chiến thần, ở vận mạng trước mặt, cũng không khỏi không cúi đầu. Sau một lát, Tạ Mạnh Chí ở cửa nhẹ nhàng gõ xuống, người tổng phụ trách. Ta có thể vào không? Giang Sách gật đầu. Tạ Mạnh Chí đi vào, nhìn Giang Sách na gần như thần tình tuyệt vọng, rốt cục vẫn phải không nhịn được hỏi, người tổng phụ trách, xin thứ cho thuộc hạ lắm miệng, cái này Giang Hàn Phi cùng ngài trong lúc đó có phải hay không có liên quan gì à? Sẽ như vậy hỏi cũng là chuyện đương nhiên. Trước không nói Giang Sách nghe được cái tên này sau đó phản ứng kịch liệt, chỉ là từ hai người đều họ Giang về điểm này đến xem, đều cảm giác có chút liên lụy. Tạ Mạnh Chí muốn, có thể Giang Hàn Phi là Giang Sách bà con xa các loại. Đại biểu ca, hoặc là đại bá phụ. Nhưng ai biết, Giang Sách kế tiếp một câu nói làm cho cả bầu không khí đều ngưng trọng, Tạ Mạnh Chí càng là hoảng sợ không khép miệng được. Giang Sách thở dài một tiếng, trầm trọng mà đau thương nói rằng, Giang Hàn Phi, là của ta phụ thân.
Phụ thân. Lại là phụ thân. Tạ Mạnh Chí triệt để trợn tròn mắt, trước hắn phỏng đoán kỳ thực đã quá lớn mật, nhưng người nào biết lão thiên gia đùa giỡn so với hắn nghĩ còn muốn lớn hơn can đảm. Đều nói vô xảo bất thành thư, nhưng cái này cũng không khỏi quá xảo hợp hơi có chút ra. Cảm tình cho tới nay ở sau lưng xui khiến Thạch gia phụ tử phạm tội đầu sỏ gây nên, chính là Giang Sách cha ruột. Cái này, thực sự khiến người ta khó có thể tiếp thu. Tạ Mạnh Chí nuốt nước bọt, thận trọng nói rằng, người tổng phụ trách, trên cái thế giới này trùng tên trùng họ nhiều người rồi đi, có phải hay không là? Giang Sách lắc đầu, không phải, ta có thể xác định. Những thứ này thư tín chữ phía trên, toàn bộ đều là cha ta bút tích, trùng tên trùng họ còn đồng dạng bút tích, chỉ có thể là cha ta. Đều như vậy, Tạ Mạnh Chí tự vô pháp nói cái gì nữa rồi. Chỉ là sự tình không khỏi quá xảo hợp. Giang Sách trong lòng cười khổ, nhiều năm trước phụ thân ly kỳ mất tích, không thấy tung tích, mới có thể bức bách còn tấm bé đệ đệ Giang Mạch không thể không trước giờ lên đài chủ trì gia sự. Ở Giang Sách trở về trong khoảng thời gian này, hắn vẫn tìm kiếm phụ thân hạ lạc, nhưng vẫn không có đầu mối. Người quen biết trong cũng không có manh mối. Ngay cả Trình Hải, mặc cho chỉ lan những thứ này phụ thân người quen cũ cũng không biết tâm tích của hắn. Giang Sách cho rằng phụ thân đã sớm đã qua đời, đời này cũng không có khả năng gặp nhau nữa, có thể vận mệnh chính là với hắn mở ra một vui đùa, ở dưới cơ duyên xảo hợp, Giang Sách rốt cuộc đến rồi phụ thân tin tức. Nửa vui nửa buồn. Vui chính là, rốt cuộc có cơ hội mới gặp lại phụ thân, buồn là, phụ thân có thể là ác quán mãn doanh phần tử phạm tội. Nhiều năm bố dượng tử gặp lại, chẳng lẽ còn muốn xung đột vũ trang hay sao? Giang Sách. Khổ a. Nhìn Giang Sách na chỗ trống không giúp nhãn thần, Tạ Mạnh Chí cũng theo có chút không nỡ, tại như vậy lâu ở chung phía dưới, Tạ Mạnh Chí biết rõ Giang Sách là một cái phi thường kiên cường nam nhân. Nhưng chính là như thế kiên cường nam nhân, hiện tại cũng đều có chút gánh không được rồi, có thể tưởng tượng chuyện này đối với Giang Sách tạo thành lớn dường nào đả kích. Người tổng phụ trách, ta kiến nghị ngài không muốn ẩn lui rồi, tiếp tục làm tiếp. Lấy thân phận của ngài đi đem án kiện cho điều tra rõ ràng. Tạ Mạnh Chí kiến nghị ngược lại không tệ. Chỉ nói là ra nói như tát nước ra ngoài, làm sao có thể thu trở về. Giang Sách khoát tay áo, không được, ta đã hiệu triệu mọi người lái qua biết, không có khả năng thu hồi. Hơn nữa, bây giờ manh mối ở Kinh Thành, nếu như ta còn đứng ở Giang Nam khu người tổng phụ trách chỗ ngồi, vậy cũng chỉ có thể bị trói chết ở Giang Nam khu, làm sao còn điều tra. Mặc kệ nói theo phương diện nào, đều phải ẩn lui. Giang Sách hít sâu mấy hơi thở, trấn tác tinh thần, bây giờ còn chưa phải là thương tâm khổ sở thời điểm. Huống chi, kỳ thực cũng thấy rõ là chuyện xấu. Chí ít từ một khía cạnh khác mà nói, phụ thân còn sống, đồng thời lâu như vậy rốt cục có phụ thân manh mối, đây là một việc chuyện tốt ha. Đến cùng tình huống thật là dạng gì, chỉ có điều tra rõ ràng sau đó mới biết được. Hiện tại liền bi quan, còn vì mới sớm. Giang Sách nói rằng, Tạ Mạnh Chí, nơi đây liền giao cho ngươi toàn quyền xử lý, ta đi trước một bước. Tạ Mạnh Chí gật đầu, thuộc hạ tuân mệnh. Ly khai y học club, đi thẳng về Đinh gia. Vừa về tới gia, Giang Sách thì đơn giản ăn vài miếng cơm, một người trở về phòng, ngây ngốc ngồi ở trên giường, suy tính mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Đinh Mộng Nghiên một nhà mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cũng không biết hắn là làm sao vậy. Đinh Khải núi hỏi, Mộng Nghiên, Giang Sách gần nhất làm sao như là mất hồn nhi giống nhau, thần bất thủ xá. Đinh Mộng Nghiên lắc đầu, nàng cũng không biết vì sao. Hắc, ngươi là lão bà hắn, làm sao đối với mình chuyện của nam nhân một chút xíu cũng không lý giải a. Đi đi đi, nhanh đi quan tâm quan tâm. Ân. Đinh Mộng Nghiên vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Nàng chưa kịp mở miệng, Giang Sách liền giành nói trước, không cần an ủi ta không sao. Không có việc gì. Cái này như là không có chuyện gì dáng vẻ sao. Đinh Mộng Nghiên đi tới, tự tay khoác lên Giang Sách trên người, lão công, chúng ta là phu thê. Giữa phu thê có chuyện gì cũng có thể nói, ngươi nếu như thực sự gặp vấn đề liền nói cho ta biết, được không? Giang Sách khẽ cười một tiếng, ngồi dậy. Hắn khoác lên Đinh Mộng Nghiên tay. Yên tâm, ta thực sự không có việc gì, hơn nữa hai ngày sau ta sẽ đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi.
Tại sao muốn đến khi hai ngày sau? Bí mật. Đinh Mộng Nhiên cũng vô pháp truy hỏi gì nữa, chỉ là cũng sinh ra hiếu kỳ. Hai ngày sau, Giang Sách rốt cuộc muốn nói cho hắn biết chuyện gì. Ngày kế, Giang Sách sớm rồi rời đi ra, ở một nhà tiệm cơm mua vị trí, đợi khách của hắn tới cửa. Qua nửa giờ, khách nhân tới. Là Hằng Tinh Châu báu chủ tịch Kỳ Trấn. Hắn một bên ngáp một bên ngồi xuống Giang Sách đối diện, vuốt mắt nói rằng, Giang lão đệ, người sáng sớm đem ta hẹn tới nơi này là muốn làm cái gì nha? Coi như là muốn mời ta ăn, cũng phải mời ăn cơm trưa, cơm tối, nào có người mời ăn điểm tâm. Giang Sách cười cười, từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ bày ở trên bàn, đẩy tới Kỳ Trấn trước mặt. Đây là cái gì? Kỳ Trấn hỏi. Là, người mở ra nhìn sẽ biết. Lần đầu tiên, Giang Sách ở Kỳ Trấn trước mặt nói ấp a ấp úng. Kỳ Trấn cười đều giả nói yêu, làm sao một bộ chột dạ dáng vẻ, có phải hay không làm chuyện xấu bị lão bà phát hiện, chuẩn bị tìm ta đi cùng Mộng Nhiên cầu tình a? Hắn vừa nói một bên mở phong thư, đem bên trong thư tín lấy ra sau đó chăm chú nhìn một lần. Ngay từ đầu còn không để ở trong lòng. Có thể nhìn nhìn, Kỳ Trấn cả người liền luống cuống, phong thư này lại là một phong thư từ chức. Giang Sách muốn từ chức. Kỳ Trấn cả người cũng không tốt, tay đều run rẩy, nhìn tin lại nhìn Giang Sách, nhìn Giang Sách lại nhìn tin, không hiểu cũng không tin tưởng đây là sự thực. Giang lão đệ, vì sao a? Ta đối với ngươi không tốt sao? Giang Sách đè xuống Kỳ Trấn tay, không phải, Kỳ lão ca ngươi đối với ta phi thường tốt, đổi bất luận cái gì một công ty thầy cai, cũng không thể có ngươi như thế tín nhiệm ta. Vậy ngươi tại sao còn muốn đi? Có phải hay không trong công ty có người nói xấu ngươi? Ta đây đem hắn bị khai trừ rơi. Kỳ lão ca, ngươi hiểu lầm. Giang Sách không nóng nảy bưng ly rượu lên uống một ngụm, thở thật dài một cái, nói rằng, ta là vì một chuyện rất trọng yếu, không thể không tạm rời cương vị công tác. Chuyện gì trọng yếu như vậy? Ta, có phụ thân manh mối. Kỳ Trấn sửng sốt một chút, hắn cũng biết Giang Sách phụ thân mất tích, vẫn luôn tìm không được. Làm sao, có tung tích? Giang Sách gật đầu, cũng không tính là có tung tích, chỉ là có một ít manh mối, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phụ thân ta hiện nay người đang kinh thành. Ta cần phải đi kinh thành đi một chuyến, điều tra rõ ràng. Cho nên, Giang Nam khu bên này công tác ta phải sa thải. Vừa nói như vậy, Kỳ Trấn cũng không có pháp nói cái gì nữa rồi. Hắn đem thư từ chức thu vào, nói rằng, đi, ta đều đã biết. Giang lão đệ ngươi yên tâm, cái này mua đồ ăn quản lý vị trí ta vẫn cho ngươi không, nhiều lắm tìm người lâm thời giúp ngươi xử lý vấn đề. Ngươi chừng nào thì tìm được phụ thân, nên cái gì thời điểm trở về công tác. Đồng thời ta còn nói cho ngươi biết, về sau còn không dùng ngươi mỗi ngày đi làm, ngươi coi như là chỉ treo cái hư danh đều được. Đây quả thực là thiên đại ân tình. Nói thẳng thắn hơn, chính là có thể không kiếm sống nhi quang lấy tiền, vị trí vẫn giữ lại cho ngươi. Từ lúc nào nguyện ý trở về thì trở về. Trên đời này, tuyệt đối không có người thứ hai lão bản có thể giống như Kỳ Trấn hào phóng như vậy. Giang Sách thâm thụ cảm động. Kỳ lão ca, ta mời ngươi một chén. Giang lão đệ, tới, làm. Hai người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Cơm nước xong ly khai, Giang Sách tâm tình thả lỏng không ít, Hằng Tinh Châu báu chức vị sa thải. Ước Mạch vui chơi giải trí cùng Ngâm Mộng khoa học kỹ thuật đều có người đặc biệt phụ trách xử lý. Hắn hiện tại chỉ cần sa thải cuối cùng công việc, có thể an tâm đi kinh thành tìm kiếm phụ thân hạ lạc. Vì vậy hắn bấm Mộc Dương một điện thoại. Mộc Dương một, ta để cho ngươi làm sự tình đều thế nào? Tất cả đều làm xong. Buổi trưa hôm nay sẽ toàn thành phố thông cáo, mặt khác thư mời cũng đều phát xuống đi. Chỉ là có một chút, lão đại. Cấp trên đối với người đột nhiên tạm rời cương vị công tác rất bất mãn, nếu như người muốn sa thải Giang Nam khu người tổng phụ trách vị trí, như vậy, sẽ luyện Tu La Chiến Thần chức vị nhất thịnh lui. Tu La Chiến Thần, là Giang Sách dựa vào huyết cùng thịt dốc sức làm đi ra. Cũng muốn lui. Cái này vừa lui, hắn liền đánh mất chỉ huy thiên quân vạn mã quyền lực, Hoàng Kim Thập Nhị Cung, thần La Thiên Trinh liền toàn bộ đều không hề nghe hắn điều khiển. Mộc Dương một phi thường sốt ruột nói, lão đại, nghĩ lại a. Nhưng mà đối với những quyền lực này cùng danh vọng, Giang Sách chỉ là cười nhạt, đốt quét cho rồi. Lui,
Tu La chiến thần, nhất định lui từ. Buổi trưa khi về đến nhà, Tô Cầm chuẩn bị một bàn tốt nhất cơm nước. Giang Sách vừa đi vào ra môn, liền thấy Đinh Khải Sơn sốt ruột lật đật đang chuẩn bị lấy cái gì, biểu tình trên mặt thay đổi liên tục, dường như gặp cái gì không được đại sự. Hắn hỏi Đinh Mộng Nghiên, ba hắn làm sao vậy? Đinh Mộng Nghiên nhún vai, không biết, một hồi ngươi thần thần bí bí, một hồi cha thần thần bí bí, thật không biết các ngươi gần nhất đều làm sao vậy. Tô Cầm hô, lão nhân, tới ăn cơm chưa? Đinh Khải Sơn cũng không quan tâm, ngẩng đầu nhìn một chút treo trên tường đồng hồ, còn có 10 min liền 12 điểm, hắn mau đánh mở tivi. Tô Cầm có chút tức giận, hắc, gọi ngươi ăn ngươi không đến, chả thế nào nhìn lên tivi tới. Lão nhân, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Xuyệt, cho ta an tĩnh. Đinh Khải Sơn biểu hiện hôm nay vô cùng kỳ quái. Đinh Mộng Nghiên cùng Tô Cầm liếc nhìn nhau, đều nhận thấy được tương đương không thích hợp, sẽ không phải là lão nhân phạm vào chuyện gì a? Đinh Mộng Nghiên cẩn thận hỏi, ba, ngươi có phải hay không ở bên ngoài phạm tội nhi rồi? Đinh Khải Sơn liếc nàng một cái, nói càn nói bậy cái gì? Ta là vì người tổng phụ trách sự tình cảm thấy lo lắng. Người tổng phụ trách, hắn có thể có chuyện gì? Coi như hắn có việc, cũng không tới phiên ngươi tới lo lắng a. Ngươi có thể thay người ra làm cái gì? Ngươi chính là một cái nho nhỏ cục thủy lợi bộ môn chủ nhiệm. Đinh Khải Sơn nói rằng, ngươi biết cái gì? Sáng sớm hôm nay ta nhận được nội bộ thông chi, nói. Hắn còn chưa nói hết, TV tin tức liền nhảy ra ngoài. Giờ ngọ tin tức nặng ký. Người chủ chỉ ăn mặc thẳng tây trang, nghiêm trang nói, nơi này có thứ nhất tin tức trọng đại muốn báo cho biết toàn thể Giang Nam khu thị dân. Giang Nam khu người tổng phụ trách quyết định ẩn lui, cụ thể ẩn lui đại điển sẽ ở hậu thiên buổi trưa cử hành. Nghe thế dạng tin tức, Đinh Khải Sơn lắc đầu liên tục, tuyệt vọng đều phải. Hắn một bên thở dài vừa nói, ai, ta sáng sớm thu được nội bộ tin tức cũng biết không ổn, hiện tại xem ra, chuyện này đã tọa thật, mới tới vị này người tổng phụ trách là nhất định phải ẩn lui rồi. Đinh Mộng Nghiên cau mày, phi thường không hiểu nói rằng, hơn một năm nay thời gian, mới tới người tổng phụ trách làm không tệ a. Giang Nam khu trị an chiếm được cực đại cải thiện, GDP cũng nhảy lên rất nhanh, dân thành phố thu nhập hầu như gấp bội. Như thế một vị công huân cao lãnh đạo tốt, nói như thế nào ẩn lui liền ẩn lui. Chẳng lẽ nói, hắn ở phía trên đầu nhìn chúng, thăng quan rời chức. Đinh Khải Sơn lắc đầu, không phải, ta được đến nội bộ tin tức, là vị kia người tổng phụ trách chủ động tạm rời cương vị công tác. Không phải là bị điều đi. Hơn nữa cấp trên đối với chuyện này phi thường căm tức, nghe nói còn muốn đối với vị này người tổng phụ trách xử là tương đương nặng nghiêm phạt. Tô Cầm lo lắng nói, người tổng phụ trách trong khoảng thời gian này làm ra không ít thành tích, không phải thưởng cho còn chưa tính, còn muốn nghiêm phạt. Đinh Khải Sơn nhún vai, ta đây thì không rõ lắm, thật giống như là muốn đem hắn tất cả chức vị đều cho cướp đoạt, bao quát một ít hắn nguyên bản là có phong hào gì gì đó. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Một nhà ba người tại nơi thảo luận khí thế ngất trời. Làm chân chính đương sự Giang Sách lại vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới một bên, lặng lẽ bới cơm. Hắn không thích tham dự vào loại này thảo luận trong. Giang Nam khu người tổng phụ trách, Tu La chiến thần, lui liền lui a, hắn hiện tại muốn là người một nhà yên lặng sống qua ngày, muốn là phụ thân bình an trở về. Hư danh cho hắn, cũng không trọng yếu. Người nhà đang thảo luận, bỗng nhiên bên ngoài liền nghe được hàng loạt minh địch thanh. Ân, ai tới? Đinh Khải Sơn hướng phía bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy một xe cảnh sát dừng ở cửa, một gã cảnh viên tay cầm một phong thư tiểu bào đi tới cửa. Xin hỏi là Đinh Khải Sơn ra sao? Là, Đinh Khải Sơn có chút sợ, hảo đoan đoan cảnh sát tới nơi này làm cái gì? Đây là thành phố cho ngài thư tín, cũng xin ký nhận. Thành phố. Thư tín. Đinh Khải Sơn vẻ mặt mộng bức nhận thư tín, ngồi vào trên ghế salon, thận trọng mở ra. Ở thư tín bên trong là ba tấm thư mời. Hắn xuất ra một phần, thì thầm, đặc biệt mời Đinh Khải Sơn tiên sinh dự họp Giang Nam khu người tổng phụ trách lui hưu đại điển. Dưới còn cặn kẽ tiêu chuẩn thời gian cùng địa điểm. Đinh Khải Sơn bối rối, hắn một cái nho nhỏ cục thủy lợi bộ môn chủ nhiệm, có tài đức gì dự họp như vậy đại điển a? Còn có mặt khác hai phần, theo thứ tự là cho Đinh Mộng Nghiên cùng với Tô Cầm. Cái này càng hoang đường.
Ninh Khải Sơn lại nói như vậy cũng là phía chính phủ ngành, hắn có thể dự họp còn có một chút điểm có thể lý giải, Na Đinh Mộng Nhiên cùng Tô Cầm dựa vào cái gì cũng có thể dự họp. Tô Cầm nói rằng, có phải hay không là bởi vì Mộng Nhiên Hằng Tinh Châu Báu Tổng Giám Đốc thân phận. Ninh Khải Sơn lắc đầu liên tục, đừng làm rộn, coi như muốn mời, đó cũng là mời Kỳ Trấn, mà không phải mời Mộng Nhiên A. Hơn nữa toàn thành phố bao nhiêu gia đại công ty, nếu như đều mời nói, ngồi dưới sao? Lùi một vạn bước nói, Mộng Nhiên dựa vào Tổng Giám Đốc thân phận dự họp, bà lão kia tử ngươi dựa vào cái gì? Ngươi chính là một cái tại gia giặt quần áo làm cơm. Không có việc gì đi ra ngoài nhảy nhót sân rộng múa người rảnh rỗi bác gái, người nói người dựa vào cái gì dự họp người tổng phụ trách lui hưu đại điển. Cái chuôi này Tô Cầm cho hỏi Mộng ép. Đúng vậy, dựa vào cái gì? Tô Cầm coi như là đem đầu cho muốn phá cũng đều không nghĩ ra được. Mặt khác, Ninh Mộng Nhiên cau mày nói rằng, ta theo ba mẹ đều bị mời, nhưng vì cái gì không có mời Giang Sách đâu. Giang Sách phốc suy vui vẻ, trong lòng cười trộm. Hắn làm nhân vật chính, là hắn mời người khác, như thế nào khả năng tiếp thu mời? Ninh Khải Sơn nháy nháy con mắt, có chút lo lắng nói rằng, cái này sẽ không sẽ là một cái bẫy a. Cố ý có người hại chúng ta một nhà, rốt cuộc muốn không muốn tham gia. Ninh Mộng Nhiên nở nụ cười, ba, đây chính là xe cảnh sát ra tự mình đưa đến, mặt trên cũng có thị cục ấn, người cảm thấy có ai có thể có lớn như vậy quyền lực hại chúng ta. Nhưng cũng là a. Người một nhà đang ở thảo luận, bên ngoài lại có một chiếc xe lái tới. Lúc này đây tới là Đinh Phong Thành. Hắn sốt ruột lật đật chạy vào, thở mạnh nói rằng, Tam Thúc, Tam Thẩm, Mộng Nhiên, Giang Sách, xảy ra chuyện lớn, ta tì em cư nhiên bỏ vào người tổng phụ trách thư mời, mời ta dự họp hậu thiên lui hưu đại điển. Đinh Mộng Nhiên vừa cười vừa nói, không tính là tin tức, chúng ta một nhà tất cả đều bỏ vào. À! Ninh Phong Thành ngay từ đầu còn không tin, thẳng đến chứng kiến thư mời, không tin cũng phải tin. Hắn gãi đầu một cái, thực sự là kỳ quái, chúng ta những nhân vật nhỏ này là thế nào bị người tổng phụ trách nhìn chúng. Thân phận cũng không đủ a. Hơn nữa chúng ta cùng người tổng phụ trách cũng không còn cái gì quan hệ cá nhân a. Bình thường không phải gọi chúng ta đi qua ngồi một chút, gần đến giờ muốn về hưu chỉ có gọi chúng ta đi qua, mấy cái này ý tứ a. Cái này người tổng phụ trách đầu tú đậu a. Giang Sách một ngụm thủy suýt chút nữa không có sặc. Hắn tằng hắng một cái, thật dễ nói chuyện, chớ mắng đường phố. Ninh Phong Thành đi tới vỗ vỗ Giang Sách bả vai, bất quá Giang Sách, ngươi sẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Chúng ta tất cả đều bỏ vào thư mời, chỉ ngươi chưa lấy được, rất kỳ quái ai? Giang Sách cười cười, ta chính là một cái con rể tới nhà mà thôi, nhân gia không mời ta cũng bình thường. Kỳ quái cái gì? Nói, hắn hướng về phía Đinh Phong Thành nháy mắt một cái, phi thường vốn có ngụ ý nói rằng, nhưng coi như không mời ta, chúng ta cũng có khả năng ở hiện trường gặp mặt A Hát. Đinh Phong Thành khinh thường nói, được rồi, người thì khoác lác nghiêu. Na lui hưu đại điển là ai đều có thể đi vào sao? Không có thư mời, người còn chưa tới cửa đã bị cảnh sát ngăn cản. Ngày nào đó... Tuyệt đối có hơn 1.000 tên cảnh sát đem hiện trường phong tỏa gắt gao, ngay cả một con chim cũng không phải là không vào đi, ngươi còn muốn đi vào theo chúng ta gặp mặt, đừng khoác lác. Giang Sách nhìn hắn, vậy chúng ta có muốn hay không đánh cuộc? Ninh Phong Thành cười ha ha, Giang Sách, ta với ngươi đánh qua vô số đổ, mỗi một lần đều là ta thua, thế nhưng lúc này đây ta thật sự là không có bất kỳ thua khả năng a. Ngươi còn muốn theo ta đổ, đây là muốn cố ý thua cho ta ý tứ sao? A Hát, xem đem ngươi đắc ý, chờ ngươi thắng lại nói mạnh miệng a. Đi, ngươi muốn thế nào đổ? Giang Sách suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu như hậu thiên chúng ta ở lui hưu đại điển nhìn thấy mặt lời nói, vậy chính là ta thắng, ngươi phải giúp ta yên lành chiếu cố người nhà, phản chi ta thua, ngươi nói cái gì ta thì làm cái đó. A, Ninh Phong Thành sửng sốt vài giây. Giang Sách người có ý tứ a. Người thắng, sẽ ta giúp người chiếu cố người nhà. Người là thân mắc tật bệnh rồi không? Không có, đừng chớ chú ta. Vậy ngươi vì sao đưa ra kỳ quái như vậy yêu cầu? Giang Sách nhún vai, đừng hỏi nhiều như vậy, đến lúc đó ngươi tự nhiên biết, liền hỏi ngươi có dám hay không a. Ninh Phong Thành vui vẻ, có gì không dám, ta còn nói cho ngươi biết, coi như ngươi không nói. Ta cũng sẽ chiếu cố ta Tam Thúc một nhà,
lúc đầu chúng ta chính là người một nhà, nên chăm sóc lẫn nhau. Giang Sách rất vui mừng vỗ vỗ Đinh Phong Thành bả vai, cảm tạ. Hai chữ này nói ra khỏi miệng, Đinh Phong Thành cũng cảm giác lại càng không thích hợp rồi, làm sao có một loại sinh ly tử biệt cảm giác. Luôn cảm giác Giang Sách phải tùy thời rời đi. Giang Sách, ngươi cũng làm ta sợ, có phải hay không thân thể mắc lỗi rồi? Không có, đừng có đoán mò. Vậy ngươi vì sao? Không nên hỏi, đến khi hậu thiên, tất cả liền tất cả đều hiểu. Đối thoại của bọn họ nhìn như ung dung, nhưng cẩn thận tỉ mỉ lại vô cùng trầm trọng, nghe một bên Đinh Mộng Nghiên mặt trầm như nước. Nàng nhớ kỹ đêm qua Giang Sách cũng đã nói lời giống vậy. Nói hai ngày sau, sẽ nói cho nàng biết tất cả chân tướng. Đến cùng ở Giang Sách trên người cất giấu bí mật gì? Tại sao muốn đến khi hậu thiên mới nói? Hậu thiên, Giang Sách đến tột cùng muốn làm cái gì? Nói cái gì? Hết lần này tới lần khác trùng hợp là, hậu thiên cũng là người tổng phụ trách về hưu thời gian, chẳng lẽ Giang Sách cùng người tổng phụ trách trong lúc đó? Đinh Mộng Nghiên phốc suy vui vẻ, lắc đầu. Suy nghĩ nhiều quá, làm sao có thể? Nàng thở ra một hơi dài, ngược lại bất kể như thế nào, đến rồi hậu thiên, tất cả mọi chuyện sẽ có kết quả. Giang Sách bí mật nhỏ, người tổng phụ trách về hưu, cùng với vì sao người tổng phụ trách biết mời cả nhà bọn họ dự họp đại điển, đều sẽ công bố. Hiện tại đoán tới đoán lui cũng không còn ý tứ, hết thảy đều lưu đến hậu thiên thấy rõ. Được rồi, tất cả mọi người đừng ngồi không rồi, ăn cơm đi. Đinh Mộng Nghiên mỉm cười bắt chuyện đại gia. Ăn, vừa vặn ta cũng đói bụng. Đinh Phong Thành không thấy chút nào bên ngoài, cầm đũa lên liền ăn, một điểm không đem mình làm ngoại nhân. Náo nhiệt chung, Giang Sách ánh mắt thay đổi liên tục. Loại này gia đình cảm giác thực tốt. Đáng tiếc là, cảm giác như vậy, duy trì liên tục không được mấy ngày. Thời gian một cái nháy mắt liền đi qua, đại điển ngày, chính thức đến. Giang Sách tại của nhà hướng về phía mọi người phất phất tay, nhìn theo bọn họ ly khai. Trên xe, Đinh Phong Thành vẫn còn nói, Giang Sách thắng ta nhiều lần như vậy, lúc này đây hắn là nhất định phải thua ta rồi. Còn nói phải cùng ta ở đại điển hiện trường gặp mặt, hiện tại người không phải cùng đi, làm sao gặp mặt. Đinh Mộng Nghiên nở nụ cười, người chính là không nên cao hứng quá sớm, lão công chưa bao giờ dối trá, hắn nói muốn gặp mặt liền nhất định sẽ với ngươi gặp mặt, ngươi chờ xem a. Đinh Phong Thành nhún nhún vai, ta đây ngược lại là phải yên lành chờ coi. 40 phút sau, xe ngừng lại. Đinh Khải Sơn nhất người nhà trước sau xuống xe. Hướng phía đại điển hội trường phương hướng đi tới, hôm nay hội trường người ta tấp nập. Toàn bộ Giang Nam khu người có mặt mũi đều tới. Ngoại trừ này phía chính phủ nhân viên, còn rất nhiều xí nghiệp thầy cai cũng đều đạt tới hiện trường. Càng là có trên trăm gia truyền thông ký giả đến hiện trường, mỗi một người đều giơ microphone, cầm camera, đem hôm nay hình ảnh cho chụp được tới, viết thành hiện tại biên tập tin tức gửi đi. Vì duy trì hiện trường an toàn. Ngày hôm nay xuất động cảnh sát được có hơn mấy ngàn người. Hơn nữa là súng vác vai, đạn lên nòng. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy thương, ai cũng sẽ không tuyển trạch dưới tình huống như vậy nháo sự, đối với có thể tiến nhập hội trường nhân càng là điều tra vô cùng tỉ mỉ. Không riêng muốn xem thư mời, còn muốn xác định thân phận, tiến hành mặt người quét hình, thẻ căn cước đối lập các loại. Tiến nhập trước, càng là phân nam nữ hai cái thông đạo. Tiến hành phi thường cẩn thận soát người, phòng ngừa có người mang vào vật phẩm nguy hiểm. Hôm nay đại điển hội tụ nhưng là toàn bộ Giang Nam khu đỉnh cao nhất nhân vật, ra không được bất luận cái gì một chút xíu sai lầm, nếu như bị phần tử ngoài vòng luật pháp chui vào rồi, sợ rằng sẽ cho Giang Nam khu mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cho nên, cảnh sát phá lệ cẩn thận. Đinh Khải Sơn nhất ra theo thông đạo đi vào bên trong, nhìn chu vi đám người chen lấn. Không khỏi cảm khái nói, thực sự là nguy a, xem ngày hôm nay giá thế này, tới được có trên vạn người a. Đinh Phong Thành gật đầu, vậy khẳng định là có thể dự họp như vậy đại điển, bản thân liền là đối với thân phận tán thành, người có mặt mũi đều nguyện ý tham gia. Bọn họ vừa nói một bên đi vào trong. Đi tới, từ phía sau truyền đến một đạo leng keng có lực thanh âm. Đứng lại, Đinh Khải Sơn nhất ra đột nhiên cả kinh. Dừng bước lại quay đầu xem, là ai dùng loại này bá đạo khẩu khí đối với bọn họ nói.
vừa nhìn sau đó, trong nháy mắt minh bạch. Hô lên hai chữ này nhân, bọn họ hết sức quen thuộc, không là người khác, chính là Đinh Tử Ngọc lão công Đường Văn Mạt. Trước một tháng bởi vì đông vực bên kia có nhiệm vụ, Đường Văn Mạt lâm thời ly khai. Ai biết về nhà một lần phải biết vợ mình bị bắt ở tù tin tức, gấp hắn cả đêm ngủ không được, hắn nghĩ hết các loại biện pháp nỗ lực đem người cho kiếm đi ra, đáng tiếc vô dụng. Là người tổng phụ trách tự mình chiếu cố, đối với Đinh Tử Ngọc đặc thù xử lý, coi như Đường Văn Mạt ngồi ở vị trí cao, cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể tưởng tượng. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều tại gia xanh muộn khí. Ngày hôm nay, hắn làm đông vực đại biểu dự họp người tổng phụ trách về hưu đại điển, vừa đến hội trường liền thấy vài cái phi thường người đáng ghét Đinh Khải Sơn nhất ra, trong lòng vô danh hỏa nhất thời đã thức dậy. Vốn là trong lòng khó chịu hắn, lại chứng kiến mấy cái này cửu nhân, trên lửa thêm hỏa. Huống chi, mấy người này là thứ gì? Xứng sao tới tham gia người tổng phụ trách về hưu đại điển? Mở cái gì quốc tế vui đùa? Đinh Phong Thành cười ha ha, chủ động tiến lên nói rằng, yêu, đây không phải là đại tỷ phu sao? Ngươi cũng tới tham gia người tổng phụ trách về hưu đại điển a? Đường Văn Mạt lạnh rên một tiếng, cái gì gọi là ta cũng tới tham gia? Ta làm đông vực phó thống, tới tham gia đại điển là chuyện đương nhiên sự tình. Ngược lại thì mấy người các ngươi không rõ ràng lắm thân phận của mình sao? Loại địa phương này là các ngươi có thể tới sao? Nhanh, xéo ngay cho ta. Đinh Phong Thành trên mặt không vui. Đây là làm sao nói chuyện? Hắn cười ha ha, từ trong lòng ngực lấy ra thư mời. Xin lỗi, chúng ta cũng đều là thu được người tổng phụ trách thư mời, chúng ta có quyền lực đi vào. Ân. Đường Văn Mạt hơi hí mắt, hơi kinh ngạc. Cái này thư mời chỉ biết phân phát cho này có mặt mũi đại nhân vật, giống như Đinh Phong Thành loại tiểu nhân vật này là không có khả năng bắt được, coi như Đinh Phong Thành có thể bắt được, bên kia Tô Cầm nói cái gì cũng không khả năng bắt được. Tuyệt đối có chuyện. Hắn vươn tay, cho ta xem. Cầm đi. Đường Văn Mạt nhận lấy vừa nhìn, thư mời cùng thực sự giống nhau như đúc, đi qua mắt thường là nhìn không ra thật giả. Nhưng hắn vẫn là chưa tin. Đinh Khải Sơn, Tô Cầm, Đinh Mộng Nghiên, Đinh Phong Thành, bốn người này thân phận địa vị căn bản không đủ trình độ hôm nay đại điển, thư mời nhất định là ngụy tạo. Vì vậy, Đường Văn Mạt không chút nghĩ ngợi đã đem thư mời cho ném xuống đất, mắng, Đinh Phong Thành, người càng ngày càng xương cuồng, ngay cả người tổng phụ trách thư mời cũng dám làm giả. Đinh Phong Thành sắc mặt thay đổi liên tục, đồ chơi gì? Ta đó là thật. Ha ha. Còn dám nói xạo, Đường Văn Mạt hét lớn một tiếng, người đến. Đến. Lập tức, hơn 10 danh thủ mang dùng súng giới cảnh viên chạy tới. Đường Văn Mạt làm đông vực phó thống, trong tay đầu vẫn còn có chút quyền lực, hiện trường cũng là có thể điều động một ít cảnh viên. Hắn chỉ vào Đinh Phong Thành, Đinh Khải Sơn đám người nói, những người này giả tạo thư mời, ý đồ bất chính. Đem bọn họ cho ta bắt đi xem ra, nghiêm ra thẩm vấn. Hỏi rõ mục đích của bọn họ là cái gì, có phải hay không sẽ đối lần này đại điển làm phá hư. Tuân mệnh. Này cảnh viên xông tới, đem Đinh Khải Sơn đám người toàn bộ đều cho còng lại. Đinh Khải Sơn giận dữ hét, Đường Văn Mạt ngươi một cái vương bát đản, chúng ta thư mời là thật, là người tổng phụ trách tự mình phái người đưa tới cửa, người thả chúng ta ra. Ha ha, vẫn còn ở nói xạo. Đường Văn Bân khoát tay chặn lại, mang đi. Cảnh viên ngay lập tức sẽ đem Đinh Khải Sơn đám người đè lên xe, mang đi bót cảnh sát, Đinh Khải Sơn nhất ra vốn tưởng rằng có thể may mắn mắt thấy người tổng phụ trách phong thái, kết quả xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong. Còn chưa bắt đầu, đã kết thúc. Đường Văn Mạt vẩy vẩy tay áo tử, hứ một ngụm, đám này rác rưởi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, các ngươi xứng sao dự họp đại điển. Hắn xoay người hướng phía đại hội vào bàn cửa đi tới. Giờ này khắc này, Đinh gia trong giang sách đổi lại một thân thẳng tây trang, hướng về phía cái gương soi lại chiếu. Ngày hôm nay, là hắn công khai thân phận một ngày. Ngày hôm nay, là hắn cùng Đinh Mộng Nghiên lõa lổ hết thảy một ngày. Ngày hôm nay, là hắn thoát khỏi người tổng phụ trách chức vị một ngày. Không được phép nửa điểm lơ là. Bỗng nhiên, điện thoại di động vang lên, giang sách tiện tay chuyển được, ấn nút tắt thâu âm để ở một bên. Một bên soi gương một bên nghe. Uy, lão đại, ra một điểm tình trạng, người của Đinh gia đều bị mang đi bót cảnh sát.
Giang Sách mặt trầm như nước. Trong điện thoại tiếp tục truyền ra thanh âm, đều là cái kia Đường Văn Mạt, hắn không phải nói. Giang Sách lập tức cắt đứt, Đường Văn Mạt, mất chức, Đinh gia người, 20 min bên trong phải trình diện. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Đường Văn Mạt sửa sang lại tây trang, ngồi ở đại hội giới hạn sinh sản ghế trên, gương mặt đắc ý. Vừa mới hắn xem như là uy phong một bà. Đinh gia người một nhà bị đích thân hắn tặng đi vào, không liên quan mấy tháng đừng nghĩ đi ra. Hắn không thể để cho lão bà hắn một người giam ở bên trong, được kéo người làm chịu tội thay. Ngẫm lại đã cảm thấy thống khoái. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên điện thoại di động của hắn vang lên. Số xa lạ. Đường Văn Mạt nhíu nhíu mày, tại sao có thể có số xa lạ đánh tới? Người nào? Hắn lựa chọn chuyển được. Uy, xin hỏi vị nào? Giang Sách. Vừa nghe đến hai chữ này, Đường Văn Mạt tâm tình có biến hóa cực lớn, hắn đối với người đàn ông này thống hận tới cực điểm, bất quá hắn biết Giang Sách lúc này gọi điện thoại qua đây là vì cái gì? Còn có thể vì sao? Nhất định là vì rồi Đinh gia người sự tình thôi. Quả nhiên, Giang Sách ở trong điện thoại khai môn kiến sơn nói rằng, Đường Văn Mạt, xem ở thân thích một trận phân thượng, ta quyết định cho ngươi một cơ hội, hiện tại lập tức đi trong tù đem ta người nhà tiếp ra, chịu nhận lỗi, chuyện này ta có thể coi làm chưa từng xảy ra. Ngày hôm nay thời gian đặc thù, ta không muốn gặp phải quá nhiều sự tình. Đường Văn Mạt nghe xong trong lòng cười. Ha ha, đây coi là cái gì? Uy hiếp sao? Phải biết rằng, Đường Văn Mạt nhưng là Đông Vực phó thống, mà hắn Giang Sách chẳng qua là một cái kẻ bất lực con rể tới nhà, nghe nói gần nhất công tác còn mất tích. Hai người thân phận địa vị như vậy cách xa, Giang Sách lại còn dám dùng mệnh lệnh giọng đối với Đường Văn Mạt nói, quả thực điên rồi. Đường Văn Mạt cười lạnh nói, Giang Sách, ngươi cho rằng có thể dựa vào lấy một điểm nhỏ thông minh muốn làm gì thì làm sao? Nói cho ngươi biết, ngày hôm nay Đinh Khải Sơn nhất ra là ra không được. Ta còn nói cho ngươi biết, không riêng ngày hôm nay đi ra không phải, ngày mai, hậu thiên, ngày kia, tất cả đều ra không được. Ba tháng, ta cam đoan với ngươi, bọn họ ít nhất phải ở bên trong quan ba tháng. Đồng thời ta còn nói cho ngươi, bọn họ ở bên trong thời gian khẳng định qua không dễ chịu. Ngươi na như hoa như ngọc lão bà, sau khi đi ra liền thành gầy trơ cả xương lão thái bà. Ha 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 ha, Đường Văn Mạt cười láo xược. Hắn trước đây bị Giang Sách nhục nhã qua không ít lần, lúc này cuối cùng là tìm được cơ hội hung hăng trả thù. Bên đầu điện thoại kia không còn có một câu nói. Lạch cạch, điện thoại cắt đứt. Đường Văn Mạt nhìn điện thoại cười nhạt, chính là con kiến hôi, cũng dám theo ta nói như vậy. Thực sự là không biết sống chết. Hắn đều nghĩ xong, các loại hôm nay về hưu đại điển kết thúc, liền lập tức đi Đinh ra đem Giang Sách cũng cho bắt lại, lý do chính là Đinh Khải Sơn nhất nhà đồng đảng. Đang nghĩ lấy, ngẩng đầu một cái, Đường Văn Mạt chứng kiến mấy người hướng phía chính mình đã đi tới. Người đầu lĩnh khí vũ hiên ngang, một thân chính khí. Là Mộc Dương Nhất. Ai cũng biết, Mộc Dương Nhất là người tổng phụ trách phụ tá đắc lực, người tổng phụ trách có chuyện gì đều sẽ đi qua Mộc Dương Nhất tới xử lý. Đối đãi hắn, sẽ giống như đối đãi người tổng phụ trách giống nhau tôn kính. Mặc dù Mộc Dương Nhất chức vị so với Đường Văn Mạt thấp hơn một điểm, nhưng Đường Văn Mạt không dám khinh thường chút nào, lập tức đứng dậy khuôn mặt tươi cười đón chào. Mộc trường quan, chào ngươi. Đều nói tự tay không đánh người mặt tươi cười, có thể đối mặt Đường Văn Mạt khuôn mặt tươi cười, Mộc Dương Nhất nhưng căn bản không nể mặt. Hắn lạnh mặt nói, Đường Văn Mạt, Đường Phó Thống, ngươi thực sự là thật to gan. Thanh âm hồn hậu, giọng nói hung ác độc địa. Mặc dù là Đường Văn Mạt, cũng bị bất thình lình một cái dọa cho chết khiếp. Cả người không tự chủ được lui về sau một bước. Hắn nuốt nước bọt, như trước cười khuôn mặt hỏi, Mộc trường quan, thế nào nói ra lời này ở đâu? Mộc Dương Nhất trừng mắt Đường Văn Mạt, ha ha, ngươi còn hỏi ta. Ngươi làm cái gì tâm lý không có điểm số sao? Đường Văn Mạt tâm lý phát khổ. Hắn làm cái gì, hắn cũng không có làm gì à. Hắn cùng người tổng phụ trách cũng không có đã gặp mặt, theo lý thuyết. Căn bản cũng không có thể đắc tội người tổng phụ trách, vì sao lúc này Mộc Dương Nhất sẽ đích thân tới hương sư vấn tội. Thật sự là không nghĩ ra. Mộc Dương Nhất tiếp tục nói, ta hỏi ngươi, Đinh Khải Sơn nhất người nhà tại sao phải bị áp giải vào bót cảnh sát?
Đường Văn Mạt bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói, mấy người bọn hắn dân đen giả tạo người tổng phụ trách thư mời, ý đồ lẫn vào đại hội hiện trường, may mà bị ta đúng lúc vạch trần, áp giải đi. Thối lắm. Mộc Dương Nhất trừng mắt Đường Văn Mạt, Đinh Khải Sơn nhất ra, đó là người tổng phụ trách thượng khách, là lần này đại hội mấy trăm vị dự họp giả chung nhất tôn quý khách quý. Không có bọn họ, ngày hôm nay cái này đại điển cũng không có mở tiếp cần phải. Đường Văn Mạt đều bị nói mộng ép. Đinh Khải Sơn nhất ra có năng lượng lớn như vậy. Thử hỏi, ngày hôm nay tham dự mỗi một vị khách quý, không người nào là có mặt mũi đại nhân vật. Phi phú tức quý. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng cái đều so với Đinh Khải Sơn bọn họ thân phận tôn quý. Nhưng Mộc Dương Nhất lại còn nói ngày hôm nay họp trọng yếu nhất là Đinh Khải Sơn nhất ra, đây là với hắn đùa giỡn sao? Nếu như là những người khác nói lời như vậy, Đường Văn Mạt đã sớm một cái tát phất đi, mở cái gì quốc tế vui đùa. Nhưng lời này là từ Mộc Dương Nhất trong miệng nói ra, phân lượng kia khả năng liền nặng. Mộc Dương Nhất là người tổng phụ trách phát ngôn viên, lời của hắn, chính là người tổng phụ trách lời nói. Hàm kim lượng cực cao. Đường Văn Mạt có điểm luống cuống, hắn xác thực không ngờ rằng Đinh Khải Sơn Nhất ở nhà chơi rông nhưng sẽ như thế trọng yếu. Làm sao bây giờ? Mộc Dương Nhất chỉ vào hắn nói rằng, Đường Văn Mạt, ta hiện tại cho ngươi 20 min thời gian, cho ta đem Đinh ra người an an ổn ổn hộ tống qua đây, chịu nhận lỗi. Sau đó, ngươi chủ động hướng Đông Vực Thống Suất đệ trình đơn xin từ chức, tuyển trạch thoái ẩn. Đường Văn Mạt triệt để choáng váng. Tình huống gì đây là? Làm cho hắn đem người của Đinh ra cho tiếp trở về còn chưa tính, lại còn muốn chính hắn tuyển trạch xuất ngũ, đây là nói đùa hắn sao? Không phải, Mộc Trường Quan, cái này nghiêm phạt có phải hay không có điểm nghiêm trọng a? Ha ha, nghiêm trọng không? Mộc Dương Nhất băng lãnh nói rằng, đã cho qua ngươi cơ hội, là ngươi tự lựa chọn rồi buông tha, đó thật lạ không được người khác. Không phải, ngài từ lúc nào đã cho ta cơ hội a? Tự mình nghĩ. Đường Văn Mạt sắc mặt trắng bệch, đột nhiên, hắn nhớ tới rồi vừa mới Giang Sách Na thông điện thoại. Trong điện thoại, Giang Sách rõ ràng nói qua, chỉ cần hắn đem người tiếp trở về, chịu nhận lỗi, như vậy sự tình hôm nay liền đến này là ngừng, sẽ không truy cứu nữa. Nhưng Đường Văn Mạt căn bản cũng không có đem Giang Sách để vào mắt, còn hung hăng làm nhục một trận. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như thật sớm nghe theo Giang Sách chỉ thị đi làm, không phải chuyện gì cũng không có sao. Nói là nói như vậy, vấn đề là, Giang Sách cùng Mộc Dương Nhất, cùng người tổng phụ trách lại có quan hệ thế nào? Đường Văn Mạt phát hiện mình là thật càng ngày càng xem không hiểu Giang Sách rồi. Sau lưng của người đàn ông này, đến tột cùng còn có thân phận gì a? Mộc Dương Nhất liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nghiêm túc nói, ngươi bây giờ còn có 18 min, thời gian không nhiều lắm, ngươi tiếp trở về, ngươi chỉ là mất chức, ngươi tiếp không trở lại, muốn ta tự mình đi nhận nói, vậy ngươi cột khả năng chính là mệnh. Nói có chút tàn nhẫn quá. Nhưng Đường Văn Mạt tin tưởng không nghi ngờ. Người tổng phụ trách thân phận địa vị cao thượng không gì sánh được, coi như là Đông Vực Thống Suất thấy cũng phải cúi đầu cúi người, cũng không dám thở mạnh, huống chi là hắn cái này phó thống. Đường Văn Mạt tâm lý hối hận a. Vì nhất thời tranh cường háo thắng, cho mình rước lấy cái này phiền toái không cần thiết. Người nói chào người đoan quả nhiên tại sao muốn đi trêu chọc Đinh Khải Sơn nhất ra. Na thư mời hắn cũng nhìn, đúng là thực sự, nhưng hắn vì sao lúc đó liền nói cứng là giả rồi. Hắn sẽ không ngẫm lại, có thể bị người tổng phụ trách mời, Na nhất định là có nguyên nhân. Hiện tại được rồi, sự tình đến tai nông nỗi này, căn bản không thu nổi chàng. Có thể đem người mời về, đây chẳng qua là mất chức, mời không trở lại, ngay cả mạng cũng phải bồi ở bên trong. Đường Văn Mạt không ngừng kêu khổ. Hắn nói liên tu tiếp. Ta đây liền sắp xếp người đem Đinh Khải Sơn nhất ra đưa đón qua đây. Không dám khinh thường. Đường Văn Mạt lập tức bấm thủ hạ cảnh viên dãy số, giống to, mệnh lệnh các ngươi, ở 15 min bên trong đem Đinh Khải Sơn nhất ra an an ổn ổn hộ tống đến lớn biết hiện trường. A, phó thống, ngài không phải nói bọn họ ý đồ đối với đại hội làm phá hư sao? Ngươi thiếu ti em cho ta lời nói nhảm, theo ta mệnh lệnh đi làm. Được rồi. Đem còng tay đều cho ta tùng, khách khí, rất cung kính trả lại, hiện tại lập tức, tốc độ càng nhanh càng tốt, nghe rõ ràng không?
Nghe, nghe rõ ràng. Cúp điện thoại, Đường Văn Mạt nhìn về phía Mộc Dương Nhất, Mộc Trường Quan, như vậy cũng có thể đi. Mộc Dương Nhất lạnh rên một tiếng, cũng không thể được, bây giờ còn không biết, phải xem ở dưới tay ngươi nhân hiệu suất làm việc như thế nào. Nói xong, Mộc Dương Nhất dẫn người ly khai. Đường Văn Mạt gấp như là kiến bò trên chảo nóng, nhất khắc đều không đợi được, ở đại hội hiện trường tới tới lui lui đạc bộ, xoay quanh tử. 3 min đi qua, 5 min đi qua, 10 min đi qua, vẫn như cũ không có nửa phần động tĩnh. Đường Văn Mạt lòng bàn tay bên trong toàn bộ đều là mồ hôi, hắn hiện tại các loại không chỉ có riêng là Đinh Khải Sơn nhất ra, hắn các loại là của mình mệnh. Cho nữa không tới, vậy hắn mệnh khả năng liền khó giữ được. Vô liêm sỉ ngoạn ý, làm sao chậm như vậy? Đường Văn Mạt ra hội trường, ở vào bàn cửa ứng tiền trước chân nhìn ra phía ngoài, sẽ chờ xem bót cảnh sát xe lái tới, sốt ruột phá hủy. Nhanh một chút a, nhanh một chút a, đều ở đây sủa cái gì rồi? Trên người của hắn toát ra mồ hôi lạnh, áo sơ mi đều bị mồ hôi cho làm ướt. Lại qua 3 min, rốt cục, từng tiếng tiếng còi xe cảnh sát truyền tới, bót cảnh sát xe lái tới. Tới. Đường Văn Mạt như là tên rời cung thông thường, vèo một cái liền vọt tới, không đợi xe dừng hẳn, hắn liền đem cửa xe mở ra, cười rạng rỡ đối lập mặt người nói, Tam Thúc, Tam Thẩm, Mộng Nghiên, Phong Thành, các ngươi làm sao mới đến a? Ta đều chờ các ngươi đã nửa ngày, về hưu đại điển sẽ bắt đầu rồi, có thể muôn ngàn lần không thể làm trễ nãi. Đi, ta mang bọn ngươi đi vào. Đinh Khải Sơn nhất ra nhìn nhau. Mỗi người trên mặt đều viết dấu chấm hỏi. Tiền tiền hậu hậu tổng cộng không cao hơn một giờ võ thuật, làm sao Đường Văn Mạt thái độ có 180 độ chuyển biến lớn. Lúc trước còn luôn miệng nói bọn họ thư mời là giả, không cho bọn họ đi vào, lợi dụng trong tay về điểm này quyền lực ngang ngược ngăn cản, một bộ diện mục khả tăng bộ dạng. Ngắn ngủi một giờ không đến, trở nên cười rạng rỡ, nói khách khí, nói hô xin bọn họ vài cái vào hội trường. Trong lúc này đến cùng đều xảy ra chút gì? Thực sự đáng giá người nghĩ. Lại, Đinh Khải Sơn là lão giang hồ, mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng biết Đường Văn Mạt nhất định bị người cho sửa chữa rồi. Vì vậy hắn ngồi trên xe nhếch lên chân bắt chéo, cố ý kích thích Đường Văn Mạt, xin lỗi a, ta đột nhiên cảm thấy đại hội này không có gì ý tứ, không muốn đi vào rồi, Văn Mạt a, ngươi chính là chính mình đi tham gia a, chúng ta sẽ không phụng bồi. A, à, Đường Văn Mạt vừa nghe, vừa vội vừa tức. Không phải phụng bồi. Ha ha, các ngươi nếu là không đi vào, Đường Văn Mạt mệnh nhưng là không còn rồi. Đường Văn Mạt nhìn đồng hồ đeo tay một cái, chỉ còn lại không tới 2 min thời gian, nếu không đi vào mạng của hắn thật có thể không giữ được. Hắn gấp đến độ đều phải khóc lên, ủy khuất nói, ta tốt Tam Thúc ai, ngươi tạm tha rồi ta đây một lần a, nhanh lên một chút theo ta cùng nhau tiến nhập hội trường. Người tổng phụ trách điểm danh các ngươi một nhà phải trình diện, các ngươi không đến, ta đây không có cách nào khác báo cáo kết quả công tác a. Càng là nói như vậy, Đinh Khải Sơn càng là già mồm. Hắn bình thường cũng không có thiếu bị Đường Văn Mạt khi dễ. Lúc này đây thật vất vả chờ đến cơ hội hung hăng nhục nhã Đường Văn Mạt một hồi, tuyệt đối không thể bỏ qua. Chỉ thấy Đinh Khải Sơn nhếch lên chân bắt chéo, bẹp bẹp miệng, cố ý thả chậm ngữ tốc nói rằng, xin lỗi a. Ta vừa mới đi bót cảnh sát đi một chuyến, có chút mệt mỏi, muốn ngủ một lát nhi. Đường Văn Mạt gấp hô to, Tam Thúc, người đây là đem ta hướng tử lộ trên bức A. Ta là thực sự cầu ngươi rồi, ta cho ngươi quỳ xuống được không? Có thể A, ngươi nhưng thật ra quỷ A. Đây vốn là đem lời đuổi nói. Cứng rắn đối tới đây một câu nói, Đinh Khải Sơn cũng không phải thật xa cầu Đường Văn Mạt quỳ xuống. Dù sao hắn cùng Đường Văn Mạt thân phận chênh lệch nhiều lắm. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Đường Văn Mạt cư nhiên không có chút nào do dự, phù phù một tiếng liền quỳ ở Đinh Khải Sơn trước mặt. Tam Thúc, ta van xin ngài, mau cùng ta vào đi thôi. Đinh Khải Sơn hách liễu nhất đại khiêu, trơ mắt nhìn Đường Văn Mạt, không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt. Đường Văn Mạt là ai? Đây chính là Đông Vực Phó Thống. Là Đinh Khải Sơn vô luận như thế nào đều không đắc tội nổi đại nhân vật. Nhưng là một cái như vậy cao cao tại thượng, cao không thể chạm đại nhân vật, cư nhiên trước mặt của mọi người cho hắn quỳ xuống. Ai dám tin?
Cái này ngược lại đem Đinh Khải Sơn cho làm cho có chút hơi khó, hắn là thực sự không nghĩ tới Đường Văn mặt sau đó quỷ. Một bên Tô Cầm vội vàng giảng hòa, được rồi, mọi người đều là người một nhà, đừng làm rộn được như thế cương. Văn mặt a, nhĩ a. Nàng lại đẩy một cái Đinh Khải Sơn, lão nhân ngươi cũng đừng náo loạn, người tổng phụ trách tự mình cho ta tiến thư mời, mời chúng ta một nhà già trẻ dự họp đại hội, người cái này thoái thác không đi, nói như thế nào đều có điểm băn khoăn a. Đương nhiên băn khoăn. Đinh Khải Sơn chính là vì chọc tức một chút Đường Văn Mạt, bản tâm vẫn là vô cùng muốn tham gia đại hội. Đây là đại biểu thân phận, làm rạng rỡ tổ tông một việc. Tại sao muốn buông tha? Vì cho Đường Văn Mạt mặt mũi, cũng vì thỏa mãn mình lòng hư vinh, Đinh Khải Sơn gật đầu, được rồi, xem ở ngươi có thành ý như vậy phân nhi trên, ta với ngươi đi vào chung a. Đường Văn Mạt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn nhanh lên đỡ Đinh Khải Sơn hướng hội trường đi. Ở cuối cùng thời gian phải đến thời điểm, Đường Văn Mạt cơ hồ là đỡ Đinh Khải Sơn đi vào trong chạy. Rốt cục, ở tối hậu quan đầu, Đinh Khải Sơn người một nhà đi tới bên trong hội trường. Đường Văn Mạt nhìn đồng hồ tay một chút. Sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, không ngừng thở mạnh. Lúc này, Mộc Dương Nhất dẫn người đi qua. Đường Văn Mạt lập tức đi ra phía trước, Mộc Trường Quan, người của Đinh gia đều cho mời tới. Mộc Dương Nhất gật đầu, được rồi, người có thể đi, cấp trên đã đem người cách chức rồi, từ ngày mai trở đi ngươi tìm một phần cái khác việc làm a. Đường Văn Mạt trong lòng kêu khổ, nhưng là thì có biện pháp gì rồi. Có thể bảo trụ mệnh coi như là thật tốt. Nhưng hắn vẫn là rất không cam lòng hỏi, Mộc Trường Quan, ta không rõ, vì sao người tổng phụ trách sẽ vì người của Đinh gia sống mái với ta. Ta dù nói thế nào cũng là đông vực phó thống, không có lý do a. Muốn biết vì sao? Muốn. Có thể, Mộc Dương Nhất chỉ cách đó không xa chỗ ngồi, người vẫn ngồi ở ngươi nên chỗ ngồi, các loại người tổng phụ trách lên đài lên tiếng thời điểm, ngươi nên cái gì đều biết. A, à, thực sự. Mộc Dương Nhất mắt lạnh nhìn hắn một cái, không hề phản ứng, đi thẳng tới Đinh Khải Sơn một nhà. Đường Văn Mạt cắn răng, tự lẩm bẩm, chết cũng phải chết minh bạch điểm, ta ngược lại muốn biết, người tổng phụ trách cùng Đinh gia quan hệ thế nào, dựa vào cái gì bởi vì Đinh gia liền thôi chức của ta. Hắn khí hanh hanh ngồi ở nguyên bản hắn hẳn là ngồi chỗ ngồi, đợi lần này đại hội chính thức mở màn. Bên kia Mộc Dương Nhất đi tới Đinh Khải Sơn trước mặt. Chắp tay, Đinh thúc thúc tốt. Đinh Khải Sơn lại càng hoảng sợ. Đây chính là người tổng phụ trách phát ngôn viên, quyền cao chức trọng, cư nhiên sẽ đối với chính mình khách khí như thế, thật là có điểm thụ sủng nhược kinh. Hắn nhanh lên đáp lễ, Mộc Trường Quan tốt. Mộc Dương Nhất nói rằng, thực sự là xin lỗi, bởi vì ta sai lầm, làm hại bốn vị đi bót cảnh sát tha một vòng, xin hãy tha thứ. Sao dám, chuyện này không được oán trách ngài. Đinh Khải Sơn nào dám trách tội Mộc Dương Nhất, hơn nữa nhìn tình huống, vẫn là Mộc Dương Nhất đem bọn họ từ bót cảnh sát kiếm đi ra, bọn họ phải cảm tạ nhân ra Mộc Dương Nhất. Trong giọng nói, phía ngoài tiếng chuông khả năng liền gõ. Khoảng cách đại hội mở màn còn có cuối cùng 15 min, cấm bất luận kẻ nào xuất nhập, đại môn phong tỏa, tất cả mọi người đi đến chính mình hẳn là ở địa phương. Khách quý, ký giả, cảnh sát. Toàn bộ đều làm từng bước đưa thân vào hẳn là ở vị trí. Mộc Dương Nhất đối với Đinh Khải Sơn nói rằng, Đinh thúc thúc, đại hội sẽ bắt đầu rồi, các người bốn vị nhanh đi chỗ ngồi ngồi xuống đi. Ôi chao, phải. Đinh Khải Sơn nhìn một chút hiện trường, ngây ngẩn cả người. Tràn đầy tất cả vị trí đều có người ngồi, bốn người bọn họ không có địa phương có thể ngồi nha. Thư mời trên cũng không có viết chỗ ngồi của bọn hắn. Cái này, chúng ta nên tọa chỗ A, Đinh Khải Sơn hoảng hồn. Mộc Dương Nhất mỉm cười, Đinh thúc thúc, các người bốn vị vị trí ta đã sớm cho sắp xếp xong xuôi, mời đi theo ta. Làm phiền. Ở Mộc Dương Nhất dưới sự hướng dẫn, Đinh Khải Sơn một nhà đi tới chỗ ngồi trước. Chỗ ngồi là có, thế nhưng, bọn họ căn bản không dám tọa. Cái này bốn tờ cái ghế tuy là bình thường không có gì lạ, nhưng là ở toàn bộ hội trường đầu một hàng. Bao nhiêu quan to hiển quý, phú cầu cự thương, toàn bộ đều ngồi ở phía sau, các bộ môn một tay cũng không có tư cách ngồi ở đây đầu một hàng. Hàng này, có lại chỉ có bốn tờ cái ghế. Có thể ngồi ở chỗ này người,
thân phận địa vị khẳng định cao không thể chạm. Ninh Khải Sơn sắc mặt trắng bệch, cả nhà bọn họ có thể dự họp đại hội đã coi như là thật không đơn giản rồi, cho dù để cho bọn họ ngồi ở hàng cuối cùng, ngồi ở đại hội trong góc, đó cũng là đáng giá cao hứng sự tình. Như thế nào dám xa cầu ngồi ở đầu một hàng? Hắn nuốt nước miếng một cái, Mộc Trường Quan, ngài thực sự là quá chiết sát chúng ta. Chúng ta bốn người tiểu nhân vật, làm sao có thể ngồi ở đây sao tôn quý chỗ ngồi? Theo ta thấy, chúng ta hay là đang trong góc tìm một chỗ ngồi ngồi a. Thực sự không được, chúng ta đứng nghe cũng là có thể. Mộc Dương Nhất cười ha ha. Đinh Thúc Thúc ngài nói gì vậy? Ta làm sao có thể làm cho ngài đứng? Nếu như bị người tổng phụ trách biết, ta còn hỗn không phải lăn lộn. Đinh Thúc Thúc ngài liền yên tâm to gan ngồi xuống đi, cái này bốn tờ cái ghế, chính là đặc biệt cho các ngươi một nhà chuẩn bị, trừ bọn ngươi ra. Toàn trường cũng nữa không ai có tư cách ngồi ở đây đầu một hàng. Lời nói này có điểm nặng. Ninh Khải Sơn còn muốn tưởng cự tuyệt sẽ không thích hợp, chỉ phải kiên trì ngồi xuống. Ninh Khải Sơn, một cái nho nhỏ cục thủy lợi bộ môn chủ nhiệm, ở toàn thành phố các bộ môn người đứng đầu trước mặt, đường hoàng ngồi xuống, ngồi ở toàn bộ hội trường đầu một hàng chính giữa vị trí. Đây là uy phong bậc nào? Tô Cầm ngồi ở bên người của hắn, Đinh Mộng Nghiên cùng Đinh Phong Thành hai huynh muội thì phân ngồi ở hai bên. Cứ như vậy, Đinh gia bốn người tất cả đều ngồi xuống. Chỉ là bọn hắn bốn cái toàn bộ đều sắc mặt trắng bệch, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cái này bốn cái ghế giống như là hình cụ giống nhau, để cho bọn họ ngồi toàn thân tê dại, hận không thể lập tức đứng dậy thoát đi mới tốt. Loại cảm giác này, giống như là cả lớp thành tích kém cỏi nhất, nhất nghịch ngợm phá phách học sinh, hết lần này tới lần khác ngồi ở phòng học đầu một hàng vị trí chính giữa, an vị ở lão sư dưới mí mắt. Ha ha, bất luận cái gì một chút xíu mờ ám đều sẽ bị lão sư chứng kiến thanh thanh sở sở. Cảm giác kia, tư vị kia, khó chịu a. Ninh Khải Sơn căn bản ngay cả đầu cũng không dám trở về, cả người ngồi thẳng tắp, cũng cảm giác phía sau thành công trên vạn ánh mắt nhìn hắn, trên thực tế cảm giác của hắn cũng không có sai. Hội trường tất cả mọi người con mắt hầu như đều nhìn hắn. Rất nhiều người đều đang suy đoán, cái này ngồi ở chính giữa người là thân phận gì, có thể chịu đến người tổng phụ trách như vậy khoản đãi. Làm khoảng khắc, Đinh Phong Thành thở ra một hơi dài, sung nhìn một chút. Đinh Mộng Nghiên nói rằng, nhị ca, ngươi buồn cái gì? Giang Sách, hắn tới. Không có, Đinh Phong Thành nói rằng, ngươi quên ta theo Giang Sách đánh cuộc rồi không? Miệng hắn cửa nhiều tiếng nói với ta, sắp sửa ở đại hội hiện trường theo ta gặp mặt, ha ha, đại hội còn mấy phút nữa sẽ bắt đầu rồi, hắn nhưng ngay cả một bóng người đều không nhìn thấy. Lúc này đây đánh đố ta xem như là triệt để thắng. Hắn quay đầu nhìn về phía Đinh Mộng Nghiên, cười ha hả nói rằng, ước đoán lúc này Giang Sách đang ở trong TV đầu xem phát sóng trực tiếp a. Nói cho người biết, trong TV đầu chứng kiến ta đó cũng không chắc chắn, phải hiện trường theo ta gặp mặt. Tiểu muội ngươi nên cho ta làm nhân chứng, lúc này đây Giang Sách thua. Ta cần phải yên lành tìm về trước cột mặt mũi, làm cho hắn cho ta. Cho ta làm một tháng tài xế, ha ha. Mặc dù là nói giỡn, nhưng là nhìn ra được Đinh Phong Thành đối với cái này một lần đổ ước, đó là tình thế bắt buộc. Đinh Mộng Nghiên thở dài. Nàng cũng hiểu được Giang Sách là phải thua không thể nghi ngờ, mắt thấy đại hội sẽ mở màn, Giang Sách ngay cả bóng người đều nhìn không thấy, làm sao có thể còn có thể thắng. Chỉ là nàng không rõ, cái này rõ ràng thất bại cục, vì sao Giang Sách còn muốn đánh đố. Cố ý thua một ván, làm cho Đinh Phong Thành tìm về mặt mũi. Hoàn toàn không có đạo lý a. Đinh Mộng Nghiên lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, ngày hôm nay phát sinh liên tiếp sự tình đã đầy đủ ly kỳ, đầu tiên là thu được thư mời, lại bị cảnh sát chộp tới bót cảnh sát, tiếp lấy Đường Văn Mạt tự mình phái người tiếp trở về, sau đó Đường Văn Mạt trả lại cho Đinh Khải Sơn quỳ xuống, cuối cùng mấy người bọn hắn tiểu nhân vật cư nhiên ngồi ở đầu một hàng. Cái này liên tiếp sự tình quá ly kỳ. Đinh Mộng Nghiên cảm thấy, ngày hôm nay mặc kệ phát sinh nữa bất cứ chuyện gì, nàng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đã không có gì sự tình so với trước kia phát sinh ly kỳ hơn. Đông đông đông. Tiếng trống liên tục gõ 12 tiếng, Mộc Dương Nhất từ phía sau màn đi tới trong sân khấu gian, hướng về phía toàn trường mọi người khom người. Các nữ sĩ,
Các tiên sinh, ta thay mặt người tổng phụ trách nói với các ngươi một tiếng cảm tạ các ngươi dự họp hôm nay người tổng phụ trách thoái ẩn đại hội. Lời thừa thải không nói, hiện tại, thì có mời người tổng phụ trách, đăng tràng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 49.